Tên sát nhân có sở thích săn mồi vào lúc nửa đêm. Người phụ nữ đi ngang qua ý thức được nguy hiểm vội vã bịt miệng trốn vào một góc. Cô gọi điện thoại cho chồng nhưng chồng cô thân là cảnh sát lại đang phải chấp hành nhiệm vụ nên đã bỏ lỡ điện thoại cầu cứu của vợ. Hết cách, người phụ nữ chỉ đành gọi điện cho trung tâm khẩn cấp. Điện thoại viên vừa ghi chép lại vừa hỏi vị trí của người phụ nữ. Người phụ nữ nói mình đang trốn đằng sau thùng rác. Điện thoại viên bảo cô miêu tả cụ thể một chút. Người phụ nữ nói thùng rác có màu xanh. Một giây sau, tín hiệu điện thoại đột nhiên bị ngắt. Cấp trên lệnh cho điện thoại viên mau gọi lại. Nhưng điện thoại viên tinh tế đột nhiên do dự vì cô sợ làm vậy sẽ để lộ vị trí của người bị hại. Nhưng cấp trên của cô không nghĩ nhiều như thế, trực tiếp ấn nút gọi lại. Lúc này tiếng chuông đột nhiên vang lên, nháy mắt hung thủ đã xác định được phương hướng mục tiêu. Người phụ nữ chưa kịp phản ứng lại đã bị hung thủ tấn công ngã sấp xuống đất. Dựa trên tiếng động từ đầu bên kia, điện thoại viên đã đoán được tình hình của đối phương. Cô không ngừng gọi người phụ nữ nhưng chẳng một ai đáp lời. Hung thủ từng bước tiến lại gần mục tiêu. Người phụ nữ ngã trên đất không ngừng xin tha, xin hãy tha cho tôi còn có con, ai bảo cô tối rồi còn ra ngoài gây chuyện chứ. Nói xong, gã móc quả cầu sắt đen ra tàn nhẫn hạ sát người phụ nữ. Qua điện thoại viên nghe rõ tiếng đầu người bị ấy nát. Ở một bên khác, Jin Húc vừa hoàn thành nhiệm vụ còn đang uống rượu với đồng nghiệp thì một đồng đội khác gọi điện đến nói rằng phát hiện một thi thể nữ trong ngõ, nhìn có phần giống chị dâu. Jin Húc không tin, cho rằng đây là trò đùa cá tháng tư nên không hề để ý. Sau vài chén rượu, anh gọi điện cho vợ nhưng mãi chẳng có ai nhận máy. Jin Húc có hơi sợ. Đến hiện trường xảy ra vụ án trong trạng thái ngà ngà say, các đồng nghiệp hết sức ngăn cản nhưng Jin Húc vẫn nhìn thấy mảnh giấy ghi lời chúc vợ để lại cho mình trên đất. Anh vẫn không dám tin, anh vội kiểm tra cổ tay của thi thể, phát hiện đó chính là tín vật định tình mà mình tặng cho vợ. Vén tấm khăn trắng lên, mặt của vợ méo thịt lẫn lộn, lúc này anh hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn đưa vợ về nhà. Hôm sau, chuyện vợ của cảnh sát bị giết hại dã man lên trang đầu tin tức. Do sơ sót của trung tâm khẩn cấp 112, những người có liên quan đều trực tiếp bị cách chức. Trong tang lễ, đồng nghiệp nói với Jin Húc đã tìm thấy hung thủ xoát hẹo chị dâu rồi, là một bảo vệ tên là Cô Đông Trơn, hắn từng có 10 tiền án. Cảnh sát đã phát hiện ra quần áo và đồ vật dính máu trong nhà hắn, DNA hoàn toàn phù hợp với chị dâu. Jin Húc vừa bi thương, vừa giận dữ, nhờ đồng nghiệp nhất định phải bắt hung thủ trả giá xứng đáng. Nhưng trên phiên tòa ngày hôm sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điện thoại viên của trung tâm khẩn cấp khẳng định chắc nịch Cô Đông Trơn không phải hung thủ. Cô nói rằng giọng nói của hung thủ và Cô Đông Trơn hoàn toàn khác nhau. Lúc này, cả tòa nháy mắt sôi sùng sục. Ai ai cũng cho rằng vì muốn chối bỏ sự tắc trách của mình nên điện thoại viên cố ý bẻ cong sự thật. Nhưng điện thoại viên Uân Du lại kiên định nói rằng hung thủ là một nam giới hơn 30 tuổi. Lúc nói chuyện, hàm dưới sẽ phát ra tiếng rắc rắc. Cho nên rõ ràng không phải là Cô Đông Trơn. Không lâu trước đó, tên hung thủ đó còn giết chết bố của cô. Cô yêu cầu quan tòa cho phát đoạn ghi âm báo cảnh sát lúc đó. Nhưng kỳ lạ là đoạn sau của bản ghi âm rõ ràng đã bị cắt mất nên cô không thể nào chứng minh được phán đoán của mình. Công tố viên nói nhỏ bên tai Uân Du, nhắc nhở cô nên nghĩ đến hậu quả khi làm như thế. Chứng cứ rõ ràng, chỉ cần cô chịu phối hợp là có thể dễ dàng kết án. Uân Du không hề do dự, kiên định nói rằng hung thủ là một người khác. Cứ như thế, nghi phạm Cô Đông Trơn được phán vô tội và phóng thích ngay tại tòa. Jin Húc hoàn toàn nổi giận, anh cho rằng Uân Du đã bị đối phương mua chuộc nhưng lại bị nhân viên công tác ở tòa kéo ra ngoài, bản án gây lên một làn sóng. Đương sự Kang Uân Du từ đó cũng biệt tăm, chớp mắt 3 năm đã trôi qua. Uân Du du học về lần nữa quay lại thành phố này, cô có một siêu năng lực đặc biệt. Đó chính là có thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào dù là cực nhỏ, cho dù là tiếng kim đồng hồ hay là nhịp đập của kiến đều không thoát được tai của cô. Lần này, cô dùng thân phận chuyên gia điều tra tội phạm quay về trung tâm khẩn cấp với tâm thế nhất định phải tìm ra hung thủ năm đó, báo thù cho bố của mình. Bốc Nim đồng ý đi gặp một người đàn ông lạ vì người ta hứa nếu cô chịu gặp mặt sẽ cho cô 100.000 won, hai người đi hết ngõ nọ đến ngõ kia. Càng đi càng hẻo lánh, Bốc Nim thấy mình đã bị lừa nên nói gì cũng đòi về nhà, nào ngờ lúc này tên xấu xa kia đột nhiên tập kích cô. Dùng tay bịt chặt miệng cô lại rồi hất cô vào tường, Bốc Nim lập tức mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại, Bốc Nim vội móc điện thoại ra gọi điện cầu cứu cảnh sát. Vì điện thoại của cô là điện thoại công cộng nên việc dò tìm GPS khá mất thời gian. Tạm thời, cảnh sát chỉ có thể xác định cô đang ở một tòa nhà trong bán kính 2 km kể từ số 36 Eun Hee Ong Dong. Lúc này, tên xấu xa đã bắt đầu đi lên tầng. Bốc Nim dùng hết sức bò về phía cửa sổ nhặt một viên gạch lên ném ra ngoài. Tên xấu xa nghe thấy tiếng động, cho rằng con tim đã nhảy lầu, lập tức đuổi theo. Tình hình khẩn cấp, Uân Du phái Jin Húc đến địa điểm xảy ra vụ án. Bốc Nim nói trước khi hôn mê đã nhìn thấy một thứ gì đó nhiều màu sắc. Nhưng nó là gì thì cô cũng không biết. Dựa vào thông tin này, rất nhanh Jin Húc đã tìm được một cánh cửa sắt dán đầy quảng cáo. Nhưng sau khi vào trong, căn nhà bỏ đi vốn không có một bóng người. Cứ tiếp tục thế này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Mà ở bên này, Bốc Nim thấy tên xấu xa mãi không về bèn nảy ra ý định bỏ trốn. Uân Du vội ngăn cản. Một khi hai bên đụng mặt thì hậu quả không thể tưởng tượng được, nhưng đối phương không chịu nghe. Sải bước chạy xuống dưới tầng, nhưng cô vừa mới xuống cầu thang được vài bước đã thấy tên xấu xa đang vội vã quay lại. Trong lúc hoảng loạn, Bốc Nim vội trốn vào gian phòng ở tầng 2, nhưng lại bất cẩn làm rơi móc điện thoại ở góc cầu thang. Tên xấu xa chạy lên tầng phát hiện Bốc Nim đã biến mất, hắn cầm vũ khí lên.
đuổi theo ra ngoài một lần nữa. Lúc này cảnh sát tìm đến một tiệm tạp hóa. Bà cụ nói đằng sau con ngõ này có một nhà trẻ bỏ hoang, trên tường có rất nhiều thứ nhiều màu sắc, giờ có mấy tên chẳng ra gì ở đó. Vừa nhìn là biết chẳng phải người tốt gì, Jin Húc nghe xong lập tức chạy đến đó. Nhưng Won Ju lại đưa ra một ý kiến khác trong cuộc gọi báo cảnh sát. Cô nghe thấy một tiếng ong ong rất nhỏ, đó là tiếng của đèn quảng cáo. Nhà trẻ bỏ hoang nằm ở nơi ít người qua lại, hiển nhiên không thể có thứ như thế được. Jin Húc không tin cô mà tin vào phán đoán của mình hơn, chạy thẳng đến nhà trẻ. Đạp cửa xông vào, nhưng nhìn kỹ lại nơi này vốn không phải hiện trường xảy ra vụ án. Lúc này tên xấu xa đã cầm theo vũ khí gõ vào lan can, từng bước đi lên cầu thang. Qua tiếng động chẳng mấy chốc, Won Ju đã nhận ra đó là tiếng búa đập đá chuyên dùng để giết động vật. Một tháng trước Seoul từng xảy ra một vụ án giết người tương tự như thế, nạn nhân bị ấy nát đầu, hung khí cũng là loại búa này, nhưng cảnh sát đã bắt được hung thủ khi đó. Sao kẻ sát nhân điên cuồng có cùng thủ đoạn gây án lại xuất hiện lần nữa? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là cảnh sát đã bắt nhầm người. Won Ju báo lại tin này cho tổ trưởng tổ trọng án, nhưng anh ta cho rằng cô đang nói vớ vẩn. Tiếc là một giây sau anh ta đã bị vả mặt. Hung thủ bị bắt lúc đó có bằng chứng ngoại phạm, lúc này cảnh sát mới ý thức được rằng đây không phải một vụ án bắt cóc đơn giản. Rất có thể đối phương chính là kẻ giết người liên hoàn đang bỏ trốn. Lúc này hung thủ đã phát hiện ra móc điện thoại rơi ở bậc cầu thang. Bốc Nim có dự cảm không tốt, ngẩng đầu lên. Gương mặt đáng sợ kia quả nhiên đang ở đằng sau cô, hắn đã kéo cô vào nhà vệ sinh. Cả trung tâm khẩn cấp đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Bốc Nim. Hung thủ mở túi dụng cụ ra, lựa chọn công cụ giết người thích hợp. Trong khi đó Jin Húc vẫn đang tìm kiếm thứ có nhiều màu sắc khắp nơi. Thời khắc then chốt, Won Ju khóa chặt mục tiêu là tiệm làm tóc trên bản đồ. Cô suy đoán rằng tiếng ong ong trong điện thoại nhất định là tiếng đèn của tiệm làm tóc phát ra. Mà khi đèn đó mà hoạt động vừa hay cũng tạo thành nhiều màu sắc. Won Ju lập tức nói suy đoán của mình với Jin Húc. Nhưng anh không tin, cơ mà khi hồi tưởng lại vừa rồi đúng là anh đã đi ngang qua một tiệm làm tóc. Thế là Jin Húc sải chân vội vã chạy đến tiệm làm tóc. Lúc này hung thủ đã giơ chiếc búa trong tay lên rồi dùng sức đập xuống, cùng với tiếng đập nặng nề, tiếng gạch nứt vỡ cũng vang lên. Bốc Nim may mắn thoát được một đòn chí mạng khiến tên xấu xa hoàn toàn nổi giận. Hắn tóm lấy cổ áo Bốc Nim, giáng cho cô mấy phát tát đau điếng, sau đó kéo tóc để lộ phần đầu, chuẩn bị ra tay tàn nhẫn. Trong lúc then chốt Jin Húc xông vào, đánh gãy hành động của hắn, hai người giao đấu kịch liệt. Jin Húc vật hắn ra sau ném thẳng vào bồn tắm, sau đó liên tục đấm mạnh xuống nước. Rất nhanh nước trong bồn đã biến thành màu đỏ của máu. Jin Húc vốn muốn tha mạng cho hắn, nhưng trong tích tắc anh xoay người, anh nhìn thấy túi đồ của hung thủ chất đầy đồ của nữ giới, khiến anh nhớ đến người vợ bị xót hẹo 3 năm trước của mình. Anh tuyệt đối không cho phép kẻ như này tiếp tục sống trên đời. Jin Húc giơ búa lên muốn ấy nát đầu tên sát nhân này, nhưng nhờ Won Ju hết lời khuyên ngăn. Cuối cùng lý trí của anh vẫn chiến thắng cảm xúc kích động. Rất nhanh đội cảnh sát đã đuổi đến hiện trường. Bốc Nim bị bắt cóc cuối cùng đã được cứu. Jin Húc nhặt điện thoại rơi xuống đất lên, phát hiện Kang Won Ju chỉ dựa vào âm thanh đã có thể đưa ra chỉ dẫn phá được vụ án cách xa trung tâm, thành công bắt được hung thủ. Chẳng lẽ Kang Won Ju thật sự có thính lực hơn xa người thường? Lẽ nào hung thủ thật sự giết hại vợ anh là người khác? Vào lúc anh đang muốn hỏi rõ chân tướng, trung tâm khẩn cấp lại tiếp nhận một vụ án khẩn cấp khác. Cậu bé Azam 7 tuổi nói mẹ muốn giết mình. Ban đầu cảnh sát cho rằng đây chỉ là một trò đùa của Azam, nhưng qua tiếng hô hấp, Won Ju phát hiện Azam không chỉ bị thương nặng mà lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cậu bé này không nghe lời mẹ khiến mẹ nổi giận, thế là cô ta ấy con mình một nhát vào bụng. Azam cầm lấy điện thoại, trốn vào máy giặt ở ngoài ban công lập tức báo cảnh sát. Nhưng điện thoại viên vừa nghe Azam nói xong lập tức ngắt điện thoại. Hóa ra cô cho rằng đây là trò đùa của Azam. Tổ trưởng Kang Won Ju sợ có chuyện bất chắc nên nói chuyện với Azam. Cô phát hiện hô hấp của cậu rất yếu nên lập tức bật cảnh báo màu đỏ. Phái Jin Húc đến thẳng hiện trường. Lúc này trong phòng, Oh Soo Jin đang cầm dao tìm kiếm Azam khắp nơi. Còn Azam chảy ngày càng nhiều máu, chảy xuống ống thoát nước. Won Ju bảo cậu dùng tay đè chặt miệng vết thương và cung cấp địa chỉ cụ thể. Azam nói mình đang ở trong máy giặt, là chiếc máy giặt màu trắng ở ngoài ban công. Won Ju hết cách, chỉ có thể đổi cách hỏi. Bình thường khi cháu nhìn qua cửa sổ, cháu nhìn thấy những gì? Azam nói bên ngoài đều là cái tòa nhà bằng gạch đỏ. Won Ju nhanh chóng bảo đồng đội rà soát tín hiệu quanh khu có tòa nhà bằng gạch đỏ. Quả nhiên tìm thấy một biệt thự tên là Da Bok. Lúc này, Oh Soo Jin ở bên ngoài cầm điện thoại lên hoảng loạn gọi điện cho một người đàn ông, nói đứa bé chạy mất rồi. Rất nhanh, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường, nhưng khu này có rất nhiều tòa nhà, tìm từng hộ không phải là cách hay. Thế là hai người đến phòng bảo vệ tìm kiếm manh mối. Hàng xóm nói nếu là ngược đãi trẻ em thì chắc chắn là cư dân ở nhà số 104 tòa số 5. Rác mà nhà bọn họ vừa vứt ra còn có bảo quần áo dính máu. Jin Húc nghe vậy thì vội chạy đến đó. Khi đến nơi, trong phòng quả nhiên truyền đến tiếng trẻ con khóc. Anh và Dae Sik lập tức xông vào trong, nào ngờ lại là một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con trai không chịu ăn cơm vào lúc vụ án rơi vào bế tắc. Azam cung cấp thêm một thông tin, mỗi khi bố về đến nhà trong nhà sẽ có tiếng mộc cầm. Won Ju vắt óc suy nghĩ, vẫn không thể đoán ra tiếng mộc cầm là sao. Lúc này Oh Soo Jin đã đi đến ban công, Azam sợ đến mức bịt chặt miệng lại. Cô ta từng bước lại gần máy giặt nhưng sau đó lại đóng cửa lại bỏ đi. Azam vừa thở phào một hơi, người mẹ độc ác lại quay lại. Hóa ra ống thoát nước của máy giặt đang không ngừng có máu chảy ra.
Azam tuyệt vọng nhắm mắt lại, gương mặt hung tợn của Âu Su Jin dán trên nắp máy giặt. Cô ta mở nắp ra, thò tay vào kéo Azam ra ngoài. Azam liều mạng dãy dụa nhưng sức cậu không thể là đối thủ của một người trưởng thành. Cả trung tâm khẩn cấp đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Azam. Jin húc thúc giục Quân Du hãy làm gì đi. Quân Du không nghĩ ra được cách gì, chỉ có thể cố gắng nói chuyện với Âu Su Jin nữa. Âu Su Jin ngồi trên đất ánh mắt đờ đẫn, không chịu nói lấy một câu. Dưới sự khuyên bảo của Quân Du, Âu Su Jin chỉ nói cho họ biết một thông tin. Đó là Azam bị người ông đưa đi rồi. Ông già đó là một tên xấu xa, thường ngược đãi trẻ em. Âu Su Jin đã nuôi nhiều đứa bé, đều bị lão già đó củ hành đến chết. Jin Húc nhận được tin lập tức đến phòng bảo vệ nhờ giúp đỡ, hỏi ông bảo vệ có từng thấy ông già nào đưa một đứa trẻ đi không. Ông bảo vệ nói anh đừng sốt ruột, uống xong chai nước này chúng ta sẽ cùng đi tìm. Jin Húc cầm chai nước một ngụm uống cạn, hai người xuống tầng hầm dưới khu nhà. Lúc này Jin Húc đột nhiên thấy choáng váng, trước mắt toàn là một màu đen, sau đó ngã xuống đất. Ông bảo vệ móc một xi lanh chứa thuốc độc ra, hóa ra ông ta chính là lão già thích làm hại trẻ em. Lão ta thừa nhận đã ngược dãi đến chết hàng chục đứa trẻ, không chỉ có thể thỏa mãn tâm lý biến thái của mình, còn có thể lừa tiền bảo hiểm sau khi chúng qua đời. Lão ta vốn muốn giết cho Jin Húc chết một cách rõ ràng, nhưng một giây sau Jin Húc đã tóm chặt lấy cổ tay lão, sau đó móc một chiếc điện thoại từ trong túi ra, hóa ra anh đã ghi âm lại đoạn lão ta thú tội. Lúc nhận chai nước, Jin Húc đã phát hiện ra ống thuốc gây mê trong thùng rác. Anh giả vờ uống nó vào, sau đó nhổ hết đi rồi giải quyết lão già. Việc quan trọng nhất tiếp theo chính là tìm thấy Azam. Jin Húc kết nối bộ đàm, Quân Du bảo anh giơ bộ đàm lên cao. Rồi dựa vào âm thanh cực nhỏ, Quân Du bắt đầu tìm kiếm vị trí của Azam. Hóa ra Quân Du từng dặn Azam đừng từ bỏ, phải kiên trì dùng ngón tay gõ vào đồ vật. Dưới sự chỉ dẫn của Quân Du, Jin Húc hết rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng đi đến trước một bức tường. Quân Du rất chắc chắn Azam đang ở đằng sau bức tường. Jin Húc không tin lắm vì anh không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở đây. Nhưng Jin Húc vẫn liên tục vung búa đập vào tường, tạo ra một lỗ hổng lớn trên tường. Anh bật đèn pin chiếu vào, quả nhiên phát hiện Azam đang bị nhốt trong lồng, đang dùng ngón tay gõ nhẹ vào thanh sắt. Cuối cùng Azam đã được cứu, lão già xấu xa cũng bị phán ngồi tù nốt phần đời còn lại. Buổi tối người đàn ông không ngủ được, cầm quả cầu sắt đi khắp nơi soát hẹo người khác. Lần này hắn vừa đập chết một người phụ nữ liền gặp phải một viên cảnh sát già. Viên cảnh sát lập tức đuổi theo, chỉ tiếc là vì ông đã quá lớn tuổi, thể lực không chịu nổi nên để hung thủ chạy mất. Giữa đường viên cảnh sát đụng phải một người đàn ông mặc tây trang, ông đang định xin lỗi thì phát hiện tay đối phương đầy máu. Viên cảnh sát nhìn hắn vừa định hỏi gì đó thì bị đối phương vật ngã ra đấy. Viên cảnh sát cũng không vừa, thuận thế hất ngã gã, ông đè lên người gã, vốn tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nào ngờ gã lại giơ chân ra đạp ông một cái khiến ông ngã ngửa ra sau. Lúc này ông vẫn đang kết nối điện thoại với con gái ở trung tâm khẩn cấp. Quân Du nghe thấy toàn bộ quá trình diễn ra ở hiện trường, hung thủ tóm lấy cổ áo viên cảnh sát, giơ quả cầu sắt trong tay lên cao, cùng với âm thanh va chạm nặng nề, viên cảnh sát đau đớn ngã xuống đất. Nhưng tên kia vẫn chưa dừng tay, liên tục giáng những cú nặng nề xuống. Qua bộ đàm, Quân Du chính tay nghe thấy quá trình bố mình bị đánh chết. Lúc này từ xa truyền đến tiếng còi xe. Xem ra tên cuồng giết người này không gây án một mình, gã nhặt bộ đàm lên chào phúng đối phương. Quân Du nghe ra hung thủ nói chuyện có hơi thều thào, hàm dưới phát ra tiếng rắc rắc. Những điều này trở thành manh mối duy nhất của vụ án giết người liên hoàn. Trong tang lễ, qua tin thời sự cô biết tên sát nhân liên hoàn đã bị bắt. Cảnh sát phát hiện ra quần áo và đồ của người nạn nhân ở nhà hắn, nhưng Quân Du lại thấy giọng nói của nghi phạm và hung thủ hoàn toàn khác nhau, thế nên trên tòa, cô khẳng định rằng nghi phạm bị bắt tuyệt đối không phải hung thủ. Tuy vật chứng rất rõ ràng nhưng cô Đông Trân vẫn được phán vô tội và phóng thích. Điều này khiến người nhà nạn nhân là Jin Húc cực kỳ bất mãn, tất cả đều cho rằng cô đã bị cô Đông Trân mua chuộc cho nên mới giúp hắn thoát tội. Sau khi phiên tòa kết thúc, sở trưởng Sun Gun nghiêm khắc cảnh cáo Quân Du khiến cô hiểu ra thân phận của hung thủ không hề đơn giản, cả hệ thống cảnh sát đều đang bao che cho hắn. 3 năm sau, Quân Du du học về lần nữa quay lại trung tâm khẩn cấp. Dựa vào thính lực cực mạnh, cô nhiều lần phá được án, nhưng cảnh sát Jin Húc vẫn không thể tin tưởng cô. Cho đến hôm nay, mấy thanh niên đang ăn gà dưới cầu thì một cỗ thi thể đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Mấy cậu thanh niên bị dọa sợ phát khiếp, vội gọi điện cho trung tâm khẩn cấp. Qua đối chiếu, nạn nhân chính là nghi phạm 3 năm trước cô Đông Trơn. Jin Húc và Quân Du lập tức đến hiện trường, hai người phát hiện cô Đông Trơn không phải bị ngã chết mà bị cầu sắt ấy vỡ đầu dẫn đến cái chết. Quân Du đến tìm gặp pháp y giỏi nhất nước, pháp y rất chuyên nghiệp, vừa nhìn đã biết nạn nhân là nam giới. Thông miệng vết thương, ông phán đoán rằng đầu tiên cô Đông Trơn bị hung thủ bắt đi chân trần trên thủy tinh, sau đó hắn dùng búa lần lượt ấy nát 10 ngón chân của cô Đông Trơn. Sau khi củ hành xong, hắn lại dùng cầu sắt ấy nát đầu đối phương, sau đó một cước đá hắn rơi xuống cầu. Miệng vết thương của cô Đông Trơn và vết thương chí mạng của bố Quân Du, vợ Jin Húc giống hệt như nhau, nên rất rõ ràng kẻ sát nhân liên hoàn là một người khác. Biết được tin này, Jin Húc hoàn toàn suy sụp. Tối muộn anh đến quán rượu bà già uống rượu giải sầu. Cháu gái của bà cụ là Eun Bi-on không ngừng an ủi người đàn ông đang sa sút tinh thần. Hôm sau, Eun Bi-on trên đường tan làm về nhà, dưới chân đột nhiên đá phải một thứ gì đó. Cô ngồi xuống xem thử thì phát hiện đó là túi sách mới ra mắt không lâu. Chị gái khuyên cô đừng chạm vào đồ của người khác nhưng vì thấy xung quanh không có ai, Eun Bi-on động lòng tham, cô kéo khóa ra.
nhìn thấy bên trong có một cái USB nhỏ, bên trên còn viết tên của cô. Nội dung là tôi biết chuyện bẩn thỉu của cô hôm qua đó con khốn, Eun Bi-on sợ đến mức giật lùi. Sau đó một người mặc đồ đen xông đến bắt cóc cô. Eun Su ở bên kia nghe thấy tiếng kêu thảm của em gái vội vã gọi điện thoại cho trung tâm khẩn cấp. Lúc này Eun Bi-on đang bị trói lại nhốt trong cốp sau khổ sở vùng vẫy. Cô dùng hết sức móc điện thoại ra, ấn nút nghe. Nhưng lúc này, ngoại trừ tiếng ư ư cô không thể nói được một từ nào cả. Định vị của điện thoại hiển thị rằng xe chở cô ấy đang rời đường Jodeo ở Hong Trang rong về phía ga Sungun. Jin-hook và Dae-sik lập tức đến hiện trường. Trên đường có rất nhiều xe qua lại. Hai người không thể phán đoán được chiếc nào là của tên bắt cóp. Dựa vào tiếng động ở phía Eun Bi-on, Won-ju phán đoán hẳn là cô đang ở trong một thùng kín. Xe bán tải và ô tô con có khả năng lớn nhất. Eun Bi-on dùng hết sức không ngừng đá vào cốp sau xe. Cuối cùng Jin-hook đã xác định được chiếc xe bắt cóp đang có cốp sau hơi hé. Họ vòng lên trước ép chiếc xe bán tải tấp vào lề đường rồi lệnh cho đối phương mở cốp sau phối hợp điều tra. Nào ngờ tên bắt cóp đạp chân ga phi thẳng khiến cả Jin-hook và Dae-sik đều ngã ra đường. Trong quá trình truy đuổi, xe của Jin-hook và Dae-sik bị một chiếc xe tải đâm lật cả xe, tạo thành tai nạn xe nghiêm trọng. Bà của Eun Bi-on chạy đến cục cảnh sát, khẩn cầu Jin-hook hãy cứu lấy cháu gái mình, cùng đi với bà còn có bạn trai mới của Eun Bi-on. Tên là Oang Ji-eung Hai, theo những gì điều tra được bạn trai cũ của Eun Bi-on có hiểm nghi lớn nhất. Bà Ji Seok ôm hận trong lòng nói muốn Eun Bi-on phải trả giá, nhưng lúc này Jin-hook lại đưa ra một ý kiến khác. Người điều khiển xe bán tải là một tên béo, nhìn kiểu gì bạn trai cũ của Eun Bi-on cũng là một tên gầy gò. Hai người rõ ràng không phải cùng một người, tổ trọng án mặc kệ, họ điều động toàn bộ lực lượng tìm ra vị trí của Min Ji Seok. Nhưng khi họ mở cửa xe ra mới phát hiện anh ta đã chết trong xe được nửa tháng rồi. Won-ju nghe đi nghe lại đoạn ghi âm nói chuyện với Eun Bi-on, phát hiện có một tiếng kim loại cực nhỏ, qua phán đoán biện luận cô đoán hẳn nó là tiếng của xẻng sắt. Bạn trai hiện giờ của Eun Bi-on là Đại Quang tự xưng là giáo viên, nhưng rõ ràng dưới gót giày anh ta có bùn đất. Won-ju để lại một tờ giấy nhớ, bảo Huyên Hô điều tra tư liệu của Đại Quang trên mạng xã hội, còn mình thì gọi điện cho anh ta bảo cô có vài thứ muốn nhờ anh ta gửi cho bà của Eun Bi-on. Won-ju bê hai cái thùng giấy đi đến bảo đối phương mở cốp sau ra, tuy bên trong không có xẻng sắt nhưng quả thực có rất nhiều bùn đất. Vào lúc cô xoay người rời đi muốn gọi viện binh đến, bộ đàm đột nhiên truyền đến tiếng của Huyên Hô, hóa ra anh đã hack vào tài khoản SNS của Đại Quang, phát hiện bên trong có rất nhiều hình ảnh bên thái, nên lớn tiếng cảnh báo Won-ju Đại Quang chính là người bắt cóp Eun Bi-on, biết mình không giấu nổi nữa. Hắn ta rút dao găm ra kề sát cổ Won-ju, sau đó gỡ nẹp răng xuống. Hàm dưới phát ra tiếng rắc rắc, Won-ju kinh ngạc đến ngây người, đây chính là tiếng đặc trưng của tên sát nhân liên hoàn chuyên dùng cầu sắt 3 năm trước. Won-ju tập trung tinh lực xoay người đạp cho đối phương một cái ngã ra sau, rồi rút súng ra chĩa về phía Đại Quang. Cô đang muốn gọi đồng đội đến chi viện liền bị một tên mập dùng gậy đánh bóng chày đánh ngất. Bọn họ vừa theo dõi trang web, vừa đào hố ở ngoại ô hoang dã muốn chôn sống một cảnh sát Hàn Quốc trước khi ra tay. Đại Quang hỏi Won-ju có gì ngôn gì không, cô cười mỉa mắng bọn chúng là rác rưởi. Cứ thế hai tên độc ác ném Won-ju vào trong hố rồi lấp đất ấy sống cô. Cách đó không xa Jin-hook đã đến hiện trường theo định vị trên điện thoại. Anh chĩa súng về phía tên béo, nhưng đúng lúc này bộ đàm lại vang lên tiếng của tổng bộ. Sau khi nghe thấy tiếng nói bọn bắt cóp vội bỏ chạy, Jin-hook giơ súng lên nhưng chỉ bắn trúng đèn sau xe. Anh dùng hết sức lấy tay đảo Won-ju lên. Cuối cùng tổ trưởng trung tâm khẩn cấp cuối cùng đã được cứu. Nửa đêm Eun Bi-on tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ. Cô mở mắt ra phát hiện nơi này là một phòng quay phim chụp ảnh. Ba chiếc máy quay không góc chết đang chiếu thẳng về phía cô. Rất nhanh nam chính đã bước vào phòng. Eun Bi-on nhìn kỹ hắn ta, người này lại là bạn trai mới của cô. Oang Ji-eung Hai hết sức khuyên nhủ với nhan sắc và thân hình của cô, chẳng mấy chốc mà trở thành ngôi sao phim AA. Lúc này tên béo bên cạnh hết sức cạn lời, hai người đang bị cảnh sát truy nã khắp thành phố. Hắn không hiểu sao Oang Ji-eung Hai cứ nhất định phải livestream lúc này. Trong lúc nóng giận tên béo nói không làm gì nữa hết, bảo Oang Ji-eung Hai mau chóng chia tiền. Hắn lấy được tiền xong sẽ về quê ngay, rõ ràng Oang Ji-eung Hai không muốn đưa tiền khiến tên béo nổi giận. Rút dao găm ra kề vào cổ đồng bọn, trong lúc giằng co Oang Ji-eung Hai cướp được con dao đâm ngược lại tên béo, sau đó hai người vật lộn lật cả sofa. Nháy mắt không còn tiếng động gì, Eun Bi-on thấy thế thì vội bỏ chạy khỏi phòng. Nhưng cô còn chưa chạy được ra ngoài thì Oang Ji-eung Hai đã đóng rầm cửa lại, hắn móc khăn tẩm thuốc mê từ trước ra bịt miệng Eun Bi-on khiến cô ngất đi sau đó kéo lê cô trên hành lang. Biến mất vào bóng đêm, một bên khác, nhờ một vài kỹ thuật hiện đại, Jin-hook và Won-ju đã tìm ra vị trí hiện giờ của đám bắt cóp là phía nam đồn cảnh sát gần đó. Eun Su nhớ ở đó có một trường trung học. Năm đó bố hai chị em họ là giáo viên ở đó, cũng có nghĩa là vì muốn báo thù chủ nhiệm cấp 2 nên Oang Ji-eung Hai mới chọn địa điểm là phòng học. Mục tiêu chính là con gái chủ nhiệm. Jin-hook và Won-ju lập tức chạy đến trường học bỏ hoang, nhưng lúc này lớp học đã không còn một bóng người. Trên sofa chỉ còn lại tên béo đã chết, hai người tiếp tục tìm kiếm. Chẳng mấy chốc Eun-ju đã nghe thấy tiếng kéo lê thi thể. Để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, hai người quyết định chia nhau ra tìm kiếm. Eun-ju phụ trách tầng 3 còn Jin-hook phụ trách tầng 4, dựa vào thính lực siêu phàm. Eun-ju phát giác ra tiếng hô hấp yếu ớt, rất nhanh cô đã phát hiện ra Eun Bi-on đang bị thương trong tủ quần áo. Eun Bi-on trừng lớn hai mắt, kinh khủng nhìn phía sau Eun-ju.
Quả nhiên một giây sau, Wang Ji-eung hai độc ác đã xông tới, trở lại quá khứ mẹ Ji-eung hai là một cô gái xinh đẹp. Vì con trai và người chồng bệnh tật, ngày nào cô cũng phải mặc quần tất đến chỗ đám đàn ông trong thôn để bán bảo hiểm. Mà lúc này con trai đang ở ngoài cửa sổ nhìn đám đàn ông buồn nôn đang động tay động chân với mẹ mình, chẳng bao lâu sau mẹ cậu đã thành đối tượng để bạn học chế giễu. Thế nên cậu cũng không ít lần đánh nhau với bọn họ, cho dù rất oán hận mẹ mình, nhưng cậu hiểu mẹ làm như thế đều là vì cái nhà này. Cho đến hôm nay, cậu được thầy chủ nhiệm tặng cho một chiếc máy ảnh. Cậu rất vui mừng, vốn muốn chụp lại cảnh sắc trường học, nào ngờ cậu lại thấy chủ nhiệm đang nhàn nhã gối đầu lên chân mẹ mình trong phòng học. Mẹ thì liên tục than vãn về người chồng bệnh tật và nói con trai là gánh nặng. Tối hôm đó một chuyện ly kỳ đã xảy ra. Phòng của mẹ cậu đột nhiên bốc cháy, cô nhìn con trai lạnh lùng đứng ngoài cửa hét lên đầy tuyệt vọng, chớp mắt 20 năm đã trôi qua. Cậu bé lúc đó đã trưởng thành, hắn bắt cóp con gái của chủ nhiệm, quyết định dùng cách của mình để báo thù thầy giáo. Hắn lệnh cho đồng bọn mở máy quay lên, muốn livestream quá trình cưỡng ấy Eun Bi-on trước cộng đồng mạng, ăn miếng trả miếng chuyện năm xưa. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động, Jin-hook và Eun-ju đã xông vào. Eun-ju tìm thấy Eun Bi-on đang bị thương trong tủ, nhưng một giây sau Wang Ji-eung hai đã xông vào đạp bay cô sang một bên. Hai người vật lộn hơn nửa tiếng đồng hồ, Jin-hook ở dưới tầng mới phản ứng lại, vội vã chạy lên trên tầng. Wang Ji-eung hai giơ chiếc điều khiển trong tay lên. Hóa ra hắn đã bố trí thuốc nổ khắp nơi trong tòa nhà, chỉ cần ấn nhẹ một cái là mọi người cùng nhau về chầu ông bà. Jin-hook giơ súng lên muốn đối phương đầu hàng, nhưng Wang Ji-eung hai không hề sợ hãi, cầm một lọ dung dịch ném thẳng về phía anh. Cùng với tiếng bình vỡ, Wang Ji-eung hai xoay người bỏ chạy. Trên tầng thượng, một người cầm súng, một người cầm điều khiển từ xa, ai cũng không nhường ai để thuận lợi cứu được con tin. Cuối cùng Jin-hook vẫn phải nhượng bộ đưa súng cho đối phương, nhưng rõ ràng Wang Ji-eung hai chỉ được cái miệng, lúc thật sự bóp cò thì lại cảm thấy sợ hãi. Jin-hook chớp lấy thời cơ lật tay vật ngã hắn xuống đất, sau đó đấm cho hắn liền mấy cú vào mặt. Cứ thế Eun Bi-on thuận lợi được cứu sống, tổ trọng án cũng chạy đến hiện trường. Trước khi Wang Ji-eung hai bị áp giải đi, đột nhiên nói nhỏ mấy câu kỳ lạ, nếu tôi chết, con gái tôi chỉ còn lại một mình thôi. Cách 500m nhưng Eun-ju như bị sấm sét đánh trúng, câu nói này chính là Ji ngôn bố cô nói với tên sát nhân liên hoàn trước lúc ra đi. Eun-ju điên cuồng chạy về phía xe. Chất vấn Wang Ji-eung hai đã nghe được câu này từ đâu, tuy hàm dưới của hắn cũng phát ra tiếng rắc rắc nhưng rõ ràng hắn không phải là tên sát nhân liên hoàn 3 năm trước. Hắn thừa nhận hôm đó hắn đang tìm kiếm con mồi trong ngõ thì vừa khéo nhìn thấy cảnh tên sát nhân đó đang dùng cầu sắt oánh một viên cảnh sát. Hắn lập tức giơ máy quay lên quay lại toàn bộ quá trình tên đó phạm tội. Lúc này Eun-ju mới hiểu ra hóa ra vũ khí mà tên đó dùng là cầu sắt ở phòng tập gym. Wang Ji-eung hai nhớ rất rõ vẻ bề ngoài của tên sát nhân, nhưng khi hắn chuẩn bị nói ra chân tướng, tổ trưởng Giang của tổ trọng án đột nhiên đi đến. Để tránh Eun-ju cướp mất toàn bộ công lao, bọn họ quả quyết đẩy nghi phạm vào trong xe, không cho Eun-ju bất cứ cơ hội nào. Quả nhiên Wang Ji-eung hai không còn cơ hội nào để nói ra chân tướng nữa. Trên đường áp giải, xe đột nhiên hết xăng, mà lúc này Wang Ji-eung hai cúi đầu xuống bỗng thấy chìa khóa đang ở trước mặt mình. Thế là hắn lấy chân giấu cái chìa đi, sau đó mượn cớ nói mình đau bụng, muốn đi giải quyết. Cứ thế xe cảnh sát tấp vào một trạm xăng gần đó, một cảnh sát áp giải Wang Ji-eung hai đi vào nhà vệ sinh công cộng. Sau khi kiểm tra lại còng tay, anh ta bèn đi ra ngoài, Wang Ji-eung hai khóa cửa nhà vệ sinh lại, móc chìa khóa trong túi ra thành công mở được còng tay. Cảnh sát bên ngoài thấy rất lạ, sáng vừa mới đổ đầu xăng xong, không thể hết xăng nhanh như thế này được. Jin-hook cúi xuống gầm xe kiểm tra, không biết ống dẫn xăng đã bị ai cắt đứt. Lúc này Wang Ji-eung hai trong nhà vệ sinh đã trèo lên cửa sổ chuẩn bị bỏ trốn. Phòng vệ sinh đằng sau đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ lạ, sau đó một người đàn ông mặc đồ tây đột nhiên xông ra kéo hắn hất xuống đất. Cảnh sát bên ngoài chỉ lo gọi điện, vốn không phát giác ra tình hình bất thường bên trong. Người đàn ông rút dây sắt ra ấy chặt cổ Wang Ji-eung hai. Ở trong nhà vệ sinh, nữ Eun-ju nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. Lúc này Wang Ji-eung hai chỉ còn một hơi thở tàn. Hóa ra Wang Ji-eung hai đã chính mắt nhìn thấy quá trình gây án của tên sát nhân liên hoàn. Hôm nay sát thủ này đến tìm hắn là để diệt khẩu. Eun-ju muốn xông vào nhà vệ sinh nam nhưng lúc này cửa đã bị khóa chặt. Ở bên trong sát thủ đang đổ xăng lên người Wang Ji-eung hai, sau đó bật lửa. Một loạt hành động mượt mà nhanh gọn, chẳng mấy chốc mùi thịt cháy khét đã bốc lên bay ra ngoài. Cảnh sát dốc hết toàn lực phá cửa xông vào. Lúc này sát thủ đã cao chạy xa bay từ lâu. Wang Ji-eung hai dãy dụa muốn nói ra tên của hung thủ nhưng cuối cùng vẫn chưa nói được thì đã đi đời. Tổ trưởng Giang của tổ trọng án nhận định Wang Ji-eung hai đã tự sát. Tên này vốn thích đùa với lửa nên cũng có khả năng tự ấy chết chính mình. Eun-ju không nói gì thêm, chìa khóa rơi xuống xe, ống dẫn xăng bị cắt, tội phạm tự hẹo, hung thủ biến mất. Tất cả đủ để chứng minh bên phía cảnh sát có nội gián mà hung thủ cài vào, mà người có hiểm nghi lớn nhất là tổ trưởng của tổ trọng án Giang Ki-ung Hak. Quả nhiên vừa về đến cục cảnh sát, tổ trưởng Giang đã nhận được một cuộc điện thoại thần bí. Anh ta nói những gì cần làm mình đã làm hết rồi. Hy vọng đối phương dơ cao đánh khẽ đừng liên lạc với anh ta nữa, qua camera giám sát. Cuối cùng Eun-ju phát hiện ra người thần bí sát hẹo Wang Ji-eung hai, người này đi trên xương gót hẳn từng bị thương ở gân gót vì mắt cá chân bị dao cắt. Vừa nhìn đã thấy đây là một kẻ tàn nhẫn, hai người điều tra hết một lượt các hộp đêm và quán bar, cuối cùng cũng tìm được một manh mối. Tên này đi bằng gót và hàm dưới phát ra tiếng rắc rắc như một thói quen, hắn từng đưa một đám đàn em đến đây vui chơi.
Qua cuộc đối thoại của bọn họ, bà chủ biết rằng tên này là nhân viên của công ty phát triển JB. Jin Húc và Won Ju vừa đi khỏi soát thủ đã nhận được tin tình báo, hắn mở điện thoại ra. Tin tức đối phương gửi đến chính là tư liệu cá nhân của Kang Won Ju và bác Jin Húc. Người đàn ông mở cửa ra, bà chủ nhà tạt cho anh ta một chậu nước vào mặt. Anh ta chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt của bà chủ lù lù ở cửa sổ đang nhìn mình chằm chằm. Người đàn ông quay về ngủ, bà chủ lại dùng dao cưa thùng cát tông ầm ĩ hết cả lên. Người đàn ông thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, anh nhấc cái giá quần áo bên cạnh lên điên cuồng đập xuống sàn nhà, mắt thấy đối phương không nhẫn nhịn được nữa. Bà chủ dưới tầng lại lộ ra biểu cảm vô cùng hài lòng, người đàn ông này điên rồi. Anh ta lao xuống tầng, cầm theo một con dao không ngừng uy hiếp bà chủ để chứng minh mình không phải hạng dễ bắt nạt. Anh ta còn dùng dao ấy thẳng vào cánh tay mình, mèo tươi nháy mắt phun ra dọa cho bà cô đi ngang qua vội vã gọi điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh cảnh sát đã đến hiện trường, Jin Húc xông lên trước. Một phát đá bay người đàn ông, nhưng anh nhìn kỹ lại thì dao của anh ta là giả. Máu trên cánh tay cũng là giả nốt, người đàn ông quỳ dưới đất không ngừng khóc lóc khai rằng bản thân chỉ muốn dọa bà cô già này thôi. Không nghĩ muốn làm ai bị thương, nhưng cảnh sát không lo được nhiều thế, nói gì cũng muốn kéo anh ta về đồn. Người đàn ông thực sự sợ hãi, vội vã chạy vào căn phòng gần đó. Anh ta hất tung đồ đạc xung quanh sang hai bên nhưng lại phát hiện một đôi mắt trong tủ quần áo. Anh ta sợ đến mức hét ầm lên. Jin Húc bán tín bán nghi mở cửa tủ ra, một thi thể được bọc bằng màng bọc thực phẩm đột nhiên ngã xuống. Họ lật thi thể lên phát hiện nạn nhân giống hệt bà chủ ở bên ngoài. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, ai cũng bị dọa sợ ngây người. Jin Húc lớn tiếng chất vấn bà chủ trước mắt, bà ta hoảng sợ bắt đầu nói năng lung tung. Qua giọng nói, Won Ju đang ở trung tâm khẩn cấp không nhận ra điều bất thường. Theo tài liệu thu thập được, bà chủ nhà từng làm phẫu thuật ung thư tuyến giáp, vốn không thể nói chuyện rành rọt được, mà bà cô già này thì lại nói được bình thường, chuyện này rõ ràng rất bất thường. Jin Húc kiểm tra cổ họng của nạn nhân quả nhiên phát hiện vết sẹo phẫu thuật chuẩn chỉnh, còn trên cổ bà cô già kia chỉ có một vết sẹo để lại do bị bỏng. Xem ra bà cô này rõ ràng là kẻ giả mạo, trong phòng D-Xích tìm thấy hung khí trùng khớp với vết thương chí mạng. Giá treo quần áo này rất nặng, một bà cô già vốn không thể nhấc được nó lên, Jin Húc hiểu ra. Nhất định đối phương còn có đồng bọn, anh xông ra khỏi phòng. Một bóng người vụt qua, người dân nói người vừa bỏ chạy là người thuê phòng 205. Trong rất đô con, Jin Húc nghe xong lập tức đuổi theo. Cuối cùng phát hiện một người đàn ông đang vô cùng hoảng sợ sau bộ sofa bị vứt bỏ. Anh ta tên là Sim Jae-eun, trí lực chỉ tương đương một cậu bé 3 tuổi. Còn bà cô già này chính là chị gái tên Sim Chun-ok của anh ta, hung khí giết người nặng hơn 50 cân. Chỉ có Sim Jae-eun mới đủ sức nâng được lên nhưng anh ta lại một mực lắc đầu, không chịu nói bất cứ câu gì. Khi cảnh sát nhắc đến ba chữ bất động sản, cảm xúc của Sim Jae-eun đột nhiên trở nên cực đoan, bắt đầu điên cuồng ấy đầu vào tường. Cảnh sát nhận định rằng là hai chị em họ lên kế hoạch giết người với mục đích chiếm lấy bất động sản của chủ nhà, vì thế Sim Chun-ok còn phẫu thuật thẩm mỹ cho giống chủ nhà. Nhưng Jin Húc lại đưa ra nghi vấn của mình, lúc bắt Sim Jae-eun tay phải anh ta cứ luôn run rẩy, giống như chẳng có chút sức lực nào. Won Ju điều tra ghi chép bệnh sử của Sim Jae-eun phát hiện 2 tháng trước anh ta từng đánh nhau với người ta. Tay phải bị gãy xương giờ vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, vốn không thể dùng lực được, vậy thì xem ra chủ nhà không phải do hai chị em này giết. Nhưng lúc này, Sim Chun-ok trong phòng thẩm vấn lại một mực khẳng định người là bà ta giết, chẳng liên quan đến ai cả. Won Ju hiển nhiên không tin. Cô hy vọng đối phương có thể nói ra sự thật, dưới áp lực nặng nề, Sim Chun-ok rơi nước mắt đau khổ. Bà ta nói mình có thể nói ra chân tướng nhưng cảnh sát nhất định phải bảo vệ cho hai chị em họ thật tốt, hóa ra chuyện không hề đơn giản như cảnh sát nghĩ. Vì quá đói nên người đàn ông nhét thủy tinh vào miệng ăn chống đói, chủ nhà thấy thế thì vội cản lại. Nói mãi anh ta với nhổ ra, tối hôm đó người đàn ông toàn méo là méo đi tìm chị gái, nói mình đã giết chết bà chủ nhà mất rồi. Chị gái hoảng sợ cực độ, lập tức bỏ lại quán mì lạnh mà chạy về nhà. Một nhóm những kẻ có thủ pháp chuyên nghiệp đang giải quyết hiện trường một cách thành thục. Sim Chun-ok hiểu rõ em trai ngốc của mình đã bị người ta lợi dụng, người giết chủ nhà vốn là kẻ khác. Đám xấu xa kia kéo bà vào trong một căn phòng tối, căn phòng đã được bố trí thành một phòng phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật chính nhìn tấm ảnh trong tay sau đó nở nụ cười mỉm. Không lâu sau Sim Chun-ok đã biến thành bà chủ nhà, đám xấu xa kia chỉ giao cho bà một nhiệm vụ. Đó là đóng giả bà chủ nhà, đuổi toàn bộ người cho thuê đi sau đó bán lại tòa nhà cho công ty khai thác với giá thấp. Nếu không bọn họ sẽ tống đứa em trai ngốc nghếch của bà vào trong tù để mau chóng đuổi người thuê nhà đi, bà vừa giả quỷ vừa hát nước người ta. Không ngờ lại khiến anh ta nổi điên rồi gọi cả cảnh sát đến. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của bà chủ nhà trong tủ quần áo. Vì thế kế hoạch của bà ta bị bại lộ. Ngoài ra Sim Chun-ok còn biết được một tin. Sát thủ muốn lợi dụng một người đàn ông tóc vàng để trừ khử một cảnh sát. Won Ju nghe xong lập tức mở to hai mắt. Buổi sáng Jin Húc nói với cô muốn đi gặp một người tên là Báo Lá Cải. Vừa hai người này có mái tóc vàng, quả nhiên xe vừa lái đến một con ngõ vắng. Báo Lá Cải đã mượn cớ đi vệ sinh để lén bỏ chạy. Won Ju vội gọi điện thoại cho Jin Húc. Lúc này sau xe của Jin Húc đột nhiên xuất hiện một chiếc xe container. Jin Húc chỉ để ý đằng sau hoàn toàn không chú ý phía trước. Đang có một chiếc xe ben lao về phía mình. Qua điện thoại Won Ju nghe được rõ ràng tiếng đâm xe. Sau đó một đám xã hội đen cầm gậy sắt phi pháp điên cuồng đập vỡ cửa kính xe.
Diên Húc là cảnh sát lão luyện, một mình hạ 10 tên không thành vấn đề. Nào ngờ đối phương lại có 11 tên, Diên Húc bị một gậy vào đầu, ngất ngay tại chỗ. Quân Du quay lại trung tâm khẩn cấp, vội điều động cảnh sát đến chi viện cho Diên Húc. Nhưng tên xã hội đen đã ném bỏ sim điện thoại của anh nên Huyên Hô không thể định vị một cách chính xác. Lúc này Diên Húc đang bị treo lên trong một lò mổ thịt, không lâu nữa sẽ bị mổ xẻ thành từng khối thịt rồi trộn với thịt dê, phân phối ra thị trường. Quân Du nhắm mắt lại hồi tưởng lại từng chi tiết trong cuộc điện thoại vừa rồi, trong những tạp âm đó. Cô nghe thấy tiếng quảng cáo tuyên truyền của quán karaoke, còn cả mùi gia vị rất nồng mà Sim Chun Ốc nhắc đến. Cũng có nghĩa là lúc này Jin Húc đang ở một lò gia công thịt dê gần karaoke. Quân Du lập tức nói cho tổ trọng án biết manh mối, một nhóm cảnh sát vội chạy đến hiện trường, ở bên kia. Tên cầm đầu Nam Sang Tê đến gặp Jin Húc, hắn thoải mái thừa nhận bản thân chính là tên cuồng giết người dùng cầu sắt 3 năm trước. Nhìn kẻ thù giết vợ trước mắt, Jin Húc thề rằng nhất định sẽ bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Nam Sang Tê căn dặn đàn em lát nữa phải băm cho nhỏ vào. Sau đó dẫn đàn em rời khỏi hiện trường, chỉ để lại một người trông coi Jin Húc. Có lẽ bị kích thích nên Jin Húc đột nhiên có sức mạnh kinh người, một cước giải quyết xong tên trông coi, sau đó cởi bỏ dây trói, bắt đầu quyết chiến với đám xã hội đen. 26 tên đàn em nhanh chóng bị hạ, đi thẳng đến trước mặt Nam Sang Tê nhưng lại bị đàn em hắn dí hàng vào đầu. Thông thường phản diện hay chết vì nhiều lời, Nam Sang Tê cũng không thoát khỏi quy luật này. Đàn em dùng súng chĩa thẳng về phía Jin Húc nhưng không bắn, Jin Húc chớp lấy thời cơ, quả quyết phản đòn, sau đó ấn Nam Sang Tê vào tường, liên tục đâm vào tay hắn. Hắn ra sức vùng vẫy và tìm cơ hội chạy trốn. Đại đội cảnh sát chạy đến hiện trường cua hết đám đàn em tôm tép đi. Mắt thấy Nam Sang Tê là một tên vô dụng, kẻ giật dây đằng sau cuối cùng không thể ngồi yên được nữa. Phản diện đẹp trai nhất lịch sử phim Hàn Mu Tê Gu sắp lộ diện. Đêm khuya cảnh sát nhận được điện thoại báo án. Một bà cô vừa phẫu thuật thẩm mỹ xong bị người thần bí dùng cầu sắt có dính lông đập chết. Hung thủ nhắm thẳng vào đầu bà ta liên tục ấy mạnh, sau đó móc điện thoại ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh Ôn Du, Jin Húc và Dae Sik đã có mặt ở hiện trường. Lúc này căn nhà đã không còn bóng người. Mấy người phát hiện một lượng máu lớn trên sàn nhà trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra bà cô bị đóng đinh treo trên tường như treo trên giá thập tự. Qua phán đoán sơ bộ, vết thương trên đầu nạn nhân giống hệt với vết thương trong vụ án dùng cầu sắt giết người 3 năm trước, hung thủ để lại vài chữ và một mảnh gương ở hiện trường. Có nghĩa là mục tiêu gây án tiếp theo của hắn, không sai. Jin Húc và Ôn Du đang phản chiếu qua gương chính là con mồi tiếp theo của hắn, tổ giám định tiến hành kiểm tra hiện trường một cách cẩn thận. Nhưng ngay cả một dấu vân tay hay dấu chân cũng không phát hiện ra, Mu Tê Gu giết người xong thì cảm thấy vô cùng sảng khoái, về nhà lập tức ngâm mình trong nước nóng. Lúc này bố của gã là Mu Ji Bom cũng không nhàn rỗi mà gọi cốt cán của tập đoàn là Nam Sang Tê đến một quán ăn nhỏ. Từ khi Nam Sang Tê bị cảnh sát truy nã, danh tiếng của công ty tụt thẳng xuống đáy vực. Mu Ji Bom đã chuẩn bị một khoản tiền, định Nam Sang Tê đi đâu đó để tránh sóng gió. Nam Sang Tê biết một khi đến Đông Nam Á là hắn sẽ xong đời nên vì mạng sống, hắn nói mình có thể lập công chuộc tội, cho hắn thời gian 3 ngày. Hắn bảo đảm sẽ diệt trừ được Jin Húc. Thật ra Nam Sang Tê đã không còn vốn liếng gì để cược nữa. Cách của hắn chính là phái sát thủ giết chết đứa con trai đang bị bệnh của Jin Húc. Trong phòng bệnh, sát thủ ngày càng lại gần giường bệnh. Qua điện thoại, Jin Húc nghe thấy rõ mồn một tiếng kêu thảm thiết của con trai mình, nhưng giờ trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu bé. Jin Húc vội gọi điện cho điều dưỡng bệnh viện, rất nhanh 3-4 bảo vệ đã xông vào phòng. Nhưng đối diện với sát thủ chuyên nghiệp, bảo vệ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vào thời khắc then chốt, Jin Húc đuổi đến nơi, chặn tên đội mũ đen trước cửa bệnh viện. Hai người đại chiến bên bờ biển mãi chưa phân được thắng bại. Ở một bên khác, tài phiệt Mu Ji Bom mời mấy vị chính khách đến quán Ba Fantasy cùng nghiên cứu cách kiếm tiền. Nam Sang Tê đột nhiên gọi điện đến. Hóa ra hắn không hài lòng với số tiền được đưa, vẫn còn muốn kiếm thêm một khoản từ chỗ Mu Tê Gu. Hai người hẹn gặp mặt ở cửa sau câu lạc bộ. Nhưng lúc này bà chủ câu lạc bộ trùng hợp đi ngang qua biết được bí mật của hai tên sát nhân. Nhớ đến Nam Sang Tê là tội phạm giết người cực kỳ độc ác, bà chủ không hề do dự, lập tức gọi điện thoại cho Kang Won Ju của trung tâm khẩn cấp. Chỉ đáng tiếc hai người chưa được mấy câu, bà chủ đã phát hiện Mu Tê Gu đẹp trai đã đứng ở cửa nghe lén từ bao giờ. Khi Ôn Du chạy đến câu lạc bộ, trên sàn chỉ còn lại vết máu kéo lê. Trong cốc là một con mắt bị cắm dĩa. Ở hiện trường hung thủ để lại điện thoại của nạn nhân và một thông tin ngắn. Ôn Du hiểu ngay ra đây chắc chắn là kiệt tác của tên sát nhân liên hoàn kia. Cô lập tức báo cáo lại tình hình hiện trường với tổng bộ. Nhưng một giây sau, đằng sau cô đột nhiên vang lên tiếng cười, vì người phụ nữ dám cả gan tố cáo với cảnh sát, tên sát nhân đã tiễn cô về trời, còn làm thành một ly cốc tai. Cảnh sát đuổi đến hiện trường bị dọa sợ đến mức giật bắn mình, còn hung thủ lại bụng miệng cười trào phúng. Won Ju quay đầu lại, từ từ lại gần cửa, những hung thủ đã đến nhà vệ sinh nữ rửa tay xóa dấu vết rồi bình tĩnh quay về phòng VIP của mình. Do khách trong phòng VIP đều là tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc nên vệ sĩ đã cản cảnh sát điều tra lại, ngăn không cho họ đến gần những nhân vật này, cứ thế manh mối của vụ án giết người hoàn toàn đứt đoạn. Ngay cả camera giám sát cũng quay đi chỗ khác, không dám chiếu thẳng về phía những kẻ mặt người dạ thú ngoài vòng pháp luật. Vệ sĩ của câu lạc bộ rất ngông nghênh, từ chối cung cấp thông tin những khách hàng VIP này. Hung thủ về đến nhà, cẩn thận trải chùm tóc của nạn nhân mới, gã cất thi thể trong tủ kính, ngày nào cũng nói chuyện trên trời dưới bể với đối phương.
Một bên khác, Nam Sang Tê thực sự sắp tức đến bốc khói rồi, hắn biết rõ vụ án giết người này sẽ lại đổ lên đầu mình. Hôm sau hắn đưa đàn em đến một bến cảng tư nhân, chuẩn bị trốn đến Thái Bình Dương mấy ngày, nhưng vừa vào cửa, đàn em đã phát hiện ông chủ thuyền cá đã bị còng tay dưới ghế, hóa ra cảnh sát đã giăng sẵn thiên la địa võng ở đây, chỉ đợi Nam Sang Tê tự chui đầu vào giọ. Đáng tiếc rằng lúc truy bắt, một con cho hút kia đã làm cản đường của Jin Húc, nhưng mà hành động lần này cũng không phải không thu hoạch được gì. Jin Húc đã nhặt được sổ sách mà đối phương bỏ lại, bên trong có rất nhiều chứng cứ phạm tội và ghi chép giao dịch tiền bạc, có ích rất lớn đối với việc điều tra của họ. Mà lúc này, trung tâm chỉ huy lại đón chào một cơn sóng dữ khác ập đến, có người dùng dao đe dọa người khác ở một quán bar. Qua video nhân chứng ở đó đăng lên, hung thủ lại là Âu Huyên Hô của trung tâm khẩn cấp. Won Ju phân tích nhất định là bị ép vào đường cùng nên anh mới phải làm thế. Cô lập tức báo cho Jin Húc và Dae-sik đến hiện trường. Huyên Hô uống cốc nước người lạ đưa cho, sau đó cảm thấy bụng dạ khó chịu, đầu óc choáng váng, mắt hoa hết cả lên. Lúc này một cô gái đi giày cao gót đỏ và tất lưới đen đi vào. Huyên Hô chỉ nhìn cô ta một cái, suýt nữa thì nôn hết ra. Một giây sau anh cầm dao tóm lấy một cô gái làm con tin, luôn miệng nói lung tung. Ông chủ quán bar thấy thế nhanh chóng báo cảnh sát, xem xong video được đăng tải lên mạng. Cả trung tâm khẩn cấp đều ngơ luôn, vì người đang cầm dao uy hiếp người ta kia là đồng nghiệp của họ Âu Huyên Hô. Không lâu sau cảnh sát đã có mặt ở quán bar, Huyên Hô nắm chặt vũ khí không cho phép ai lại gần. Sau đó không ngừng lặp lại cụm từ hai color laser, Jin Húc hiểu rõ đây chắc chắn là ám hiệu Huyên Hô muốn nói với họ. Won Ju dò tìm cụm từ này trên mạng nhưng chẳng thu hoạch được gì. Lúc này Eun Soo đột nhiên nhớ ra bình thường Huyên Hô rất thích viết tắt, có thể hai color laser chính là HCL. Eun Soo vội nói cho Won Ju biết suy luận của mình. Jin Húc nhận được tình báo, quét mắt nhìn quanh, quả nhiên phát hiện có mấy bình axit. Một khi nó rơi xuống thì hậu quả thực không dám nghĩ đến, mà Huyên Hô lại không dám nói ra sự thật, chứng tỏ kẻ đứng sau còn đang ở một góc nào đó trong hiện trường. Jin Húc và Dae-sik chia làm hai đường, Dae-sik phụ trách tìm kiếm kẻ đáng nghi. Jin Húc phụ trách thu hút sự chú ý của mục tiêu, đầu tiên anh đưa mắt nhìn lên phía trước. Huyên Hô lập tức hiểu ý, một giây sau Dae-sik phát hiện một người phụ nữ cầm điều khiển từ xa ở sau quầy pha chế. Cô ta thấy mình đã bị lộ thì lập tức ấn nút, cứ thế mấy bình axit từ trên cao rơi xuống. May mà bên cảnh sát đã có chuẩn bị từ trước, lập tức sơ tán mọi người, vì thế nên không có thương vong về người. Người phụ nữ thấy tình hình không ổn co giò bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo sát nút. Cuối cùng cô ta vấp chân ngã úp mặt xuống đất, sau cú ngã tóc cô ta bay đi mất. Jin Húc nhìn kỹ lại thì ra đối phương là nam giả nữ, hóa ra anh ta vốn là một thợ sửa chữa. Hôm đó anh ta làm rơi dụng cụ xuống đất, Huyên Hô tốt bụng đã nhặt lên giúp anh ta. Chính hành động nhỏ này đã khiến anh ta rung động để thu hút sự chú ý của Huyên Hô. Anh ta giả làm con gái vào nhà vệ sinh, anh đưa cho Huyên Hô một con dao, bảo anh làm loạn quán bar, nếu không anh ta sẽ tạt axit vào các cô gái. Vì sự an toàn của mọi người, Huyên Hô chỉ có thể làm theo. Tuy đã bị bắt đến cục cảnh sát nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Anh ta phát hiện dường như Huyên Hô và Eun Soo có quan hệ mập mờ. Trong lòng bèn nổi lên sát tâm, nhân lúc Eun Soo một mình tra tìm tư liệu dưới tầng hầm, anh ta cầm chai axit một mực muốn tạt vào cô. Trong thời khắc then chốt, Jin Húc xông vào, Eun Soo chớp thời cơ hất ngã anh ta khiến mặt anh ta bị axit làm bỏng, mất đi gương mặt xinh đẹp. Đây là một bệnh viện tâm thần chuyên giết người. Bên trong đó toàn ăn xin và người lang thang. Viện trưởng Bi-un của bệnh viện có hai sở thích lớn, một là bán nội tạng người kiếm tiền, hay là nghe bé gái kể chuyện cổ tích. Hôm nay bọn họ đang chuẩn bị ra tay với một người đàn ông trung niên, anh ta phản kháng kịch liệt. Khi bác sĩ tìm thấy anh ta đang uống méo mình trên cầu thang. Vì bất cẩn nên bác sĩ đã bị người đàn ông bắt làm con tim, anh ta đứng trên tầng thượng, nói gì cũng muốn cùng chết với bác sĩ. Sau đó anh ta dùng điện thoại của bác sĩ gọi điện báo cảnh sát. Rất nhanh Jin Húc và Dae-sik đã có mặt ở hiện trường, Jin Húc cố gắng khuyên nhủ, cuối cùng cũng khiến anh ta bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng một giây sau viện trưởng Bi-un lại lén gọi nhân viên lại chuẩn bị tấn công bất ngờ. May mà cảnh sát phản ứng nhanh, thành công cứu được người đàn ông, anh ta điên cuồng vùng vẫy, nói mình mới là người bị hại, nhưng cảnh sát không tin. Để tránh làm người vô tội bị thương, bác sĩ nhét anh ta vào xe cấp cứu, sau đó tìm cớ để đuổi Jin Húc và Dae-sik đi. Trong xe cấp cứu, điện thoại của bệnh nhân kia vẫn chưa cúp máy nên trung tâm khẩn cấp nghe được rất rõ cuộc đối thoại của hai nhân viên y tế. Hóa ra người đàn ông bỏ chạy khỏi cuộc phẫu thuật. Để tiết kiệm tiền, bệnh viện phẫu thuật không dùng thuốc gây tê, dù sao cũng phải chết mà. Nghe xong đoạn đối thoại này, Won Ju dựng hết tóc gáy, cô vội liên hệ với Jin Húc và Dae-sik mau cản xe cấp cứu lại. Lúc này người đàn ông đã được khiêng xuống, được đưa đến phòng phẫu thuật lần nữa. Dựa trên địa điểm tra xét được, chẳng lâu sau Jin Húc và Dae-sik đã có mặt ở một bệnh viện tư nhân. Đi vào sảnh lễ tân nói rằng người điên kia bị thương, đang được tiếp nhận điều trị ở bên trong. Nhìn bệnh viện tốt thế này, Jin Húc lập tức tin là thật. Jin Húc liếc qua một cái vào phòng bệnh, phát hiện quả nhiên người điên kia vẫn ở trong, chiếc vòng trên tay anh ta chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng lúc này Won Ju ở trung tâm khẩn cấp lại đưa ra suy nghĩ khác. Dựa theo âm thanh đứt đoạn ở hiện trường, người điên kia đang ở trong một nơi có tiếng vang lớn, bên cạnh còn có tiếng xích sắt. Jin Húc xông vào phòng bệnh phát hiện bên trong không có bất cứ thiết bị y tế nào, người điên mà họ nhìn thấy cũng chỉ là một nhân viên đóng giả.
Bon Ju đoán rằng rất có thể người điên kia đã bị đưa về phòng phẫu thuật lúc trước. Jin Hook và Dae-sik nhận được thông báo nhanh chóng quay lại nơi xảy ra vụ việc ban nãy. Nhưng lúc này bệnh viện tâm thần không còn một bóng người. Dae-sik mở khóa phòng hội nghị. Hơn trăm người già yếu bệnh tật đang co ro ở trong góc, không ngừng rên rỉ một cách đau đớn. Cho dù Jin Hook hỏi gì, họ cũng không nói một lời nào. Dae-sik phát hiện trong một góc chất đống những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Nháy mắt Jin Hook hiểu rõ những người lang thang này đều bị coi là chuột bạch để thử thuốc nên mới đau đớn thế kia. Người đàn ông đeo kính gần họ thừa nhận ngày nào họ cũng phải uống đủ loại thuốc, không chỉ đau nhức hết cả người mà còn gặp ảo giác. Vào lúc hai viên cảnh sát đang giải cứu những người đáng thương, người điên ở dưới tầng hầm đã bị bác sĩ mở bụng. Do quá đau, anh ta đã hất ngã bác sĩ. Điện thoại trong túi cũng vì thế mà rơi ra, lúc này bọn họ mới phát hiện điện thoại vẫn đang trong trạng thái kết nối. Nghe tiếng bước chân trên tầng, viện trưởng Bi-un bắt đầu thấy hoảng sợ. Vội lệnh cho mọi người thu dọn hiện trường chuẩn bị bỏ chạy, đúng lúc này Jin Hook xông vào phòng. Chỉ vài chiêu đã giải quyết hết đám ác nhân, Dae-sik mở tủ cấp đông bên cạnh ra. Sợ đến mức người chảy đầy mồ hôi lạnh, trong tủ cấp đông là đủ mọi cơ quan nội tạng của người. Tất cả vẫn còn mới và được đặt trong túi zip vì lợi ích. Bọn họ hoàn toàn không coi người lang thang là người, Bon Ju chạy đến phòng làm việc của viện trưởng Bi-un. Phát hiện ra một cô bé đang ngồi trong góc, do sử dụng thuốc trong thời gian dài nên môi của cô bé đã biến thành màu tím. Dưới sự tra hỏi của Jin Hook, cuối cùng cô bé buông bỏ lớp phòng bị. Dùng tay chỉ vào giá sách bên cạnh, Jin Hook hiểu ý kéo giá sách ra. Quả nhiên phát hiện một lối đi bí mật, viện trưởng Bi-un cầm dao tập kích anh nhưng bị anh tóm được cổ tay. Cố ý rạch một vết trên cổ tay mình, chỉ cần anh bị đối phương làm bị thương thì tất cả hành động tiếp theo của anh đều là phòng vệ chính đáng. Jin Hook bẻ gãy tay lão già rồi chĩa súng vào giữa tim hắn, để hắn cũng cảm nhận được cảm giác sắp phải chết. Cứ thế một lượng lớn cảnh sát ập tới hiện trường, hàng trăm người bị hại được giải cứu thành công. Bố tặng cho cậu bé một chú chó, nhưng hôm đó cậu lại giết chết chú chó đó. Cậu ta chê chó sủa quá ầm ĩ, sau đó tiếp tục dùng búa củ hành thi thể chú chó. 30 năm sau, Muji Bon đi vào phòng con trai mở cửa tủ ra thì một thi thể nữ giới được bọc bằng màng bọc ở bên trong đập vào mắt ông ta. Muji Bon sợ run người, con trai ông ta vẫn còn giữ sở thích giết người. Tối đến mỗi khi không ngủ được, gã sẽ cầm cầu sắt để đi giết người. Nhưng hình như gã vẫn chưa thấy đã, thế là lệnh cho thuộc hạ mua một xe những người lao động nghèo về để thỏa mãn sở thích giết người. Sau khi giết người xong, gã sẽ bảo tồn tóc của nạn nhân thật kỹ, thỉnh thoảng còn để cả thi thể trong phòng ngủ để tâm sự. Do lâu lắm rồi Nam Sang Tê không cung cấp con mồi cho gã nên gã rất không vui. Gã quả quyết dùng dây thừng thích cổ hắn, sau đó móc dao ra điên cuồng đâm Nam Sang Tê. Khi Jin Hook đuổi đến chỉ thấy thi thể của Nam Sang Tê bị treo trên cây và một lượng lớn các bản ghi âm. Theo những tư liệu này, dường như người vợ bị soát hẹo của anh còn ẩn giấu rất nhiều bí mật, mà tất cả những chuyện này đều có liên quan đến tên soát nhân điên cuồng dùng cầu sắt. Tất cả mọi người đều cho rằng Nam Sang Tê là soát nhân liên hoàn, lại không biết hung thủ là kẻ khác để che giấu tội ác giết người của con trai. Chủ tịch tài phiệt Muji Bom đến tìm gặp sở trưởng BAE, lệnh cho ông ta dừng tất cả cuộc điều tra đối với vụ này rồi đổ hết tội lên đầu Nam Sang Tê. Để tránh chuyện bị đào sâu hơn nên khi trở về tổng bộ, sở trưởng BAE lập tức cách chức Won Ju và Jin Hook. Hai người nhận được thông báo thì giận dữ đi đến phòng làm việc của sở trưởng. Lúc này sở trưởng BAE đang gặp gỡ một vị khách quan trọng, người này chính là con trai Mu Tae-gu của chủ tịch Muji Bom. Thời khắc Mu Tae-gu lên tiếng, Won Ju lập tức nghe ra manh mối, đây chính là giọng nói của kẻ giết bố cô 3 năm trước. Cũng có nghĩa là thiếu gia tài phiệt đẹp trai nhiều tiền trước mặt mới là soát nhân liên hoàn dùng cầu sắt thực sự. Won Ju nói chuyện này cho Jin Hook. Ánh mắt của cô vô cùng kiên định, Jin Hook hoàn toàn nổi giận. Xông về phía Mu Tae-gu tóm lấy cổ áo gã, do không có đủ chứng cứ nên Mu Tae-gu cực kỳ ngạo mạn. Jin Hook móc súng ra nói gì cũng muốn bắn chết kẻ thù trước mắt, Mu Tae-gu mỉm cười nhẹ. Rời khỏi sở cảnh sát mà chẳng sợ hãi chút nào, trên đường về gã tỉ mỉ cân nhắc xem nên giết người nào trước. Nhớ lại 3 năm trước, gã từng giao lưu một lần với Won Ju qua bộ đàm. Giọng nói của cô khiến gã cực kỳ hưng phấn, Mu Tae-gu lập tức có kế hoạch mới. Giữa đêm gã mang theo tâm trạng hưng phấn, tay cầm một hộp quà đến trước cửa nhà Won Ju. Lúc này Won Ju ở trong phòng nghe rõ mồn một tiếng bước chân ở bên ngoài, Mu Tae-gu móc cầu sắt ra không ngừng đập vào lan can. Won Ju cảm thấy không ổn lập tức gọi điện cho Jin Hook, cô nắm chặt một con dao trong nhà bếp sau đó từ từ lại gần cửa. Qua mắt mèo cô nhìn ra bên ngoài, vừa khéo đúng lúc kẻ soát nhân nhìn vào bên trong. Gã không kìm được sự kích động trong lòng, phát ra tiếng cười khoái trá. Won Ju định liều lĩnh mở cửa ra nhưng lúc này gã đã biến mất, cách đó không xa lắm. Một hộp quà thắt nơ hồng được đặt ở đầu cầu thang, còn tên sát nhân trốn ở một góc âm thầm quan sát từng hành động của cô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Jin Hook mang theo hai viên cảnh sát chạy đến, mấy người mở hộp ra bên trong là mảng đầu kèm tóc của người bị hại. Mu Tae-gu quay về chỗ đậu xe, cất hung khí vào trong vali một cách ngay ngắn. Lần này gã chuẩn bị chơi đùa với Jin Hook, ở Hàn mỗi lần xe buýt bị lật công ty vận tải sẽ kiếm được một khoản lớn. Đầu tiên bọn họ ép tài xế ký hợp đồng bảo hiểm giá trị lớn nhưng người thụ hưởng sau rủi ro chỉ có thể viết tên của công ty. Sau đó cố ý làm hỏng bánh xe, giở trò với phanh xe tạo thành sự cố. Lúc này tài xế bác mới vào công ty cũng bị lừa, hôm nay công ty sắp xếp một tuyến đường đặc biệt cho ông. Ông đến điểm xe buýt đón phụ nữ, trẻ em và phụ nữ có thai sau đó đi vào con đường đất nhỏ.
Vì quá sốc nên cậu bé và người phụ nữ mang thai không kìm được mà nôn ra, lúc này xe ngày càng sốc. Phía trước còn xuất hiện một khối đá lớn hình tròn, tài xế bác vội đạp chân phanh nhưng xe chẳng chút phản ứng nào. Trong tình huống khẩn cấp, ông chỉ có thể gắng hết sức điều khiển xe, bánh xe bị người ta động và đột nhiên nổ tung. Xe mất khống chế lại gặp đá ngáng đường khiến cả xe bị lệch trong không gian chật hẹp. Hành khách bị văng tứ tung, có người bị hất văng ra ngoài, bị xe đè lên, có người bị kính xe làm bị thương, hoàn toàn mất đi tri giác trong tình hình nguy cấp. Người phụ nữ mang thai gọi điện báo cảnh sát, trung tâm chỉ huy lập tức phái đội cấp cứu và đội phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Nhưng công ty vận tải đã chuẩn bị từ trước, bọn họ lấy cớ sửa đường. Điều đội thi công đến chặn đứng đường ra của tuyến đường nên xe cấp cứu kích thước lớn vốn không thể đến hiện trường sớm được. Một giây sau, Uân Du ở trung tâm chỉ huy nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ. Cô phân tích xe đang bị dò khí, lúc nào cũng có thể xảy ra cháy nổ. Uân Du lập tức thông báo với sở cảnh sát gần đó điều động toàn bộ nhân lực giải quyết việc tắc nghẽn, rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Jin Húc, bảo anh mau chóng loại trừ nguy cơ cháy nổ. Lúc này tình hình trong xe không lạc quan chút nào. Nhiệt độ cơ thể của cậu bé ngày càng thấp, người đàn ông bị xe đè lên cũng dần mất đi tri giác. 10 phút sau, cuối cùng đội cứu viện đã đến được hiện trường, mấy người hợp lực cứu những người bị thương ra ngoài. Đối diện với nạn nhân bị đè dưới xe, đội cứu thương chỉ có thể cố hết sức nâng xe lên. Từng nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu, công việc cứu viện cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng lúc này Uân Du cách đó rất xa lại nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ, hóa ra mọi người chỉ lo cứu hành khách mà quên mất tài xế còn mắc kẹt ở đằng trước. Jin Húc nhận được thông báo lập tức đến chỗ ghế lái, nhưng tiếng dò khí ngày càng lớn. Đội cứu viện kiểm tra tình hình xe, phát hiện chiếc xe này không có phanh. Lốp xe cũng là hàng phế liệu cũ mềm, Jin Húc đập cửa xe ô tô. Cuối cùng tài xế bác cũng được thành công cứu ra, cùng với tiếng tia lửa xẹt xẹt. Chiếc xe lập tức phát nổ, mọi chứng cứ đã bị ngọn lửa hủy hoại. Đội phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt, tất cả nhân viên cứu viện ở hiện trường đều hiểu rõ nguyên nhân sự cố. Nhìn tờ đơn bảo hiểm trong tay tài xế, trong lòng Jin Húc biết chắc chuyện này không bình thường. Uân Du lệnh cho cấp dưới điều tra những vụ án tương tự, không tra thì không biết, tra cái thì ra một đống. Trong vòng 10 năm, công ty này đã xảy ra 256 vụ việc tương tự, hàng trăm tỷ tiền bồi thường của công ty bảo hiểm đều rơi vào túi của công ty vận tải. Mà người điều hành thực sự của công ty này chính là chủ tịch Mu Ji Bom và con trai Mu Tae Gu của ông ta. Lúc này Mu Ji Bom không thể ngồi im được nữa. Ông ta liên hệ với nội gián trong sở cảnh sát lệnh cho anh ta mau chóng xử Jin Húc và Uân Du, mà người này chính là trợ thủ đắc lực mà Jin Húc tin tưởng nhất, Daesik, bố tông xe chết người. Con trai thân là cảnh sát lập tức chạy đến hiện trường. Lúc này có vài người đàn ông đi đến vừa mở miệng đã đòi tiền và báo cảnh sát. Jin Húc nói rõ thân phận cảnh sát của mình nhưng bọn chúng nghe xong lại cười cợt chế giễu. Anh rằng lấy điện thoại của bọn chúng, một tên nổi giận xông đến tấn công anh. Daesik chỉ đẩy có một cái đầu hắn đập phải bậc đá, sau vài phút co giật thì mất mạng. Daesik hoảng sợ vô cùng, không ngờ cả bố và anh đều hại chết người cùng một ngày. Bất ngờ là bọn xã hội đen không hề tính toán mà dùng việc đó uy hiếp Daesik, cứ thế Daesik bắt đầu làm việc cho bọn chúng. Ở cục cảnh sát, Daesik lợi dụng chức vụ xóa bỏ chứng cứ phạm tội của Mu Tae Gu, còn thường đánh lạc hướng Jin Húc làm loạn hướng điều tra. Lúc này anh đang ở phòng làm việc của Mu Ji Bom tiếp nhận nhiệm vụ bí mật cuối cùng, mà nhiệm vụ đó chính là giết chết thầy của mình Jin Húc. Qua tổ trưởng Giang, Jin Húc đã biết được chân tướng sự việc. Đêm khuya anh hẹn Daesik đến quán rượu họ thường đến. Daesik vừa đến, Jin Húc đã rót cho anh một cốc đầy. Daesik không biết có chuyện gì uống cạn ly rượu. Sau đó Jin Húc rút súng ra rồi để hai viên đạn trên bàn bảo Daesik hãy bắn chết mình đi. Nói rồi anh xoay người đi, Daesik đau đớn rơi nước mắt. Anh biết mình có lỗi với người thầy này, có lỗi với chị dâu. Thế là buồn bã rời khỏi quán ngồi uống rượu bên bờ sông. Lúc này anh đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Tên cuồng giết người Mu Tae Gu hẹn anh gặp mặt. Daesik ngà ngà say đến địa điểm hẹn. Lần này anh không khuất phục mà dùng súng dí thẳng vào đầu tên sát nhân. Chỉ đáng tiếc là anh vẫn không có dũng khí bóp cò. Bị một tên đàn em đằng sau đánh một gậy ngất luôn, Mu Tae Gu đưa anh đến nơi bí mật của gã. Đây là nơi gã chuyên dùng để giết người, trên bàn bày đầy cầu sắt với đủ loại kích cỡ khác nhau. Và kết cục của Daesik cũng giống với những nạn nhân trước của hắn. Một bên khác, Uân Du lần theo tư liệu của Mu Tae Gu điều tra phát hiện thời thơ ấu gã vẫn luôn ở trong một biệt thự ven biển. Mẹ của gã đã tự hẹo ở căn biệt thự đó nên đã để lại ám ảnh tâm lý nghiêm trọng cho gã. Gần đây, Jin Húc vẫn luôn tìm kiếm nơi Mu Tae Gu dùng để giết người. Uân Du cho rằng rất có thể biệt thự đó chính là căn cứ bí mật của gã. Đêm khuya hai người lén lẻn vào biệt thự, xe của Mu Tae Gu đỗ ở ngoài sân. Trên đất là vết máu còn chưa khô, hai người lần theo manh mối đi vào phòng ngủ nhưng lại không phát hiện ra bất cứ bóng dáng ai. Ở tầng hầm dưới đất, Mu Tae Gu cầm cầu sắt nặng hơn 100 cân đánh cho Daesik nôn ra méo. Daesik vừa run rẩy vừa chửi rủa gã, Mu Tae Gu tiếp tục dùng cầu sắt hành hạ con mồi cho đến khi đối phương không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Qua camera giám sát, Mu Tae Gu phát hiện Jin Húc và Uân Du đang ở phòng khách, lúc này trong lòng gã cực kỳ hưng phấn, quyết định sẽ chơi thật vui với hai người họ. Thế là Mu Tae Gu khởi động hệ thống phòng ngự của biệt thự. Tất cả cầu dao đều bị sập, trong phòng cũng không còn bất cứ tín hiệu nào. Hai người muốn ra khỏi biệt thự nhưng không ngờ cửa cũng đã bị khóa chết, hiện giờ họ hoàn toàn không thể ra ngoài được. Cậu bé về đến nhà, dưới tầng truyền đến tiếng gì đó rất lạ.
cậu đi xuống phát hiện bố và chú hai đang chơi đùa với một người. Vì quá kích động, bố cậu đã ấy chất ông ấy. Cảnh này đã bị cậu bé nhìn thấy hết, mẹ vội đuổi đến lập tức che mắt con trai lại. Nhưng cậu bé không hề sợ hãi mà còn cảm thấy thỏa mãn. 30 năm sau, tầng hầm lúc đó đã biến thành nơi vui chơi của gã. Gã sẽ dùng quả cầu sắt yêu thích của mình để giết chết con mồi được lựa chọn kỹ lưỡng. Gã rất hưởng thụ cảm giác nắm quyền sống chết trong tay. Để càng thêm kích thích, gã dùng dao rạch thật sâu vào lòng bàn tay mình, sau đó dùng bàn tay bị thương cầm vũ khí trải nghiệm cảm giác đau đớn lẫn hưng phấn đan xen. Mỗi lần trước khi hạ thủ, gã sẽ hỏi đối phương muốn lực thế nào để nâng cao chất lượng phục vụ của mình. Gã điên cuồng che tấn con mồi cho đến khi con mồi không còn thở nữa. Lúc này Jin Hook và Won Ju đang ở phòng khách tầng trên tìm kiếm bóng dáng kẻ sát nhân. Khi tất cả đèn bị tắt, hai người biết mình đã rơi vào bẫy của kẻ địch. Càng tuyệt vọng hơn là tín hiệu ở biệt thự cũng không còn chút nào nên không thể báo cảnh sát. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết từ trên tầng truyền đến, hai người đi lên. Trong bồn tắm là một thi thể nữ giới và khắp biệt thự này cũng chất đầy là thi thể, mà tiếng kêu thảm được phát ra từ một chiếc điện thoại. Kẻ sát nhân đang chơi đùa hai cảnh sát, có lẽ cảm thấy quá nhàm chán, gã nhặt cầu sắt lên tiếp tục hành hẹo con mồi. Vừa hay Won Ju ở tầng trên nghe thấy tiếng gã hành hung, hai người vội vã đi xuống tầng hầm. Lúc này Dae Sik méo thịt lẫn lộn đang nằm thoi thóp. Một giây sau, Mu Tae Gu đi ra dùng cáng súng đánh ngã Won Ju, sau đó nâng súng lên chĩa về phía Jin Hook. Gã cười xấu xả, nhìn thế nào cũng giống một tên điên. Jin Hook nhân lúc gã không phòng bị bắn trúng cánh tay của gã. Mu Tae Gu xoay người bỏ chạy, Dae Sik bám theo sát nút. Won Ju tắt toàn bộ hệ thống phòng ngự, báo cho cấp dưới lập tức đến bắt người. Trên tầng thượng, hai người lại hình thành cục diện chĩa súng về phía nhau, Mu Tae Gu đã không còn nạn. Vào lúc Jin Hook định bóp cò báo thù cho vợ thì một lượng lớn cảnh sát đuổi đến, Mu Tae Gu bỏ súng xuống, bày ra tư thế đầu hàng. Gã không ngừng khiêu khích Jin Hook, tao là con trai tài phiệt. Cho dù bị bắt cũng chẳng mấy chốc mà được thả, do gã bị thương nên được đưa lên xe cấp cứu. Mu Ji Bum biết tin lập tức gọi điện cho bệnh viện. Trong xe cấp cứu, nhân viên y tế tỏ rõ lập trường, anh ta cũng là người Mu Ji Bum phái đến cứu gã. Mu Tae Gu được đẩy vào phòng phẫu thuật, hai cảnh sát canh ở bên ngoài, viện trưởng nhét một túi hạnh nhân vào miệng Mu Tae Gu. Lát nữa sẽ giả vờ bị trúng độc rồi ông ta sẽ giúp gã thoát khỏi hiện trường, sau đó ông ta thực hiện phẫu thuật giả chết cho Mu Tae Gu. Chẳng mấy chốc gã đã mất đi ý thức, đến nhiệt độ cơ thể cũng giảm. Lúc này viện trưởng vội chạy đến chỗ cảnh sát, nói phạm nhân uống thuốc độc tự hẹo rồi. Cảnh sát kiểm tra cơ thể nhưng không phát hiện có gì bất thường. Mắt thấy cảnh sát đã rời đi, viện trưởng đẩy thi thể vào thang máy, rồi dùng thuốc gọi Mu Tae Gu tỉnh lại. Nhân lúc không ai giám sát, bọn họ đỡ Mu Tae Gu vào một chiếc xe sang, trợ lý lấy một tập giấy tờ ra. Không đến nửa tiếng nữa, Mu Tae Gu có thể thay đổi thân phận, đến Nhật sống, nhưng gã không muốn đi như thế này, nói gì cũng muốn giết chết Won Ju và Jin Hook. Để tìm thấy Mu Tae Gu, tổ trọng án lập tức đến phòng làm việc của Mu Ji Bum. Nhưng vừa vào cửa, ông ta đã dùng súng kết liễu chính mình. Để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, Mu Tae Gu và trợ lý đến bến cảng chuẩn bị đến Nhật. Nhưng lúc này bến cảng đã bị cảnh sát bao vây từ lâu. Để tự bảo vệ mình, gã và trợ lý trốn lên một con thuyền. Nhân lúc trợ lý không đề phòng, Mu Tae Gu cầm một thanh sắt lên đánh chết đối phương, sau đó mặc quần áo của mình cho thi thể. Xong xuôi, gã một cước đá thi thể xuống biển. Nghe tiếng có gì đó rơi xuống nước, cảnh sát lập tức chạy đến bao vây. Qua quần áo và dáng người, cảnh sát phán đoán người này chính là Mu Tae Gu. Vậy là Mu Tae Gu thành công bỏ trốn ngay trước mắt cảnh sát. Sau khi vớt thi thể lên, cảnh sát mới phát hiện họ lại bị tên sát nhân kia lừa rồi. Lần này Won Ju tiếp nhận phỏng vấn của bên truyền thông, cô tiết lộ việc Mu Tae Gu có tâm lý biến thái, nói gã chỉ là một bệnh nhân tâm thần bình thường, vì chính mắt thấy người ta giết người nên mới sinh ra tâm lý biến thái. Nói cho cùng cũng chỉ là một tên điên mà thôi. Nói xong, Won Ju còn nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt khiêu khích. Điều này khiến Mu Tae Gu xem được tin tức không vui chút nào. Won Ju về đến nhà, đang định mở cửa thì Mu Tae Gu đang trốn ở một góc cách đó không xa lập tức xuất hiện chạy thẳng về phía cô. Trên tầng thượng, gã liên tục phát tiết sự giận dữ trong lòng. Gã không hiểu sao Won Ju lại cứ muốn đối đầu với gã. Tôi chỉ giết bố cô thôi nhưng cô lại mắng tôi là tên tâm thần. Tôi đã từng cho cô cơ hội rồi nhưng cô lại không biết trân trọng. Nói xong, gã giơ con dao trong tay lên chuẩn bị xử lý Won Ju đối diện với kẻ thù giết bố. Won Ju bị đè dưới đất đột nhiên nở nụ cười. Jin Hook ở đằng xa mai phục đã lâu không đợi thêm nữa, dứt khoát bắn trúng tay Mu Tae Gu. Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jin Hook và Won Ju. Họ lên kế hoạch kích động Mu Tae Gu để gã tự chui đầu vào giỏ. Mối thù giết vợ không đội trời chung, Jin Hook không hề nương tay một chút nào, liên tục bắn mấy phát trúng tay chân của gã. Lúc này Mu Tae Gu vẫn lộ ra nụ cười mỉm không ngừng khiêu khích Jin Hook. Jin Hook dí súng lên trán Mu Tae Gu sau đó kéo cò, nhưng súng đã hết sạch đạn. Thế là anh cầm dao lên, dùng tay vuốt qua yết hầu của gã. Sau một giây sau, Jin Hook đổi ý. So với việc giết gã không bằng để gã chìm đắm trong nỗi đau đớn, cứ thế Mu Tae Gu bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cùng với mệnh lệnh của bác sĩ, Mu Tae Gu bị đẩy vào một căn phòng trống trải, nơi này có vẻ rất quen, rất giống với nơi gã dùng để giải quyết con mồi. Lúc này cửa sắt phía sau từ từ đóng lại, bên tai Mu Tae Gu vang lên âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy. Cả đời làm kẻ sát nhân, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh, rất nhiều bệnh nhân tâm thần đi ra từ góc tối.
Trong ánh mắt của bác sĩ phụ trách điều trị chính tràn đầy tà ác, bệnh nhân tâm thần cầm dao thi nhau ấy hắn. Sau 2 tiếng bận rộn, bác sĩ đi lên phía trước, tất cả bệnh nhân thấy thế thì lùi ra sau. Anh ta mỉm cười dùng cách mu tê gu quen thuộc nhất để kết thúc cuộc đời gã. Hóa ra câu chuyện giết người biến thái ngày nào cũng diễn ra. Kết chuyện đám người đồng lõa với tài phiệt bị xử phạt nghiêm khắc, Quân Du quay lại trung tâm chỉ huy tiếp tục làm việc. Vì bị người phụ nữ chiếm mất chỗ ngồi nên người đàn ông này lấy thuốc súng buộc quanh người muốn cùng chết với người phụ nữ. Bộ đội đặc chủng nhanh chóng có mặt ở hiện trường nhưng không ai dám tùy tiện hành động. Tình hình khẩn cấp, trung tâm chỉ huy vội gọi điện thoại cho tổ trưởng Giang nhưng tổ trưởng Giang lại bảo mình đang bận, không có thời gian để ý đến chuyện này. Hóa ra lúc này anh ta đã bị kẻ xấu bắt cóc, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vào lúc tay súng bắn tỉa đang chuẩn bị bắn chết đối phương, Quân Du lập tức bảo họ dừng hành động lại. Vì kẻ xấu nói chuyện đứt quãng, logic hỗn loạn, hẳn là người mắc chứng ngại tinh thần, một kẻ điên như thế thì không có thể chế tạo ra bom được. Quả nhiên trong mắt kẻ điên, ai ở hiện trường cũng đang mắng anh ta là kẻ ngu ngốc. Quân Du hạ lệnh nhân cơ hội cường công, kẻ điên hét lên một tiếng rồi ấn nút kích nổ. Nhưng hiện trường lại chẳng có phản ứng gì, hóa ra ngay cả mối nối anh ta cũng không nối đúng. Cảnh sát thừa cơ xông lên chẳng mấy chốc đã chế ngự được hắn, vụ án được giải quyết thuận lợi. Nhưng tổ trưởng Giang lại không may mắn như thế, kẻ xấu tiêm một mũi vào cổ anh ta, sau đó ấy bỏ tay trái của anh ta để vào một cái hộp đặc biệt. Sau khi chuẩn bị xong đâu vào đấy, hắn xuống xe ấn nút điều khiển từ xa, xe lập tức nhấn hết cỡ chân phanh lao thẳng về 4 du khách phía trước. Vào thời khắc quan trọng, tổ trưởng Giang dùng chút ý chí cuối cùng bẻ lái, nhưng 4 du khách vẫn bị hất văng ra xa. 10 phút sau, Quân Du nhận được điện thoại của sở cảnh sát địa phương, tổ trưởng Giang đã qua đời. Lúc này một người ngụy trang là cảnh sát xuất hiện ở hiện trường vụ án, người đàn ông quan sát kỹ thi thể một lượt. Qua vết bánh xe, anh nhanh chóng mường tượng lại quá trình vụ án xảy ra, ở đằng xa Quân Du đã đưa đội viên đến hiện trường. Mắt thấy tình hình không ổn, người đàn ông lén lấy trộm camera hành trình trong đống vật chứng, hành động của anh lọt vào mắt Quân Du. Cô rút súng ra dứt khoát chĩa thẳng về phía người thần bí, hóa ra người này là Đô Kang U, vốn là một cảnh sát số 1 số 2 Hàn Quốc, nhưng vì một sai lầm nghiêm trọng 3 năm trước nên giờ đã bị cách chức. Kang U kích động nói tổ trưởng Giang bị hãm hại, người đứng đằng sau chính là tên soát nhân điên cuồng anh vẫn luôn điều tra, nhưng cảnh sát ở hiện trường rõ ràng không tin. Họ cho rằng đây chỉ là một sự cố giao thông đơn giản, tư liệu trong camera hành trình đã bị xóa. Không có chứng cứ gì có thể chứng minh đây là một vụ mưu sát, Kang U vẫn kiên định với phán đoán của mình. Tai của nạn nhân là bị người khách cắt mất, ngoài ra qua giày cũng có thể phán đoán ra tính chất vụ án. Quân Du vội kiểm tra đế giày của tổ trưởng Giang, phát hiện quả nhiên có một vết in rất sâu. Đây là dấu để lại khi đạp mạnh chân ga, xem ra xe của tổ trưởng Giang nhất định đã bị người ta giở trò. Hoàn toàn mất đi khả năng phanh xe, Quân Du nhớ lại nửa tiếng trước khi cô và tổ trưởng Giang nói chuyện điện thoại có nghe thấy tiếng xích sắt. Rất có thể hung thủ là tài xế xe kéo, lúc này hung thủ đã điều khiển xe kéo đến một hầm cầu hẻo lánh rồi chôn chiếc hộp đựng tai của tổ trưởng Giang ở bên đường. Người đứng sau chỉ thị hắn rất hài lòng, hóa ra người đội mũ này mới là kẻ đứng sau. Từ sau khi Jin Húc đến Mỹ để trị bệnh cho con trai, tổ trưởng Giang của tổ trọng án bắt đầu thay anh tiếp nhận công việc đội giờ vàng. Cái chết của anh ta khiến đội giờ vàng cực kỳ bi thương. Ai cũng thề với trời nhất định phải tìm ra được hung thủ báo thù cho tổ trưởng Giang qua các phương tiện điều tra. Quả nhiên camera ghi được hình ảnh một chiếc xe kéo bị che biển dưới chân núi. Cảnh sát đến nhà của tài xế xe kéo phát hiện trên kính dán đầy ảnh các thành viên đội giờ vàng, mắt thấy cảnh sát ngày càng gần sát. Giang Su Bốc cuối cùng cũng sợ hãi phát tín hiệu cầu cứu kẻ đứng đằng sau, nhưng tên đeo mặt nạ độc ác vốn không muốn để Giang Su Bốc sống. Hắn ấn nút, xe kéo màu đỏ nháy mắt mất kiểm soát, trực tiếp lật xe rồi bắt đầu cháy. Kang U không hề sợ hãi, cầm bình chữa cháy chạy thẳng về phía đó. Anh dùng hết sức cứu Giang Su Bốc ra khỏi xe, sau đó chui vào xe tìm chứng cứ gây án. Để tránh thương vong, cảnh sát vội kéo anh ra. Một giây sau chiếc xe nổ tung, mọi chứng cứ đều tan thành tro bụi do khí quản đã bị bỏng. Giang Su Bốc không thể mở miệng nói chuyện nhưng Quân Du có thính lực siêu phàm vẫn nghe ra được di ngôn của hắn. Hắn cười nhẹ nói một câu hắn đến rồi, sau đó về chầu ông bà. Quân Du quan sát kỹ tình hình xung quanh, cô nghe thấy tiếng gì đó rất lạ nhưng lại không phát hiện ra ai đáng nghi. Tổ trưởng Giang chết rất thê thảm, vì dùng sức quá mạnh dẫn đến mạch máu toàn thân đều vỡ, nhưng cảnh sát lại xử lý rất qua loa, nhận định Giang Su Bốc là hung thủ rồi nhanh chóng kết án, hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của kẻ đồng lõa. Để điều tra rõ chân tướng, Quân Du thành lập đội điều tra bí mật với tâm thế nhất định phải tìm ra được hung thủ thật sự. Hiện giờ Jin Húc và tổ trưởng Giang đều không ở đây, họ đang cần một thành viên cốt cán vì làm ảnh hưởng cảnh sát làm việc. Đô Kang U bị cảnh sát bắt lại, anh đang phải đối diện với bản án 3 năm tù. Quân Du đến nơi tạm giam tìm Kang U, hy vọng có thể trao đổi tin tức với đối phương. Đô Kang U rất dứt khoát, hoàn toàn không để cô vào mắt, nhưng hành động tiếp theo của Quân Du sẽ khiến anh phải đổi ý. Chỉ thấy cô lấy một chiếc găng tay ra kéo giãn nó rồi thả tay tạo ra tiếng bặc bặc. 3 năm trước khi Kang U tiếp xúc với kẻ đeo mặt nạ, hắn quả thực có thói quen này, chi tiết này rõ ràng chỉ có mình anh biết, hóa ra ở hiện trường Giang Su Bốc chết. Quân Du nghe thấy tiếng kéo găng tay nên đưa ra được kết luận này, Kang U rõ ràng không tin. Lý do này quả thực quá khó tin, nhưng khi anh chuẩn bị đi ra, Quân Du nói rằng trong túi phải của anh có 2 cục pin cúc áo. Còn đồng hồ trên tay trái của anh có kim chạy hơi chậm nên pin là để thay cho đồng hồ. Kang U lấy pin ra để lộ ánh mắt không thể tin được.
Xem ra cô gái trước mắt quả nhiên có thính lực siêu phàm, Quân Du đến tìm sở trưởng. Hy vọng ông có thể bổ nhiệm Kang U là tổ trưởng mới của đội giờ vàng, sở trưởng rất khó xử. Ông ta chỉ cho thời gian một tháng, nếu không bắt được kẻ đeo mặt nạ mà bọn họ nói, Quân Du cũng sẽ bị cách chức điều tra, cứ thế Kang U gia nhập đội giờ vàng. Cả đội trao đổi tình báo điều tra được về kẻ đeo mặt nạ, phát hiện người này còn biến thái hơn cả tên sát nhân Mu Tae-gu. Cô gái nằm trên giường, một con rắn lớn quấn lấy cơ thể cô gái đã phải chịu đựng chuyện này suốt 10 năm nhưng cô chẳng thể làm gì cả. Ngay cả cảnh sát cũng chẳng thể giúp gì được, hóa ra lúc nhỏ cô bé Oang Hee-ju từng gặp một chú hề trước cửa nhà. Hắn đã bắt cóc cô bé và làm ra những chuyện không thể chấp nhận được, từ đó về sau cô luôn sống trong đau khổ. Ngày nào nằm trên giường cũng sẽ nhớ lại những việc tên hề kia làm vào 10 năm trước, càng đáng sợ hơn là tên ác nhân năm đó đã ra khỏi tù. Hắn thường xuất hiện trước cửa nhà Oang Hee-ju bày ra dáng vẻ thành tâm hối lỗi, nhưng ánh mắt vẫn không tự giác mà liếc vào trong. Bố của cô rất tức giận, 3 lần 4 lượt muốn giết hắn. Hôm nay con gái tan học mãi vẫn chưa về, mẹ nhận được tin nhắn của con gái nói mình đã bị Jeom Ki-tae bắt cóp. Người bố rất lo lắng lập tức cầm dao xông đến nhà của Jeom Ki-tae, người mẹ rất sợ chồng sẽ giết đối phương nên vội gọi cho cảnh sát. Lúc này Jeom Ki-tae đang sám hối ở nhà, người bố xông vào cửa lùng sục khắp nhà tìm bóng dáng con gái nhưng mãi chẳng thấy người đâu. Trong lúc nóng ruột, ông kề dao vào cổ uy hiếp Jeom Ki-tae. Jeom Ki-tae bày ra vẻ vô tội nói mình đã hối hận rồi, đã thay đổi thành con người khác, nhưng người bố rõ ràng không tin. Vào lúc ông đang muốn kết liễu hắn thì Kang U bắn một phát chỉ thiên, nếu ông muốn con gái mình có một người bố phạm tội giết người thì ông mau ra tay đi. Nhưng lời này đánh thức người bố, cuối cùng ông vẫn lựa chọn bỏ dao xuống. Rất nhanh Kang U đã phát hiện ra bóng dáng của Oang Hee-ju, hóa ra mọi chuyện đều là do cô tự biên tự diễn. Sở dĩ cô nói dối là hy vọng bố có thể giúp mình giết tên đó, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa nhưng khi nữ cảnh sát xử lý vết thương cho Jeom Ki-tae, hắn đột nhiên che mũi nín thở và nói mình bị viêm mũi, Quân Du ở trung tâm chỉ huy nghe ra bất thường. Sở dĩ Jeom Ki-tae làm thế là vì ghét mùi của phụ nữ, thứ nội tâm hắn thực sự yêu thích là trẻ em còn chưa thành niên. Quả nhiên khi cảnh sát đi, hai mắt của hắn lại nhìn chằm chằm bé gái dưới tầng, do hai vợ chồng và con gái đều bị đưa đến cục cảnh sát, nên mãi chẳng có ai đến đón em trai Ji-guk tan học ở trường mẫu giáo. Cô giáo chỉ đi lấy ô một lát, Ji-guk đã vội vã đội cặp sách lên đầu rồi biến mất trong cơn mưa. Trên đường về nhà, Ji-guk gặp một người lạ sau đó hoàn toàn mất tích. Cảnh sát nhận được điện thoại của cô giáo, Quân Du suy đoán rằng mục tiêu sau khi ra khỏi tù của Jeom Ki-tae không phải Oang Hee-ju mà là em trai còn nhỏ của cô. Cảnh sát lập tức điều động lực lượng, lấy trường mẫu giáo là trung tâm, tiến hành tìm kiếm xung quanh, xuất phát từ tâm lý báo thù. Rất có thể Jeom Ki-tae sẽ làm ra việc càng quá đáng với Ji-guk, cảnh sát nhất định phải tranh thủ thời gian. Hàng trăm cảnh sát liên tục tìm kiếm khắp các ngõ ngách nhưng mãi vẫn không thấy chút manh mối nào, may mà camera giám sát quay được cảnh chú hề đi lại gần đó. Lúc này Jeom Ki-tae đã đội tóc giả, mặc váy cho Ji-guk, thậm chí còn muốn cắt móng tay cho cậu. Vào thời khắc quan trọng, Ji-guk nghe tiếng gọi của cảnh sát để tránh bị lộ. Jeom Ki-tae bịt miệng đánh ngất rồi nhét Ji-guk vào trong giường. Ji-guk dùng chút ý chí còn sót lại khởi động đồng hồ đồ chơi trên tay. Tuy tiếng rất nhỏ nhưng Quân Du vẫn nghe thấy qua bộ đàm. Chớp lấy tín hiệu này, cô phóng to tiếng lên cho tất cả cảnh sát có mặt ở hiện trường nghe. Kang U phá cửa xông vào phòng một cước đá bay Jeom Ki-tae, chẳng lâu sau hắn bị cảnh sát bắt lại. Cuối cùng một nhà 4 người đã đoàn tụ, ông Sang-gu 60 tuổi mang theo sính lễ đến tìm mối tình đầu năm xưa. Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy một chú chó chết trong nhà, thi thể của mối tình đầu cũng bị treo trên cửa. Ông vội gọi điện báo cảnh sát, ông cho rằng nhất định là bà với chó xảy ra xung đột. Nhất thời nghĩ không thông nên tự vấn, còn chưa đợi ông nói xong bà Sun Hee dưới đất đột nhiên có phản ứng. Ra hiệu mình vẫn chưa chết, khi cảnh sát đến hiện trường ông Sang-gu đã chảy mồ hôi lạnh khắp người. Sau khi đưa bà Sun Hee đến bệnh viện, Kang U kiểm tra hiện trường thật kỹ, phát hiện chuyện không hề đơn giản. Ngăn lạnh của tủ chứa đầy thực phẩm đông lạnh mà không ai lại giết chó của mình trước khi tự sát. Bà Sun Hee bị một cái dây điện treo lên cửa, cách thắt nút là cách thắt số 8 quân nhân mới hay dùng. Xem ra hung thủ vụ án này không phải người bình thường, quả nhiên vì bị ung thư nên bà Sun Hee nhận được 50 triệu won tiền bồi thường của công ty bảo hiểm. Xem ra mục đích chính của hung thủ chính là giết người cướp của, dựa theo mô tả của bà cụ hàng xóm. Ban đầu có một người phụ nữ mặc váy đỏ từ trong nhà chạy ra, sau đó một tên một mắt vội vã đuổi theo ra ngoài. Trung tâm chỉ huy nhanh chóng điều tra camera gần đó, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đánh một người phụ nữ rất nặng tay. Từ đó có thể thấy tên một mắt kia chính là hung thủ giết người, còn người phụ nữ áo đỏ rất có thể là nhân chứng. Không mất nhiều thời gian, cảnh sát đã tra ra được tư liệu của hai người. Lúc này họ kinh ngạc phát hiện người phụ nữ mặc váy đỏ vậy mà lại là vợ của cảnh sát Bác Dung ghi tổ hành động. Cảnh sát Bác không tin nhưng khi anh gọi điện thoại cho vợ, tiếng chuông lại truyền ra vang lên ở hiện trường người phụ nữ bị hại. Lúc này Hee-jin đã bị tên một mắt nhốt lại, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Theo như mô tả của cảnh sát Bác, tối qua vợ anh đột nhiên muốn đi mua nhà ở Busan. Cô nói có một người tên Mi ra muốn mua nhà chung với cô để cô đứng tên, lợi nhuận cho thuê thì mỗi người một nửa. Cảnh sát Bác không đồng ý nhưng vợ anh cho rằng đây là cơ hội hiếm có để có được món hời lớn. Quân Du suy đoán rằng chắc chắn Hee-jin đã bị lừa. Quả nhiên Mi ra và tên một mặt là một bọn, cả hai đã lên kế hoạch chạy trốn xong xuôi cả rồi.
Một mắt đưa Hy Jin đến một nơi hoang vắng chuẩn bị hủy thi diệt tích. Đúng lúc này tiếng xe cảnh sát từ đằng xa truyền đến. Tên một mắt đá Hy Jin một cước thật mạnh đẩy cô vào trong cốp, sau đó điên cuồng lái xe bỏ chạy. Đừng thấy hắn chỉ có một con mắt, lái xe cũng khá là điêu luyện đấy. Một khi dây chói bị tuột, Hy Jin rơi khỏi cốp, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Vào thời khắc quan trọng, Kang U liều mình nhảy sang cốp sau xe bắt cóc cảnh sát, đánh tay lái một cú hoàn hảo chặn đứng phía trước. Hy Jin thuận lợi được cứu. Tuy đã bắt được thủ phạm nhưng tất cả mọi người đều không hiểu được quá trình của vụ án này. Cho đến khi Mi Ra bị bắt về quy án, cảnh sát mới hiểu được mức độ cao siêu của kẻ lừa gạt. Hóa ra vài ngày trước, bà Sun Hee nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói con trai bà xảy ra tai nạn xe. Bà Sun Hee rất cảnh giác, vội ngắt điện thoại rồi gọi cho con trai. Nhưng bà không biết con trai đã bị các cuộc gọi rác làm cho bực mình. Quả quyết ngắt máy, bà Sun Hee bất lực chỉ có thể gọi lại số vừa rồi. Kẻ lừa đảo yêu cầu bà mang 1 triệu won mau chóng đến bệnh viện ký giấy đồng ý phẫu thuật. Lúc này vừa hay trong tay bà đang có 50 triệu won nên đã lập tức đồng ý. Đối phương giả vờ có lòng tốt nhắc nhở tiền mặt để ở nhà không an toàn. Giờ trộm cắp rất thông minh nên nếu nhà không có ai thì hãy để tiền trong ngăn đá tủ lạnh, như thế sẽ an toàn hơn. Bà Sun Hee nghe xong vội lôi hết đồ trong ngăn đá ra rồi nhét tiền vào. Sau đó vội vã rời đi, nhưng giữa đường bà nhớ ra mình quên không tắt bếp ga nên vội về tắt bếp. Nào ngờ vừa vào cửa, bà đã phát hiện một người phụ nữ tự ý mở tủ lạnh nhà mình. Lúc này túi ni lông đen đang nằm trong tay đối phương. Bà nổi giận cướp lại, giờ bà mới biết mình đã bị lừa. Nhưng lúc này một người đàn ông xông vào không cần biết chuyện gì đang xảy ra. Đẩy ngã bà Sun Hee, hắn dùng dây bàn là hắn dùng để giải quyết chú chó cuốn vào cổ bà Sun Hee. Hy Jin đứng gần đó sợ đến ngây người vội bỏ chạy khỏi hiện trường. Thực ra người phụ nữ này cũng là người mệnh khổ. 3 hôm trước cô gặp một người tên Mi Ra nói muốn mua nhà với cô. Hai người rất hài lòng với cấu trúc nhà. Lúc này Mi Ra nhận được một cuộc gọi, nói là người nhà bảo chị ta về nhà lấy chút đồ, nhưng chị ta lại phải đi đàm phán với người bán, nên hy vọng cô có thể đi một chuyến thay chị ta. Đến địa điểm hẹn, Hy Jin phát hiện cửa nhà không khóa. Mi Ra nói đồ để ở trong ngăn đá tủ lạnh nên Hy Jin nghĩ chắc là đồ ăn. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, kết quả cô không chỉ suýt nữa mất mạng mà còn vô tình trở thành đồng lõa của bọn lừa đảo. Mi Ra bị bắt thành thật khai báo chị ta cũng chỉ nghe lệnh người khác thôi, phía trên bọn họ có một kẻ rất độc ác. Nếu làm trái lệnh sẽ chết rất thảm, những người này là những kẻ lừa đảo, chuyên lừa người già đi du lịch miễn phí. Đã lừa được không ít tiền, Kang U nghe xong lập tức đến công ty du lịch mà Mi Ra nói. Sau khi Kang U đi, Mi Ra bắt đầu biểu diễn, chị ta nói mình khó thở, cứ căng thẳng là dễ đi ngoài. Nữ cảnh sát chỉ đành đưa chị ta đến nhà vệ sinh, nửa tiếng trôi qua mà chị ta vẫn chưa ra ngoài. Nữ cảnh sát nghĩ chắc là do hết giấy nên đi vào, nào ngờ Mi Ra trốn sau cánh cửa dùng chổi đánh ngất nữ cảnh sát. Khi tổ hành động chạy về, nữ cảnh sát đã ra đi rồi. Dựa theo những gì ông Sang Gu miêu tả trước đây, từng có một hộ lý ngày nào cũng đến chăm sóc bà Sun Hee. Người này tâm địa lương thiện, tỉ mỉ chu đáo nên bà Sun Hee đã nói hết bí mật của mình cho cô ta biết. Won Ju đoán rằng hộ lý này nhất định là Mi Ra kia đóng giả. Quả nhiên chị ta đã dùng thân phận hộ lý mua vé ra nước ngoài. Kang U đuổi đến bến cảng chẳng mấy chốc đã phát hiện ra Mi Ra. Chị ta lấy mạng của thuyền viên ra uy hiếp. Nào ngờ Kang U lại không thèm để mắt đến, quả quyết nổ súng. Cả Mi Ra lẫn con tin ngã ngửa ra sau, một giây sau anh bắn phát súng thứ hai về phía Mi Ra. Chị ta nhảy xuống nước lớn tiếng mắng chửi, hóa ra hai phát này chỉ là đạn giấy. Cảnh sát thuận lợi bắt giữ Mi Ra, bà Sun Hee được cấp cứu cuối cùng đã tỉnh lại. Hai vợ chồng cảnh sát bác mỉm cười làm hòa, Mi Ra lừa đảo bị phán tù 7 năm. David Go nổi tiếng trên mạng vì những chuyện điên rồ bất ngờ đụng độ một xác sống trong lúc livestream, thợ quay phim cùng đi cũng bị cắn bị thương ngay ở hiện trường, suýt nữa thì mất mạng. Trong nháy mắt, trung tâm khẩn cấp nhận được vô số điện thoại của người hâm mộ. Vốn cho rằng đó chỉ là cách để các báo thủ thu hút lượt xem, nhưng cảnh tượng đẫm méo trong phiên live thì không phải là giống diễn. Cảnh sát nhanh chóng vũ trang đến địa điểm livestream. Lúc này David Go đang trốn ở một góc run rẩy, nhìn thấy cảnh sát hắn như nhìn thấy cứu tinh, hắn vén cánh tay lên. Cánh tay bị cắn khá nặng, cảnh sát nhặt được một cái ví đỏ ở hiện trường, thông qua căn cước họ phán đoán xác sống kia tên là Azin. Tư liệu trên mạng viết rằng 1 tháng trước cô đã chết do bị chó điên cắn, sau đó thi thể mất tăm mất tích một cách kỳ lạ. Lúc này cô gái đang đi trên phố giữa cơn mưa lớn, một tài xế taxi đi qua hỏi cô có cần giúp không. Nào ngờ đối phương lại chui vào trong xe, suýt nữa đã cắn đứt cổ tài xế. Người đàn ông vội gọi điện báo cảnh sát, nhưng lúc này anh ta không thể phát ra âm thanh nào. Trung tâm chỉ huy kiểm tra camera ở hiện trường, phát hiện cô gái quả nhiên làm ra hành vi cắn người. Lẽ nào xác sống đã thật sự xuất hiện sao? Won Ju thật sự không hiểu nổi. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ, trong một chiếc tủ. Cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy được thợ quay phim bị thương, người đàn ông được đưa lên xe cấp cứu. Lúc này David Go vẫn cầm máy quay tranh thủ livestream, lần này khiến nhóm hai người của David Go nháy mắt lên top trending, nhận được vô số lượt theo dõi, nhưng mọi người không biết là tất cả những chuyện này đều là âm mưu quỷ kế hai tên này bày ra để thu hút lượt theo dõi. Đầu tiên bọn họ lừa một cô gái ở quán bar nói sẽ biến cô thành hot girl mạng, sau đó bọn họ cho cô gái uống một thứ thuốc khiến cô biến thành một kẻ không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau khi thời cơ chín mùi, bọn họ bắt đầu livestream, giả vờ đi thám hiểm bệnh viện bỏ hoang, bất ngờ gặp xác sống rồi đạt được mục đích lên top trending.
để chúc mừng David Go đến quán bar của bạn mở tiệc ăn mừng, mà lúc này xác sống lần theo mùi của hắn từng bước đuổi đến. Người đi đường thi nhau tránh né, chàng trai không biết chuyện thấy cô đặc biệt. Vừa định tiến lên bắt chuyện thì bất ngờ bị đối phương cắn một phát vào tay, nhìn xác sống đã đến quán bar. David Go sợ đến ngu người vội chạy vào nhà vệ sinh uống một lượng lớn thuốc để áp chế sự sợ hãi trong lòng hắn về đến nhà. Phát hiện xác sống đã đi đến đầu cầu thang cuối hành lang, từng bước tiến lại gần mình, hắn khóa chặt cửa lại tóm chặt một chiếc gậy, sự sợ hãi đã hoàn toàn nuốt trọn tâm trí của hắn. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên, đây là cơ hội tốt để tăng lượt theo dõi, thế là hắn mặc kệ nguy hiểm, bắt đầu live stream chuẩn bị một chọi một với xác sống. Hắn mở cửa nhà ra thu hút xác sống lên tầng thượng. Không ngờ giữa đường xác sống đi ngày càng nhanh, khi cảnh sát chạy đến hiện trường, David Go đang mải mê vung gậy đánh vào không khí, hóa ra đều là ảo giác do hắn uống thuốc. Lúc này xác sống đã được cảnh sát cứu ở quán bar dưới sự chứng kiến của hàng trăm ngàn người hâm mộ. David Go đã nói ra hết những gì mình làm, lúc này hắn cũng chẳng thiết gì nữa rồi, đợi chờ hắn là phán quyết nghiêm khắc của pháp luật. Chỉ vì nữ tiếp viên đề nghị chia tay, bạn trai đã đạp chân ga đâm cô. Một năm sau, cô gái kéo lê chiếc chân tàn tật đi trên phố, lúc này một cô gái tên Jezzy đi đến. Hóa ra cô cũng là một trong người bạn gái bị tên đó hại, cô vốn là một giáo viên mầm non, vì chia tay nên Son Ho-min đã đâm chết bố cô. Cứ thế hai cô gái quyết định cùng báo thủ Son Ho-min, lúc này Son Ho-min đang oánh người bạn gái làm cảnh sát của mình ở cầu thang. Eun-soo chớp thời cơ bỏ chạy, Son Ho-min lập tức chạy theo tìm kiếm, nhưng vừa đi được hai bước hắn đã gặp phải hai cô bạn gái cũ đến báo thủ. Hai người đánh ngất hắn rồi đưa đến một biệt thự trên núi, vốn muốn dùng độc để hắn chết thoải mái một chút. Không ngờ hắn đột nhiên tỉnh lại, tóm lấy tóc của Jae-ji. Ji Se-un không nhịn được nữa, lấy dao liên tục đam vào bụng Son Ho-min. Hắn dùng lực đẩy ngã hai người, sau đó nhặt một con dao lên đam vào bụng Jae-ji. Ji Se-un thấy thế lập tức xông lên một dao ấy vào cổ họng đối phương. Khi cảnh sát đến hiện trường, trong không khí nồng nặc mùi méo tanh, khắp nhà in đầy dấu chân và vết máu, trong máy giặt còn nhét đầy quần áo thấm đẫm máu. Cảnh sát đi lên trên tầng phát hiện Son Ho-min tuy bị đam rất nhiều nhát nhưng lại vẫn sống rất dài. Do Son Ho-min là con trai nhà tài phiệt nên Na Hong-soo rất đau đầu, hạ lệnh phải tìm ra hung thủ bằng mọi cách. Không lâu sau, cảnh sát phát hiện phương tiện của Son Ho-min đang di chuyển trên đường. Kang U và đồng nghiệp cản chiếc xe lai, tài xế là một cô gái bị tật ở chân, người bị thương ở ghế phụ mất quá nhiều máu. Giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức, Son Ho-min bị thương được đưa đến viện cấp cứu. Chủ tịch tài phiệt thề rằng nếu con trai ông ta mà có bị làm sao, ông ta sẽ kéo cả bệnh viện chết chung. Ji Se-un ngồi trong phòng thẩm vấn không nói lấy một lời. Cô vốn là một nữ tiếp viên hàng không có tương lai rộng mở nhưng lại vì Son Ho-min mà đánh mất cuộc đời, cô làm thế là để bắt hắn trả giá. Eun-soo nói rõ thân phận, hóa ra cô là bạn gái hiện giờ của Son Ho-min. Nghe thấy tin Son Ho-min chưa chết, Ji Se-un kinh ngạc vô cùng. Cô không quan tâm mình có trở thành tội phạm giết người không, chỉ hy vọng có thể chính tay tiễn Son Ho-min đó xuống địa ngục. Vì mình là con nhà tài phiệt nên Son Ho-min muốn làm gì làm, bất cứ lỗi lầm gì cũng có thể dùng tiền để xử lý. Hai cô gái cũng vì hết cách nên mới đưa ra hạ sách này. Lúc lấy lời khai, Ji Se-un cố tình nói chậm lại, còn liên tục nâng tay lên xem đồng hồ. Kang U cho rằng chuyện không đơn giản thế này. Rõ ràng Ji Se-un đang cố tình kéo dài thời gian. Theo ký ức của Eun-soo, Son Ho-min rất thích nhân vật nữ mặc đồng phục, hắn theo đuổi cô cũng vì cô là cảnh sát, tiếp viên, giáo viên, cảnh sát, hình như còn thiếu gì đó. Đúng, là điều dưỡng. Thế là mấy người họ đi vào phòng thẩm vấn. Ji Se-un không thể giấu được nữa, cuối cùng nói ra toàn bộ sự thật. Hóa ra ngay từ đầu có ba người lên kế hoạch báo thù. 3 năm trước, bạn gái điều dưỡng của Son Ho-min bị hắn củ hành trong thời gian dài, không thể chịu nổi nữa, đã để lại một bức di thư rồi tự vất. Vì muốn báo thù cho em gái mà chị gái của cô ấy đã lên kế hoạch cho hành động lần này. Bởi cùng là điều dưỡng nên cô ấy chính là con dao cuối cùng để giết chết Son Ho-min. Một khi hắn chưa chết, thì chính tay cô sẽ kết thúc tính mạng hắn. Lúc này Hee-sun đã tiêm thuốc độc vào ống truyền của Son Ho-min. Khi cảnh sát xông vào phòng, Son Ho-min đã chết thật rồi. Trên tầng thượng, Hee-sun quyết tâm tự hẹo, nhảy từ trên cao xuống. May mà đội cứu hộ bên dưới đã thành công cứu được cô. Nhìn thi thể của con trai, phu nhân tài phiệt đau lòng không chịu nổi, bọn họ quyết định dùng tất cả mối quan hệ để bắt ba cô gái kia phải chết trong tù bằng cách thê thảm nhất. Ai cũng đừng hòng sống sót mà bước ra ngoài. Chàng trai tan ca về nhà, phát hiện cô hàng xóm đang lan truyền tin đồn vô căn cứ, nói xấu mẹ của chính mình. Anh giả vờ không nghe thấy gì cả, sau đó cùng vào thang máy với cô ta. Trong thang máy, cô ta vẫn nói chuyện hà khắc, không ngừng nói xấu cặp mẹ con từ nơi khác đến. Chàng trai vô cảm ấn nút dừng khẩn cấp, sau đó tóm lấy tóc đối phương liên tục tấn công vào mặt. Có lẽ vẫn chưa hả giận, anh rút một cái kìm trong túi ra, gõ gõ vào thang máy. Người phụ nữ sợ phát khiếp không ngừng xin lỗi, nhưng chàng trai không hề chấp nhận lời xin lỗi này. Anh chĩa kìm về phía đầu cô ta, sau đó nhắm chuẩn động mạch, trực tiếp oánh chết đối phương. Méo tươi nháy mắt bắn tung tóe trong thang máy, nhưng khi cửa thang từ từ mở ra, hai người lại lành lặn đi ra ngoài. Hóa ra mọi thứ chỉ xảy ra trong đầu chàng trai. Về đến nhà, chàng trai đi thẳng vào phòng mẹ. Nhưng người phụ nữ trên giường đã thành xác khô từ lâu, chàng trai nhất quyết không chịu hạ táng mẹ mình mà đã ở chung với thi thể suốt 5 năm. Để tránh mùi thi thể bốc lên, anh đốt rất nhiều nến thơm trong phòng. Anh nói vừa rồi gặp một bà cô rất bất lịch sự, anh đinh ngày mai sẽ dạy dỗ đối phương một trận. Hôm sau, cô hàng xóm quả nhiên đến tìm anh.
Hóa ra gần đây cô ta muốn sửa sang lại nhà, chàng trai nói mình có thể cho cô ta mượn tầng hầm, vận chuyển đồ giúp cô ta xuống đến tầng hầm, anh bảo bà cô vào trước, sau đó khóa cửa lớn lại. Cô hàng xóm vẫn tươi cười mà không ý thức được rằng mình sắp mất mạng. Chàng trai đeo găng tay vào chuẩn bị ra tay, lúc này cô hàng xóm đang hưng phấn tham quan xung quanh. Cô ta mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong nhét đầy những chiếc hộp kỳ lạ. Bên trên còn có cả ký hiệu kỳ lạ, cái gì mà mắt ai đó, lưỡi ai đó, tay ai đó. Cô hàng xóm đột nhiên ý thức được có gì đó bất thường. Cô ta vội đóng cửa tủ lại giả vờ chưa thấy gì cả, nhưng bức tường đằng sau dán đầy những bức ảnh kinh khủng, màn hình máy tính trên bàn cũng hiển thị rất nhiều thứ kỳ lạ. Cô ta cúi đầu nhìn xuống cái hộp nhỏ trên bàn, bên trên nốt ngày tháng hôm nay và tên của cô ta. Tên kia điên rồi, anh ta muốn ấy lưỡi cô ta. Cô hàng xóm sợ khiếp vía nhưng chàng trai đằng sau lại rất bình tĩnh. Anh nói mình có một sở thích chính là sưu tầm các bộ phận cơ thể đặc biệt, không gì có giá trị sưu tầm hơn lưỡi người. Cô hàng xóm sợ hãi bụng chặt miệng điên cuồng chạy ra cửa gõ ầm ầm, cô ta quỳ xuống đất không ngừng cầu xin. Cô ta nói mình nhất định sẽ thay đổi, sẽ không nói xấu người khác nữa, nhưng chàng trai vốn không định tha cho cô ta. Hôm sau thi thể của cô hàng xóm xuất hiện ở trên thuyền cá bên bờ biển, ngoài ra còn có ông cụ bảo vệ của tiểu khu. Do cô hàng xóm rất là ngang ngược nên đã tích thù oán với ông bảo vệ từ lâu, vậy là cảnh sát nhận định rằng chính là ông cụ giết cô ta, sau đó sợ tội mà tự vấn. Khi mấy người đang bàn luận về vụ án, một cảnh quỷ dị xuất hiện. Hung thủ giết người thật sự lại quang minh chính đại đến hiện trường vụ án. Chàng trai tên Bang Jesu là một cảnh sát biển, dựa vào thân phận cảnh sát hắn đã thực hiện chót lọt 18 vụ án, giết hại 45 người, mỗi lần giết người xong hắn đều sẽ ấy lấy một bộ phận của đối phương để làm kỷ niệm. Cho đến giờ tủ lạnh của hắn vẫn còn đang cất giữ những bộ phận, đến mức sau khi mẹ qua đời đã lâu vì bệnh tật, hắn vẫn không xử lý hậu sự mà cùng ở một phòng với thi thể. Chớp mắt 5 năm đã trôi qua. Sau khi mẹ qua đời, gen ác ma trong người hắn hoàn toàn được phóng thích. 3 năm trước hắn chính tay giết chết một cảnh sát tên Na Hyung Jun. Người này không chỉ là đồng đội của Kang U mà còn là em trai của tổ trưởng tổ trọng án Na Hong Su. Hung thủ giết người thực sự ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại lừa được tất cả mọi người. Na Hong Su cảm thấy cảnh sát biển trước mắt có hơi quen mắt. 15 năm trước anh từng tiếp nhận một vụ án củ hành trẻ em. Lúc đó người bị hại có cùng tên họ với Bang Jesu. Để có được nhiều manh mối hơn về vụ giết người bên bờ biển, Na Hong Su đến nhà của Bang Jesu. Lúc này trong nhà cực kỳ yên tĩnh, góc trường còn lắp đặt camera theo dõi, trong nhà có mùi thối nhàn nhạt. Cửa phòng ngủ thì bị khóa chặt lại, thế là Na Hong Su bắt đầu nghi ngờ chàng trai trước mắt này. Bang Jesu mang một cốc cà phê đến, Na Hong Su lại nói mình chỉ uống nước lọc. Bang Jesu chỉ đành đến gần tủ lạnh lấy cho Na Hong Su một chai nước. Chắc là Na Hong Su khát lắm rồi nên lập tức uống hết nửa chai, mắt thấy đối phương đã uống hết chai nước. Bang Jesu bắt đầu không kiêng dè gì nữa, nghe nói 3 năm trước có một cảnh sát cũng chết trên thuyền cá. Người đó là em của anh đúng không? Na Hong Su nghe xong lập tức nổi giận. Anh đang muốn đứng dậy dạy dỗ tên này thằng nhãi trước mặt thì phát hiện mình đến đứng cũng không vững. Bang Jesu từ từ ngồi xuống. Hóa ra trong bình nước có một con nhện Amazon có khả năng bài tiết ra độc tố khiến người ta ngạt thở mà chết. Nói xong hắn đổ nốt phần nước còn lại lên đầu Na Hong Su. Na Hong Su không chống đỡ được nữa rơi vào hôn mê. Na Hong Su và Kang U của đội giờ vàng cùng lúc mất tích. Tối đó trung tâm chỉ huy nhận được cuộc gọi báo án, phát hiện một lượng lớn máu và thẻ nhân viên của Na Hong Su trên thuyền cá. Camera hiển thị nghi phạm chính là cảnh sát Kang U. Cái chết thảm của em trai khiến Kang U và Na Hong Su nảy sinh bất hòa. Na Hong Su luôn cho rằng chính Kang U đã giết chết em trai mình. Nếu Kang U cũng ra tay xoát hẹo Na Hong Su thì có nghĩa là anh chính là tên xoát nhân liên hoàn 3 năm trước. Cứ thế Kang U trở thành đối phượng bị truy nã. Các thành viên đội cảnh sát chia thành hai phe và tất cả đều rơi vào trong bẫy của Bang Jesu. Cả cục cảnh sát rơi vào cục diện nghi ngờ lẫn nhau. Hai đứa bé chơi bịt mắt bắt dê. Nửa tháng trôi qua mà cậu bé vẫn chưa tìm được bé gái đâu. Cho đến khi cậu phát hiện một đôi giày dính máu ở nhà mình, bố cậu ở khá xa đó đang dùng dao ấy tay cô bé. Lúc này cậu mới hiểu rõ người bố nhìn có vẻ hòa nhã của mình lại là tên soát nhân điên cuồng. Rất nhanh cảnh sát đã tìm được thi thể bé gái trong giếng. Công cụ gây án của hung thủ là kìm và kéo, tay cô bé được để trong một chiếc hộp xinh đẹp. Tuy đã bị bắt nhưng trong mắt bố cậu bé chỉ đầy hưng phấn. Còn cậu bé bị nhận định là đồng lõa, hàng xóm kích động đã oánh chớt anh trai của cậu. Hai mẹ con may mắn còn sống sót cũng thường bị người nhà nạn nhân đánh đập dã man, nhưng cho dù là thế, người mẹ vẫn luôn khuyên cậu bé phải làm người tốt. Đừng thất vọng với thế giới này, đừng oán hận bất cứ ai. 20 năm sau cậu bé năm đó đã tốt nghiệp trường cảnh sát, trở thành một thành viên của tổ trọng án, nhưng ám ảnh thời nhỏ vẫn chưa bao giờ biến mất. Để áp chế chứng lo âu ngày nào anh cũng phải uống rất nhiều thuốc, nhưng nó không hề khiến anh giảm bớt đau khổ mà khiến anh mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng. Anh sẽ làm ra những hành động bạo lực cực đoan như bố nhưng lại chẳng có chút ký ức nào về nó. Kang U hiểu rõ mình đã thừa hưởng gen biến thái của bố. Cũng có khao khát muốn giết người, cho đến khi đồng nghiệp của anh là Na Hyung Jun xuất hiện, trạng thái của Kang U mới bắt đầu có chuyển biến tốt. Nhưng trong một đêm mưa gió, Na Hyung Jun đã bị giết. Thủ pháp hung thủ sử dụng giống hệt với cách bố anh gây án, từ đó về sau Kang U hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Vụ án năm đó xảy ra ở Nhật, chỉ có một số rất ít người biết được rõ chân tướng, hung thủ lại tái hiện lại thủ pháp gây án.
Thế nên Kang U cũng rất nghi ngờ liệu có phải chính anh đã giết chết đồng nghiệp không, chứng mất trí nhớ của Kang U lại tái phát. Khi anh mở to mắt ra, trên đất là hung khí dính máu, bên cạnh là thẻ nhân viên của nạn nhân. Bụng của anh thì bị đam một nhát, dường như hung thủ không muốn lấy mạng anh, chỉ muốn anh gánh lấy tội danh giết người. Lúc này Kang U đã bị truy nã toàn thành phố, trải qua muôn ngàn khó khăn anh mới tìm gặp được Won Ju. Hy vọng cổ đừng để bị hung thủ mê hoặc, nhưng không ngờ ngay cả Won Ju luôn phân rõ trắng đen cũng không tin anh nữa, cho đến khi cảnh sát phát hiện camera trong nhà Kang U. Trong camera hiển thị có một người mặc đồ đen đang bôi méo ra khắp phòng ngủ để ngụy tạo hiện trường gây án. Cuối cùng Kang U cũng rửa sạch được hiểm nghi. Tổ trọng án kích động vây anh trên tầng thượng, Kang U một mình không ai trợ giúp, không thể tự biện bạch rõ cho mình. Vào thời khắc quan trọng, Won Ju đột nhiên xuất hiện, lấy sổ ra bắt đầu viết, hóa ra hung thủ đã tấn công mạng lưới an ninh của cục cảnh sát. Tất cả các cuộc đối thoại của họ đều bị hung thủ nghe lén hết. Lúc này Bang Jae-soo đang đứng dưới tầng, nhìn quá trình cảnh sát rơi vào tuyệt vọng. Nhưng giờ giữa các thành viên trong đội cảnh sát đã mất đi sự tín nhiệm, cho dù Won Ju lấy ra chứng cứ dường như cũng không thể khiến họ nguôi giận. Mắt thấy hai bên dương cung bạt kiếm, Kang U thuận thế tóm lấy Won Ju bắt làm con tin. Anh nói khi mình trốn tránh cảnh sát truy bắt có người cứ luôn bám theo anh. Cũng có nghĩa là lúc này hung thủ thật sự đang ở gần đây. Won Ju bắt buộc lại dùng năng lực thính lực của mình để tìm ra hung thủ trong ẩn mình trong đám đông. Đây là hy vọng duy nhất để bọn họ thắng. Trong nội bộ cảnh sát, cuối cùng nhân viên kỹ thuật cũng hack được vào máy tính của hung thủ. Mọi chân tướng sắp được phơi bày ra ánh sáng. Bang Jae-soo nhận được cảnh báo máy tính bị hack thì không còn bình tĩnh. Hắn đeo găng tay vào chuẩn bị đi giết nhân viên kỹ thuật. Chính động tác kéo căng găng tay này của hắn đã khiến Won Ju nghe thấy tiếng pọc pọc. Hai người xoay người nhìn xuống dưới tầng. Cuối cùng hung thủ giết người liên hoàn đã bị đẩy ra ánh sáng. Kỹ thuật viên của cục cảnh sát đang hack vào máy tính của sát nhân liên hoàn. Hai kẻ bịt mặt đột nhiên xông vào, đầu tiên bọn họ phá hỏng cây máy tính, sau đó gọi điện báo cảnh sát rồi ấy đứt 5 ngón tay của kỹ thuật viên ngay trước mặt họ để trừng phạt. Khi cảnh sát lên đến tầng, kỹ thuật viên đang ôm lấy tay phải của mình tuyệt vọng muốn chết. Hóa ra vừa rồi cậu hack vào được máy tính của tên sát nhân, nhưng không ngờ đối phương lại lần theo địa chỉ ID đến đây. Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật nối lại tay trong vòng 6 tiếng đồng hồ, nếu không sẽ không còn hy vọng nào nữa. Dựa theo tình báo, cảnh sát tìm ra một trong hai tên hành hung, không ngờ người phụ nữ này lại cắt đứt đường ống dẫn ga và nói muốn cùng chết chung với cảnh sát. Hóa ra Heo Suzy cực kỳ ghét con người, là một kẻ theo chủ nghĩa cực đoan. Vì thế mới bị tên sát nhân điên cuồng lợi dụng, để tổ chức không bị lộ cô ta dứt khoát tự hẹo. Một đồng bọn khác càng biến thái hơn, chỉ vì nói qua nói lại mấy câu với người thợ ở thang máy, người đàn ông lại nhân lúc thợ sửa đi vệ sinh mà dùng búa oánh chết đối phương. Hiện giờ hai hung thủ đều đã bị bắt nhưng kẻ đứng đằng sau vẫn chưa xuất hiện. Won Ju và Kang U từng nhìn thấy gương mặt thật của hung thủ nhưng khi hai người chạy xuống tầng, hắn đã biến mất mất rồi. Qua sàng lọc cuối cùng Won Ju cũng xác định được thân phận của nghi phạm. Sau khi họ tìm đến chỗ ở của hắn, trong nhà đã không còn một ai, cảnh sát hợp lực phá tường, phát hiện ra thi thể của Na Hong Su bên trong. Tuy đã bị bọc kín suốt nửa tháng nhưng bằng một thế lực nào đó anh vẫn được cứu sống. Hàng trăm cảnh sát bận rộn suốt một ngày mà vẫn chưa tìm được bóng dáng của Bang Jae-soo. Vào lúc cảnh sát rơi vào tuyệt vọng, Bang Jae-soo lại mang theo 5 ngón tay của kỹ thuật viên nghiêng ngang xuất hiện trước cửa đồn cảnh sát. Một tốp cảnh sát bao vây hắn, cuối cùng kỹ thuật viên cũng được cứu rồi. Tuy đã bị bắt, Bang Jae-soo vẫn rất bình tĩnh. Lúc này Kang U chỉ có một nghi vấn. Sao hắn lại có thể tái hiện lại quá trình bố anh giết người? Bang Jae-soo nhìn thẳng vào đối phương nói rằng mọi người đều là biến thái cớ gì lại làm khó biến thái chứ? Tôi làm thế là để thức tỉnh con người sâu bên trong của anh, để anh trở thành kẻ giết người liên hoàn còn xuất sắc hơn cả Mu Tae-gu. Kang U nổi giận chỉ muốn oánh chết đối phương, nhưng lúc này một viên cảnh sát đột nhiên xông vào nói muốn đưa phạm nhân đi. Won Ju nhận được tư liệu mật cục cảnh sát gửi đến, Bang Jae-soo từng làm lính đặc chủng, tinh thông các loại võ thuật, một đánh 10 cũng không thành vấn đề, quả nhiên giữa đường áp giải. Bang Jae-soo đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, để tránh việc hắn bỏ trốn cảnh sát còng tay hắn vào tay vịn bên cạnh. Nhưng không ai ngờ ở bên trong có một chiếc kéo đã được chuẩn bị từ trước, một viên cảnh sát mở cửa, nhân lúc đồng đội không chú ý. Lén mở khóa còng tay cho Bang Jae-soo, hóa ra anh ta cũng là một trong những đồng bọn của Bang Jae-soo. Cảnh sát quay người lại, một đao đam chết đồng đội 10 năm của mình. Bang Jae-soo rất hài lòng, nhận lấy kéo tách ra làm hai nửa, trực tiếp đam chết đối phương. Chỉ 2-3 quyền hắn đã giải quyết xong cảnh sát canh giữ bên ngoài khi đội chi viện đuổi đến. Bang Jae-soo đã giết xong 5 người, thành công diệt cả đội trọng án, đối diện với Bang Jae-soo đang bỏ trốn. Kang U bắn trúng cánh tay hắn, đại đội cảnh sát vội đuổi theo nhưng Bang Jae-soo xuất thần nhập quỷ đã bốc hơi khỏi đó rồi. Mẹ đã chết 5 năm nhưng con trai vẫn không chịu hạ táng, hắn thắp nhiều nến thơm trong phòng để áp chế mùi thối trong phòng. Lúc còn sống, tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là có thể ở bên bờ biển. Để hoàn thành tâm nguyện đó, Bang Jae-soo đã chuyển thi thể của mẹ đến biệt thự bên bờ biển. Nhưng hôm nay khi hắn ra ngoài tản bộ, hai viên cảnh sát đột nhiên xông vào phòng. Bọn họ không chỉ phát hiện ra thi thể mà dùng lửa thiêu xét mẹ hắn. Mối thù thiêu chết mẹ không đội trời chung, Bang Jae-soo ở đằng xa thực sự nổi giận rồi. Hắn mang theo mấy dây thuốc nổ xông vào một viện phúc lợi chuẩn bị nổ chết hết tất cả những người có mặt. Cảnh sát nhận được điện thoại báo án lập tức trang bị chạy đến hiện trường. Bọn họ phối hợp ăn ý chẳng mấy chốc đã bắt được tội phạm, nhưng khi tháo mặt nạ xuống lại phát hiện đối phương chỉ là một tên tâm thần.
hung thủ thật sự đang ở một nơi xa im lặng quan sát tất cả. Cảnh sát mau chóng sơ tán mọi người. Kang U nhận được điện thoại của Bang Jae-su. Hắn nói mình bố trí 3 quả bom ở hiện trường, nếu không muốn có thương vong về người thì hay đến solo với hắn. Nếu không hắn chỉ cần bấm nút một cái là tất cả cùng tiêu đời. Kang U nghe xong quả nhiên mắc bẫy, rất nhanh cảnh sát đã phát hiện ra 3 quả bom. Kang U cũng đang ở nhà kho dưới hầm ra đấu với Bang Jae-su, một người là lính đặc chủng, một người là cảnh sát lâu năm vô cùng lão luyện. Vào lúc cảnh sát chuẩn bị thu quân, Won Ju đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Cô lần theo tiếng khóc xuống hầm, qua tầng tầng lớp lớp cánh cửa. Cô phát hiện ra âm thanh được truyền ra từ một chiếc máy ghi âm. Bang Jae-su mỉm cười xấu xa. Hắn biết điểm lợi hại nhất của Won Ju chính là thính lực. Hắn phải bắt cô chết bởi năng lực đặc biệt của mình. Đây mới là mục đích thật sự của hắn. Quả nhiên Won Ju cầm máy ghi âm lên, phát hiện quả bom đằng sau đã bắt đầu đếm ngược. Cô vừa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì quả bom đã nổ tung, cùng với tiếng nổ cực lớn, Kang U hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều có dự cảm không lành, cuối cùng tên sát nhân Bang Jae-su thành công bị bắt, nhưng kẻ đứng sau thao túng hắn là một tổ chức tội phạm còn mạnh hơn. Mục tiêu của bọn họ không phải là Won Ju mà là thức tỉnh con dã thú trong nội tâm Kang U. Vừa rồi chính là toàn bộ nội dung của phần 2, Won Ju thật sự đã chết rồi sao? Đương nhiên là chưa rồi. Tuy đã giữ được mạng nhưng tính lực của cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Kẻ chủ mưu đằng sau tập đoàn tội phạm sắp lộ diện, điều Won Ju và Kang U sắp phải đối mặt sẽ là sự khiêu chiến còn tàn khốc hơn nữa. Cô gái bị 32 sợi dây thép đâm xuyên qua cơ thể rồi treo trên không trung. Người đàn ông đeo mặt nạ bên cạnh nhàn nhã ngâm nga một khúc nhạc nào đó rồi nhìn cơ thể sắp bị ấy nát. Người phụ nữ đau khổ cầu xin hy vọng đối phương có thể tha cho mình. Tên đeo mặt nạ nói ra một câu đố. Chỉ khi trả lời đúng mới có thể sống. Xin hãy nghe câu hỏi, thứ quý giá gì mà tất cả mọi người đều dùng? Cô gái cân nhắc một lúc thì trả lời là Facebook, nhưng đáp án chính xác là Zalo. Cứ thế tên đeo mặt nạ vừa bật nhạc, vừa khởi động cơ quan đằng sau cùng với tiếng bánh răng chuyển động. Cơ thể của cô gái bị kéo đến cực hạn, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cơ thể bị ấy nát. Hôm sau nhân viên môi giới đưa khách đến nhà máy, hai người vừa vào trong đã phát hiện ra một chiếc đầu người ở dưới đất, xung quanh là các bộ phận cơ thể, hung thủ còn đặt tên cho tác phẩm của mình, Hoa của Thiên Quốc. Ban đầu hai người nghĩ đây chỉ là trò đùa, nhưng lại gần mới thấy rõ đây là xét người thật. Hai người sợ đến kinh hồn bạt vía, vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường, rất nhanh cảnh sát đã đến. Nạn nhân là Yukiko, là một nghệ sĩ nổi tiếng người Nhật. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện ra một chiếc thẻ nhân viên Hàn Quốc, chủ nhân là đội trưởng đội giờ vàng Kang U. Người phụ trách vụ án này tên là Georgi, anh ta bảo cấp dưới lập tức liên lạc với đại sứ quán Hàn Quốc, dốc toàn lực bắt được kẻ tình nghi phạm tội Do Kang U. Hóa ra một năm trước, khi Do Kang U và Kang Won Ju đang chấp hành nhiệm vụ, đã phát hiện một quả bom hẹn giờ, kẻ đầu sỏ đứng sau đã cho nổ quả bom bằng điều khiển từ xa, làm nổ văng Kang Won Ju. Tuy rằng cô giữ được mạng, nhưng cơ quan nội tạng và chân phải của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, thính lực mà cô lấy làm tự hào cũng bị thương nặng, thường xuyên xuất hiện tình trạng điếc giờ. Tuy rằng No Cha Hun đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng Do Kang U phát hiện sau lưng No Cha Hun vẫn còn có một tổ chức tội phạm ẩn nấp rất sâu để tìm được chân tướng. Do Kang U không từ mà biệt một mình đến Nhật Bản, từ đó mai danh ẩn tích. Còn Kang Won Ju nhờ vào ý chí ngoan cường, ngày nào cô cũng luyện tập hồi phục, một lần nữa trở lại trung tâm chỉ huy 110. Hôm đó, Kang Won Ju nhận được cuộc gọi từ đại sứ quán Hàn Quốc đóng tại Nhật Bản. Một cảnh sát hình sự của Hàn Quốc trở thành nghi phạm trong một vụ án giết người, mà người này chính là Do Kang U đã mất tích một năm. Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nhật Hàn. Để điều tra rõ sự thật, Kang Won Ju lập tức dẫn theo thám tử Hoang và Hong So bay tới Nhật Bản. Lúc này Do Kang U hoảng hốt tinh thần, đã bị cảnh sát Nhật bắt giữ. Để thoát khỏi sự trói buộc, Do Kang U đã bắt cóc một người bảo vệ khi hai bên đang đối đầu gay gắt. Kang Won Ju dẫn theo đội viên đến hiện trường bởi hiện tại chưa có bằng chứng trực tiếp chứng tỏ anh có liên quan đến vụ án giết người. Cảnh sát chỉ có thể thả họ ra. Kang Won Ju gặp lại đồng đội nhưng tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Mấy người họ từng vào sinh ra tử, bây giờ anh hoàn toàn thay đổi thành người khác khi họ định bay trở về Hàn Quốc. Đại sứ quán ở Nhật bỗng gọi điện đến, một cô gái Hàn Quốc gặp phải kẻ sát nhân biến thái ở Nhật. Tuy là đất khách quê người, Kang Won Ju vẫn đồng ý giải cứu cô gái thoát khỏi móng vuốt ma quỷ trong vòng nửa tiếng đồng hồ và tự đưa cô trở về với gia đình. Xê Giang giấu mẹ đi du lịch nước ngoài, nào ngờ suýt mất mạng ở đất khách quê người. Vừa mới đến Nhật, cô đã bị khách sạn lừa sạch tiền tiết kiệm. Nhưng họ nhanh chóng tìm được một nhà trọ vừa rẻ vừa đẹp trên mạng, hai người vui vẻ khua chân múa tay, nào biết cơn ác mộng của mình mới vừa bắt đầu. Ông chủ nhà trọ nhiệt tình mời hai người họ đến biệt thự, bức ảnh cả gia đình ấm áp ở trên tường khiến các cô gái hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Lên trên lầu, Kenichi nói phải chào hỏi với con gái trước, nhưng sao trông cô gái ngồi trên ghế lại giống một cỗ thi thể. Về đến phòng, hai người chụp tự sướng đủ kiểu định đăng lên vòng bạn bè. Nhưng trong phòng vốn không hề có mạng vô tuyến, Mihi đi tìm Kenichi hỏi mật mã Wi-Fi. Còn Mihi một mình đi xuống lầu, thoải mái ngâm nước nóng, tắm đến một nửa. Cô phát hiện trên tường có treo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, mắt trái của chiếc mặt nạ còn là màu đỏ. Bị lòng tò mò thúc giục, cô cầm chiếc mặt nạ xuống. Phát hiện đằng sau giấu một chiếc camera, Xê Răng sợ hãi biến sắc vội lao ra khỏi phòng. Cô nhìn kỹ bức tranh cả gia đình ở trên tường. Đầu của những nhân vật này vốn được dán lên sau đó, cô chạy thục mạng đi tìm Mihi nhưng không thấy bóng dáng đối phương đâu.
Lúc này có tiếng chặt thái vang lên dưới lầu, cô men theo tiếng động chạy tới phòng bếp thì phát hiện Mi Hee đã bị Kenny chi bè mảnh rồi. Có lẽ quá sợ hãi, cô lại không nghĩ tới việc chạy ra ngoài, trái lại lên trên lầu. Se Jang hớt hải chạy vào phòng con gái của Kenny chi, nhưng đối phương lại không hề cử động. Chẳng thèm để ý đến lời cầu xin của cô, Se Jang chỉ chạm khẽ, đối phương đã ngã thẳng lên đất, trông giống đã chết được nửa tháng. Để bảo vệ mình, cô mặc quần áo của thi thể ngồi lên trên ghế rồi gọi điện cho đại sứ quán của Hàn Quốc. Đúng lúc này, Jong Chun đang ở cùng với đội cứu hộ Golden nhờ vào năng lực chuyên nghiệp. Kang Eun Ju nhanh chóng phân tích được hoàn cảnh của đối phương, cô lập tức dẫn đội viên chạy tới nhà trọ mà cô gái nhắc tới. Đến đó, mấy người họ chia nhau ra hành động nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Kang Eun Ju phân tích, nếu ông chủ của nhà trọ định giết người thì địa chỉ gã cung cấp chắc chắn là giả. Kang Eun Ju liên hệ trung tâm chỉ huy bởi vì địa điểm xảy ra vụ án ở Nhật Bản. Cảnh sát hoàn toàn không thể tra được vị trí của cô gái. Kang Eun Ju tập trung tinh thần, trong điện thoại cô gái báo cảnh sát. Cô nghe thấy có tiếng va chạm nhịp nhàng của tre và nước chảy nhưng lại không nghĩ ra đó là thứ gì. Do Kang Eun Ju sống ở Nhật Bản từ nhỏ đã đưa ra kết luận đó là tiếng guồng tre. Xem ra nơi xảy ra vụ án nhất định có một bể làm cảnh, thời gian cấp bách. Lúc này Kenny Chi đang cầm một cái búa đi tìm bóng dáng Se Jang khắp nơi. Khi đi ngang qua phòng con gái, cách ăn mặc của cô đã gạt được gã. Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó một gương mặt ghé sát lại, Se Jang mở mắt ra. Phát hiện mình đang ở dưới một tầng hầm tối om, một người đàn ông đang nhìn cô chăm chú. Sau đó đối phương điên cuồng vỗ tay, rõ ràng cô đã bị dọa sợ, bên cạnh cô là một cái xác sắc mặt trắng ởn. Trên chiếc ghế phía xa còn có một cô gái đang ngồi, hóa ra khi cô phát hiện ra ông chủ của nhà trọ mình đang ở là tên giết người hàng loạt. Để sống sót, cô đã chơi trò trốn tìm cùng với gã và nhân cơ hội gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị hung thủ tìm thấy, gã kéo cổ áo lôi cô ra khỏi phòng. Cảnh sát nghe rõ tiếng hét thảm thiết của cô nhưng trên mặt tràn đầy bất lực. Qua tiếng động, cảnh sát phân tích hiện trường vụ án chắc hẳn có một cái bể. Mọi người lần theo manh mối này chia nhau ra hành động, nào ngờ họ lại bị cảnh sát Nhật Bản ngăn cản. Nhưng đội cứu hộ chẳng thèm bận tâm, họ nhanh chóng tìm được nhà trọ đóng cửa đã lâu. Ông chủ nhà trọ tỏ vẻ vô tội nói rằng cả tòa nhà này chỉ có một mình gã. Cảnh sát tìm kiếm mọi góc một cách tỉ mỉ nhưng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Tố chất tâm lý của hung thủ cực kỳ mạnh đã quét dọn hiện trường sạch sẽ. Đối mặt với kết quả này, cảnh sát Nhật Bản tỏ ra đắc ý, trách cứ hành vi càn rỡ của cảnh sát Hàn Quốc. Nhưng Kang Eun Ju chắc chắn rằng cô gái bị hại nhất định vẫn còn trốn ở góc nào đó trong căn phòng dưới tầng hầm. Cô gái ngồi trên ghế đã tỉnh lại, cuối cùng Se Jang cũng nhìn thấy hy vọng sống sót. Hóa ra lúc này di động của cô vẫn còn ở trong túi, chỉ cần hai người họ phối hợp ăn ý thì nhất định có thể được cứu. Ngay sau đó Kang Eun Ju lại nhận được điện thoại cầu cứu của Se Jang. Qua giọng nói, cô phán đoán cô gái đang bị nhốt trong một không gian kín và hẹp. Tay chân bị trói, lúc này hung thủ đã quay lại tầng hầm, gã lắp sẵn giá quay phim định ghi lại video giết người. Nhưng khi bước tới gã mới phát hiện đối phương đang trao đổi gì đó với cảnh sát qua giọng nói của hung thủ. Kang Eun Ju càng thêm kiên định với phán đoán của mình, ông chủ nhà trọ chính là hung thủ. Cô gái nhất định đã bị nhốt ở một nơi như tầng hầm. Kenny Chi giơ búa lên chuẩn bị xoát hẹo Se Jang. Lúc này cô gái ngồi trên ghế dứt khoát bổ nhào tới nhưng kết quả đổi lại chính là cái chết của mình. Đội cứu viện vội vàng chia nhau ra hành động. Kang Eun Ju nhớ lại khi cô gái bị lôi đi đã phát ra 7 tiếng cộp cộp, sau đó không còn âm thanh, đoạn đó của cầu thang vốn là chỗ rẽ. Đi xuống bể bước vừa đúng đến bậc nghỉ, lẽ nào lối vào tầng hầm ở gần ngay bậc nghỉ. Khi Kang Eun Ju đang định báo cho đồng đội, một đôi tay bất ngờ thò ra khỏi bậc nghỉ. Cô cứ thế bị kéo vào trong, hung thủ đá văng cô xuống cầu thang khiến vết thương cũ tái phát, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Mấy người tìm thấy một chiếc di động ở cầu thang, cánh cửa ngầm ở bậc ngầm đang khép hờ. Khi Kenny Chi ở dưới tầng hầm định ra tay tàn nhẫn, Do Kang Eun Ju xông vào đạp ngã đối phương, Kenny Chi thoát khỏi vòng vây nhờ vào công cụ trong tay. Dứt khoát chạy vào tận sâu trong rừng, Do Kang Eun Ju bám sát đối phương, rồi đấm liên tiếp vào mặt gã, anh liên tục ép hỏi hung thủ. Rốt cuộc kẻ đứng sau web ngầm ngược đãi của Nhật Bản là ai? Hóa ra nhìn cách bố cục của tầng hầm, Do Kang Eun Ju đã nhận ra tên này chính là blogger ngược đãi rất nổi trên web ngầm. Mà dường như trang web này có liên quan rất lớn với bố anh, gã không trả lời. Trái lại nhoẻn miệng bật cười như điên dại, Do Kang Eun Ju như thế bị kích thích, anh cởi áo xuống, buộc chặt gã lên cây, sau đó cầm viên đá lên điên cuồng ấy vào bắp chân đối phương, bị ăn hành. Hung thủ đã khai ra kẻ đầu sỏ của web ngầm đã bay tới Hàn Quốc. Nói là muốn giải quyết mấy chuyện, dưới sự ngăn cản của đồng đội, Kenny Chi coi như giữ được tính mạng. Trong bốn nạn nhân cũng chỉ có mình Se Jang may mắn sống sót, cậu bé treo lơ lửng ở tầng 5. Lúc nào cũng có nguy hiểm về tính mạng, người dân dưới lầu xem mà sợ hãi, vừa sợ bỏ lỡ hóng hớt lại sợ nện chúng mình. Lúc này ốc vít ở lan can đã lỏng lẻo, lúc mấu chốt cảnh sát đã thò tay ra giúp đỡ. Khi anh muốn túm lấy đối phương, một người phụ nữ xe mềm đi xuống dưới lầu, cất giọng gào thét, chửi mắng cậu, trong lòng cậu bé giật thót. Vội rụt tay trở về, dây tiếp theo lan can yếu ớt đã không chống đỡ được nữa. Cậu cứ thế rơi mạnh từ tầng 5 xuống dưới, hóa ra mụ ta chính là mẹ của cậu bé, bởi vì ghét bỏ con trai mắc hội chứng rối loạn tự kỷ. Cô ta thường xuyên đánh mắng Hun So, hôm đó ngoài trời đổ mưa. Nhưng Eun Mi lại đẩy con trai ra khỏi nhà, Hun So không có chỗ nào để đi.
bấy giờ mới trèo lên sân thượng. Trong quá trình rơi xuống, mái hiên của tầng 2 đã giúp giảm tốc độ rơi. Vì vậy Hun Soo không bị sao. Trong bệnh viện cậu phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, đó là trở về viện phúc lợi hay ở lại bên cạnh mẹ. Mười mấy năm trước Hun Soo vẫn luôn sống ở viện phúc lợi, là ơn Mi đã đón cậu trở về hoàn toàn là vì tiền tiếp tế của con trai. Viện trưởng ghé sát tai nói mấy câu với cậu, Hun Soo như thể nhận được mệnh lệnh nào đó, lập tức quyết định rời khỏi mẹ mình. Hành động này khiến Do Kang U nghi ngờ, hình như Soo Chun này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Quả nhiên vừa mới lên xe, ông ta đã đấm đá Hun Soo túi bụi, còn cậu lại co rúm chân tay, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Mấy ngày trước Hun Soo mở cửa ra, phát hiện người bạn tốt nhất của mình đang nằm trên sofa, hình như Soo Chun đã làm chuyện không thể miêu tả với cô ấy. Lúc này rõ ràng cô gái đã chết nhưng ông ta lại nói rằng cô ấy đang ngủ để che giấu tội giết người. Soo Chun tìm đủ mọi cách bắt Hun Soo về, định giết người bịt miệng. Kang Eun Ju điều tra kỹ càng viện phúc lợi, phát hiện nơi này cứ cách một thời gian lại có ghi chép trẻ em qua đời, 4 năm đã chết hơn 30 người. Hơn nữa đều là những cô bé độ tuổi từ 10 đến 15, nguyên nhân đều là qua đời vì bệnh tật. Hơn nữa còn nói có sách mách có chứng, vì thế cảnh sát chưa từng nghi ngờ, thám tử Hoang dẫn đội đến kiểm tra viện phúc lợi. Thế nhưng phát hiện ở đây không một bóng người, toàn bộ lũ trẻ đều trốn trong phòng chứa đồ và cực kỳ bài xích cảnh sát, xem ra tất cả lũ trẻ đều bị viện trưởng tẩy não. Ngay sau đó cảnh sát đã phát hiện một tầng hầm ở trong góc, nói là tầng hầm chi bằng nói là pháp trường xử quyết, trên tường dính đầy vết máu, trong phòng toàn là thuốc dành cho thú cưng. Hóa ra Soo Chun đã cho lũ trẻ sử dụng thuốc dành cho thú cưng tạo dấu vết giả chết vì bệnh, ông ta không những có thể nhận được tiền trợ cấp từ hẹo, còn có thể thỏa mãn thú tính xong rồi giết người bịt miệng. Lúc này Soo Chun đang xử lý nhân chứng cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của nữ điều dưỡng, Hun Soo nhanh chóng mất đi ý thức. Soo Chun nhét cậu vào tủ lạnh định cuỗng tiền chạy trốn. Qua video tuyên truyền của viện phúc lợi, Kang Eun Ju phát hiện viện phúc lợi và bệnh viện dành cho thú cưng có mối quan hệ rắc rối. Sau khi điều tra, hai cơ quan không hề liên quan đến nhau lại có giao dịch tiền bạc qua lại thường xuyên, Do Kang U lập tức dẫn đội đến bệnh viện thú cưng. Chẳng mấy chốc họ đã phát hiện ra một cánh cửa ngầm, Soo Chun ở bên trong vẫn còn ngoan cố chống đối, nhưng giây tiếp theo ông ta đã bị cảnh sát nhẹ nhàng hạ gục. Mấy người họ lôi Hun Soo từ trong tủ lạnh ra, nhưng lúc này cậu bé đang nắm chặt một bàn tay, mọi dấu hiệu về sự sống của cậu đều bình thường. Nhưng một cô bé khác đã không còn nhịp tim từ lâu, nhìn thi thể của bạn mình, lòng cậu đau như dao cắt, vì ham muốn của bản thân, mấy kẻ cầm thú này có thể làm mọi chuyện. Lúc này Soo Chun vẫn tỏ ra không phục, không lâu sau ông ta có thể ra ngoài nhờ vào tiền bạc, làm lại từ đầu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cô vợ Tây lần đầu về nhà chồng, cô ta vừa vào cửa thì phát hiện mình bị lừa, biệt thự sang trọng mà anh ta đã nói chỉ là một căn nhà cấp 4 lùn tè. Càng cạn lời hơn là cô ta lại bị bố chồng mình để mắt, vốn tuân theo nguyên tắc lấy ai thì theo đó, Tina cần mẫn bận rộn chăm lo cho gia đình, ngoài làm kim chi ra. Cái gì cô ta cũng biết, không lâu sau hai người đã có con của họ, nhưng một hôm bố chồng nhân lúc con trai vắng nhà, đã ấy ấy con dâu, nhưng con trai lại không hề trách cứ bố mình mà còn bán đứa con ruột cho người khác, nhìn giấy đồng ý nhận nuôi. Tina bỗng chốc lòng như cho tàn, để tìm lại con trai, cô ta đã tham gia tổ chức nhận nuôi, hơn nữa còn tìm một ông chồng làm cảnh sát. Hôm đó Tina tới tham dự buổi tụ họp của tổ chức, nào ngờ lại gặp phải chuyện lạ, một người đeo mặt nạ múc một gáo nước nhờn hất về phía mọi người, sau đó đá đổ cái xô rồi đốt bom khói, ngay sau đó tên này cầm một ống thổi bắt đầu tàn sát bừa bãi, bởi vì mặt sàn trơn trượt, mọi người thi nhau ngã xuống đất, chẳng mấy chốc các thành viên có mặt ở đó đều liên tiếp trúng chiêu, người bị hại gọi điện cho cảnh sát, cảnh tượng ở hiện trường như thể nghi lễ đuổi ma. Thủ phạm là một người phụ nữ Indonesia, mục tiêu săn giết của cô ta chính là người phụ trách của tổ chức, khi cảnh sát đến hiện trường trong phòng đã trở nên bừa bộn. Chun Jun Mi bị trúng một mũi phi tiêu vào cổ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, thủ phạm cướp một chiếc xe máy, lái nhanh như bay suốt cả đường. Cảnh sát tốn bao nhiêu sức lực cuối cùng cũng tóm được người này, Tiêu Quy khai ra mình vốn là du học sinh nước ngoài, Chun Jun Mi nói rằng có thể tìm việc có thu nhập ổn định cho cô ta. Nào ngờ trong quá trình trò chuyện, bị bỏ thuốc vào đồ uống, chuốc hôn mê khi cô ta tỉnh lại một lần nữa. Phát hiện mình không những đã mang thai, bụng đã mang bầu được 8 tháng, qua miếng vải rách trên tường. Tiêu Quy phát hiện nơi này rõ ràng là một nhà máy đẻ thuê, cô gái tóc vàng mắt xanh kia cũng là một trong những đồng lõa của họ, đứa bé vừa được sinh ra, Tiêu Quy lập tức chạy ra ngoài. Cô ta lê cơ thể yếu ớt tới đồn cảnh sát báo án, nhưng người Hàn Quốc kiêu ngạo, tự đại hoàn toàn không để ý tới những người nước ngoài di dân này, hết cách. Cô ta quyết định dùng cách truyền thống của Indonesia trả thù Chun Jun Mi, bên kia Tina đang tìm kiếm thứ gì đó ở hiện trường vụ án, lúc này ông chồng của cô ta đột nhiên chạy tới. Trong thoáng chốc Tina không biết nên giải thích thế nào về hành vi của mình, lúc này trụ sở gửi tin tức vào tai nghe, cô gái này cũng là một trong những đồng phạm của tập đoàn phạm tội. Để chạy trốn Tina không hề nghĩ ngợi đập mạnh một nhát vào đầu chồng, sau đó cô ta lên một chiếc xe van chạy trốn, Hun Soo nghĩ nát cả óc cũng không hiểu sao vợ mình lại phải làm như vậy. Thật ra Tina cũng rất bất đắc dĩ, con của cô ta đang nằm trong tay Chun Jun Mi để có thể gặp được con mình. Cô ta chỉ đành tuân theo, nghe lệnh bọn chúng, qua tài khoản để lại ở hiện trường, cảnh sát đã có phát hiện lớn. Mấy cơ quan để thuê này đều phục vụ cho các nhà tài phiệt, ngôi sao, chính trị gia. Không phải giúp họ sinh con để giành đoạt di sản, mà là để thuê hộ những ngôi sao không muốn tự sinh con.
giao dịch trái thiên lý và ác độc, cảnh sát nhanh chóng phát hiện trụ sở chính của đối phương trong nhà máy sinh sản rất bẩn thỉu và hỗn loạn. Có rất nhiều cô gái mang thai bị nhốt ở đây, vẻ mặt tuyệt vọng. Tina bắt cóc một bà bầu, trong lòng cực kỳ bi phẫn. Cô ta hận Hàn Quốc, căm thù Bung Dung, Hong Seo đặt vũ khí và bộ đàm xuống, ngoan ngọt khuyên nhủ vợ nhận tội chịu trừng phạt của pháp luật. Lúc này một giọng nói vang lên trong bộ đàm, hóa ra đứa con của Tina đã qua đời từ lâu. Tổ chức nhận nuôi vẫn luôn lợi dụng cô ta. Nghe đến đây, Tina hoàn toàn suy sụp, mấy người họ cứ thế bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi Chun Jun-mi trở lại cơ quan lần nữa, bà ta đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Tina, còn mình ung dung ngoài vòng pháp luật, say rượu đam trúng người ta rồi kéo lê một cây số, còn sử dụng bạo lực đánh người nhà đối phương bị thương nặng. Người qua đường thấy thế vội vàng khuyên can, nhưng cậu ấm lại nhắm vào ông lão. Đầu tiên anh ta ép dừng xe rồi đập nát đèn chính, sau đó trèo lên nóc xe đập nát chiếc xe. Ông lão ở trong xe không chịu được kích thích bất ngờ tái phát bệnh tim qua đời ngay tại chỗ. Nhưng cậu ấm lại làm như chẳng có việc gì, chạy đến hộp đêm tiếp tục chơi đùa vui vẻ. Cảnh sát nhận được báo án lập tức tới hộp đêm bắt người. Mấy tên vệ sĩ lập tức ngăn họ ở ngoài cửa, không cho ai phá hỏng nhã hứng của Chin Sik. Thấy không ngăn được, vệ sĩ lấy di động ra gọi truyền thông tới. Bắt đầu bôi đen cảnh sát, chưa đầy một phút, các tin tức tiêu cực che trời lấp đất nhanh chóng truyền đến trụ sở chính của cảnh sát. Sở trưởng ra lệnh lập tức dừng hành động, tổ hành động chẳng thèm để ý mà xông thẳng vào phòng VIP của Chin Sik. Lúc này mọi người trong phòng đã mơ màng, Chin Sik đứng trên bàn tỏ ra vênh váo. Đối mặt với sự dạy dỗ của cảnh sát, Chin Sik nhặt bình rượu lên nện thẳng tới. Cảnh sát tức giận bắt giữ đối phương, nhưng Chin Sik lại cười xấu xa, chỉ cần gọi điện cho ông già nhà tôi, mấy anh sẽ bị đuổi việc hết. Trên đường bị áp tải, Chin Sik đột nhiên nói rằng muốn đi vệ sinh. Cảnh sát tháo còng tay ra cho anh ta, Chin Sik gọi điện cho ông bố tài phiệt trước, sau đó ngồi vào trong toilet bắt đầu chơi ấy. Có lẽ vì hít quá liều, đột nhiên anh ta bắt đầu co giật, cơ thể cũng mất đi kiểm soát. Ngay sau đó một người thần bí đi tới chỗ anh ta. Anh ta nhét giấy vệ sinh đã dùng vào trong miệng đối phương mãi đến khi Chin Sik chìm vào hôn mê. Khi cảnh sát xông vào nhà vệ sinh, đã không thấy bóng dáng hai người họ đâu. Họ tìm được một cánh cửa ngầm ở phía sau nhà vệ, nơi này nối thẳng với bãi đỗ xe, là lối trả phí chuyên cung cấp cho khách VIP chạy trốn. Nghe nói con trai bị mất tích, Bin Su trốn trong bệnh viện hoàn toàn nổi giận, tát thẳng vào mặt trợ lý, sau đó ông ta gọi điện cho sở trưởng, bảo cảnh sát cả nước lập tức bỏ hết công việc giang dở xuống, toàn bộ xuất phát đi tìm Chin Sik. Ông ta còn chưa nói xong, một ông cụ đã đẩy chiếc hòm vào trong phòng, Bin Su nghệt mặt, ông ấy mở chiếc thùng ra, rồi lấy ra một con dao kề lên trên cổ người trong thùng. Ông ấy khẳng khái thừa nhận, tôi đến để giết chết con trai ông, thằng khốn nhà ông còn không nhận ra tôi à. Một năm trước Đô Sik hao hết tâm tư mới nuôi dưỡng được cậu con trai thành phi công, nhưng trên đường trở về nhà thì gặp phải kẻ say rượu lái xe. Con trai ông ấy đẩy bố ra, còn mình lại mất mạng ngay tại chỗ. Mỗi lần nhớ đến con trai, Đô Sik đều giàn giụa nước mắt. Bởi vì tài xế lái xe là tài phiệt, ông ta không những tìm người nhận tội thay mà còn thuê luật sư kiện người đi bộ ra tòa với lý do đi qua vạch kẻ đường trong tình trạng say rượu. Cuối cùng vụ án này cứ thế kết thúc, Đô Sik cũng không nhận được bất kỳ tiền bồi thường nào. Nói xong, Đô Sik lấy ra một chiếc nhẫn ném lên đất, tài phiệt vừa nhìn. Quả nhiên con tin ở trong thùng chính là con trai mình, lúc này cảnh sát ồ ạt xông vào. Đô Sik cầm dao trên tay hoàn toàn không chịu khuất phục, ông ta khiến tôi mất đi con trai, tôi cũng phải để ông ta nếm thử cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đối mặt với sự đe dọa, Bin Su vẫn cứng rắn như cũ, nếu như con trai tôi có mệnh hệ gì. Mẹ kiếp, toàn bộ cảnh sát có mặt ở đây đều phải chôn cùng, thấy thái độ Bin Su vênh váo như vậy. Đô Sik bắt đầu trở nên kích động, Bin Su ra lệnh cho cảnh sát nổ súng, trực tiếp bắn chết. Thấy đối phương sắp ra tay, Đô Kang U bất ngờ buông súng xuống, anh đề nghị Đô Sik giết chết con tin trước. Sau đó còn đưa súng mình mang theo cho ông ấy, dao quá cùn không dễ đâm chết. Vẫn nên dùng súng thì chết nhanh hơn, nhìn cảnh tượng trước mặt, Bin Su trở nên hèn nhát. Quỳ xuống đất bắt đầu ăn năn hối lỗi, ông ta thừa nhận chính mình đã đam chết con trai đối phương. Ông ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng đền cho ông, thấy Bin Su xin lỗi. Đột nhiên Đô Sik kề dao lên cổ mình, ông ấy nói tâm nguyện đời này đã hết chỉ muốn nhanh chóng đi gặp con trai, cảnh sát tràn vào hạ gục Đô Sik. Bin Su mở túi ra, nhưng bên trong lại là tài xế của con trai, Đô Sik đứng dậy. Mỉm cười rạng rỡ, tôi vốn muốn cho con trai ông một cơ hội, nhưng cậu ta đã nốc quá nhiều thuốc trong toilet dẫn đến co thắt khí quản, không cứu kịp nữa, Bin Su xông lên lầu. Ông ta mở cốp xe, lúc này con trai bảo bối của mình đã lạnh ngắt, Semi giấu gia đình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ Jo Bi-ung đã cắt trúng động mạch của cô ấy, méo tươi không ngừng phun ra, chẳng mấy chốc, Semi đã ngừng tim. Jo Bi-ung hoảng loạn, anh ta vốn muốn gọi xe cấp cứu, nhưng lại thấy thùng rác bên cạnh. Jo Bi-ung nảy ra ý tưởng, anh ta dọn sạch đồ đạc cá nhân của đối phương. Sau đó nói rằng bệnh nhân đột nhiên hối hận, giờ đã bỏ đi, Min-hee đi vào phòng phẫu thuật. Cúi đầu thấy ví tiền của cô gái, cô ta nổi ý xấu, thấy tiền mờ mắt. Min-hee lén giấu ví đi, bên ngoài phòng khám. Dong-go thấy bạn gái lâu rồi vẫn chưa ra bèn gọi điện cho Min-hee, đối phương nói cô gái đã đi từ 2 tiếng trước rồi, Dong-go khẳng định Semi sẽ không bỏ mình lại. Anh ấy xông vào bệnh viện, tóm cổ Jo Bi-ung rồi chất vấn, Min-hee thấy vậy. Nhanh chóng quay số của cảnh sát, tài liệu hiển thị. Anh bạn trai này có nhiều tiền án, buổi sáng vừa mới ra tù, cảnh sát xông vào phòng khám.
Dong-go đang dùng dao phẫu thuật đe dọa bác sĩ Jo Bi-ung để xoa dịu cảm xúc của anh ta. Cảnh sát móc điện thoại ra, nói camera ghi nhận cảnh Se-mi đi ra, Dong-go cho là thật. Vừa thò đầu qua xem thì bị cảnh sát khống chế ngay tại chỗ. Vào lúc họ chuẩn bị rút quân, đội trưởng phát hiện một đống máu sau tấm bình phong. Đám đông vây qua, kéo cửa tủ ra và phát hiện bên trong chỉ là túi máu bị hủy. Jo Bi-ung nói để ngăn sự cố xảy ra, trước khi phẫu thuật, anh ta sẽ chuẩn bị túi máu bổ sung bảo vệ tính mạng và sự an toàn của bệnh nhân. Để thoát khỏi hiểm nghi, Jo Bi-ung phản biện lại, nói rằng trên người của Se-mi có nhiều vết bầm tím. Anh ta nghi ngờ Dong-go từng bạo hành cô ấy. Dong-go hết đường chối cãi, cứ thế mà bị cảnh sát áp giải về. Để mau chóng tiễn cảnh sát rời đi, Jo Bi-ung nói mình còn phải tiến hành một ca phẫu thuật. Chính thái độ bình tĩnh của anh ta đã thu hút sự nghi ngờ của Do Kang-woo. Chuyện đến nước này, trung tâm chỉ huy vẫn không phát hiện hành tung của Se-mi. Mọi người chuẩn bị đi tìm manh mối từ nữ điều dưỡng Min-hee. Trong phòng, cảnh sát phát hiện Min-hee đang lén giấu ví tiền của Se-mi. Cô ta thành thật, hôm nay tâm trạng của bác sĩ không được tốt lắm. Trước khi phẫu thuật còn đuổi mình ra ngoài, Min-hee chỉ là nhặt được ví tiền, chứ không biết đã xảy ra chuyện gì. Do Kang-woo tỉ mỉ kiểm tra phòng phẫu thuật, phát hiện nhóm máu trong túi không trùng khớp với máu của Se-mi. Lúc này, Jo Bi-ung đã bỏ trốn mất dạng từ lâu, mọi người tìm khắp tòa nhà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Se-mi. Ngay lúc vụ án đi vào bế tắc, đột nhiên trung tâm chỉ huy truyền đến tin tức, tài liệu hiển thị Jo Bi-ung nghiện cờ bạc, ăn chơi suốt năm ngoái tại Mỹ, đồng thời người này cũng không ngừng làm phẫu thuật trong nước, một người không thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi. Từ đó cho thấy, bác sĩ Hoang lần này có thể là giả. Thám tử Hoang nhìn kỹ bức chân dung phát hiện hai người rất giống, nhưng khí chất hoàn toàn khác, mọi người thông qua dụng cụ y tế phẫu thuật cũng tìm ra được manh mối. 8 năm trước, Noko John là nhân viên bán thiết bị y tế, bác sĩ Hoang phát hiện người này có năng lực nên lôi kéo anh ta tới làm phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. Do thủ pháp tuyệt vời, các khách hàng vô cùng hài lòng. Nhưng bản thân không đủ trình độ hành nghề, tiền tài danh vọng đều thuộc về Hoang Jo Bi-ung để thoát khỏi rắc rối. Anh ta phẫu thuật thành dáng vẻ của bác sĩ Hoang đi hành nghề khắp nơi, Jo Bi-ung thật sự lại đắm chìm trong cờ bạc, ngày một xa lầy. Cứ luôn nhận cứu tế từ người này, Min-hee phát hiện điểm yếu của cả hai. Lúc tranh chấp, Noko John đã giết Hoang Jo Bi-ung, hoàn toàn thay thế thân phận của người này. Hôm sau đột nhiên cô Jae-on nhận được tin nhắn do người chết gửi đến, mở miệng đòi 5 triệu, lúc này tâm trạng của anh ta không ổn định. Do vậy mới gây ra sai lầm nghiêm trọng trong lúc phẫu thuật bằng những nỗ lực không ngừng. Cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy Se-mi trong thùng rác, cho dù cô ấy chảy máu, Se-mi vẫn kiên cường sống sót. Noko John tội ác tày trời đã bị bắt, điều dưỡng Min-hee dọa nạt bắt chẹt cũng bị cảnh sát đưa ra công lý, nghệ sĩ nổi tiếng Jiu Ki-ko bị dây thép đam xuyên người. Hung thủ tách cô ta ra làm 32 phần và ghép thành một tác phẩm nghệ thuật. Lấy tên là Thiên Đường Hoa, điều khiến người ta bất ngờ là hung thủ gây án là chồng của cô ta Masayuki. Anh ta róc một miếng ấy từ trên người vợ mình. Sau khi ướp xong, giã nhuyễn rồi cho vào lò nướng. Sau đó, Masayuki vừa nhìn ảnh của Yukiko bên cạnh, vừa ngồi ăn ngấu nghiến. Bố của Yukiko là Makio, là ông trùm xã hội đen, ông lão đáng thương luôn bị lừa dối. Mãi cho đến hôm nọ, lúc trợ lý Naomi đang xử lý di vật của Yukiko, phát hiện trong tranh tại hiện trường vụ án có dấu camera. Sau khi cô ta quan sát, vội vàng gọi điện cho Masayuki. Trong đó hiện rõ, có tổng cộng 3 người hành hung, một trong số đó là tên tóc vàng Koichi để lộ mặt. Masayuki tỏ vẻ bình tĩnh, bảo Naomi tuyệt đối đừng báo cảnh sát, tranh thủ mang video gốc tới Hàn tìm anh ta. Sau khi cúp máy, Naomi phát hiện phía sau bức tranh, Yukiko có để lại một thông điệp, nếu tôi chết oan uổng, nhất định phải gọi điện cho người này. Chủ nhân của số điện thoại là đội trưởng đội cảnh sát Do Kang-woo, để trừng phạt đồng đội lộ mặt, Masayuki đưa một chai thuốc độc cho đối phương. Koichi rất nghe lời, không chần chừ mà nốc cạn một hơi. Sau đó anh ta sùi bọt mép về chầu ông bà. Sau khi Koichi chết, Masayuki cắn đứt hình xăm của đối phương, xóa bỏ quan hệ giữa anh ta và tổ chức. Hôm sau cảnh sát phát hiện ra thi thể trong nhà kho. Qua điều tra, người này tên Wire-san, là cao thủ ở ẩn sở trường sử dụng dây thép giết người. Nghe tin hung thủ đã chết, Makio lập tức qua đây, ông ta vốn cho rằng Yukiko có thể yên nghỉ. Nhưng Kang Eun-ju lại nghĩ hung thủ thật sự của vụ này vốn không chỉ có một người. Hôm sau trợ lý Naomi mang video gốc tới Hàn, chẳng mấy chốc, cô ta đã gặp Masayuki lúc anh ta muốn giật video để xem. Kang Eun-ju và Do Kang-woo dựa theo tin tức mà tìm đến đây, một khi video bị cảnh sát lấy đi, thân phận của Masayuki rất dễ bị bại lộ. Trùng hợp lúc này, Masayuki nhận được một thùng hàng không rõ tên tuổi, anh ta mỉm cười, nói rằng trong này có một quả bom. Mấy hôm trước, chính Masayuki nhận được một thùng hàng tương tự, lúc mở ra, bom nổ làm bị thương cánh tay anh ta. Bầu không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng, để tránh làm người vô tội bị thương, Eun-ju bảo Naomi trốn vào nhà kho phía sau. Do Kang-woo cẩn thận từng chút một, dở thùng hàng ra. Hóa ra là báo động giả, bên trong chỉ là phân bón để trồng hoa. Một giây sau, đột nhiên Kang Eun-ju nghe tiếng hét thất thanh, cửa thép trong nhà kho cũng trong trạng thái khóa trái, Do Kang-woo đập khóa cửa. Cảnh tượng trong phòng làm mọi người sửng sốt, lúc này Naomi đã bị xét lưỡi rồi dùng dây thép treo lên, động tác tạo hình giống hệt phong cách của Yukiko để lại. Lúc này cô ta còn hơi thở, Kang Eun-ju bảo Masayuki chịu trách nhiệm hồi sức tim phổi còn mình ra ngoài gọi cứu viện.
Sau khi mọi người rời đi, Masayuki dừng tay lại rồi kề sát bên tai Naomi, bảo cô ta gửi lời chào đến người vợ đã khuất của mình. Lúc cảnh sát đến nơi, anh ta giả vờ mình vẫn còn thao tác. Lúc này Naomi đã chết ngay tại chỗ vì không thở được. Masayuki giả đò tỏ ra mất mát. Sau đó nhìn bóng lưng cảnh sát rời đi, anh ta nở nụ cười rất kỳ lạ, hai đứa trẻ chơi trò trốn tìm. Khi Ukang-u tìm thấy đối phương, Miho đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Bố Hun-sik đi qua, hỏi con trai út đã xảy ra chuyện gì, lúc này cậu bé đã hoàn toàn chết lặng. Ông ta phát hiện không thấy tai của cô bé đâu, còn người anh trai U Jung-u phía sau lại nở nụ cười kỳ quái, Hun-sik từ từ ngẩng đầu lên. Giờ đây ông ta đã hiểu ra mọi chuyện, hai anh em sinh ra tại Nhật. Người anh tên U Jung-u, người em trai tên Ukang-u, trong một lần kiểm tra sức khỏe. Hun-sik phát hiện hai cậu con trai đều có nhân cách chống đối xã hội, tương lai rất có thể sẽ trở thành kẻ cuồng giết người. Mỗi tối U Jung-u đều tẩy não cho Ukang-u. Cậu ta cho rằng chỉ có em trai mới hiểu được nỗi lòng của mình, nhưng Hun-sik lại dạy con mình phải làm người lương thiện. Đừng bị tâm ma trong lòng điều khiển. Sau cái chết của Miho, Hun-sik đưa một ly sữa đặc biệt cho con trai lớn. Đợi U Jung-u ngất thì ném cậu ta vào giếng sâu, sau đó ông ta tự thú với cảnh sát, nói mình là hung thủ thật sự đã giết Miho. Sau khi Hun-sik đi, trong nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Cả hai đang đi trên đường, thường bị hàng xóm đánh đập dã man. Để thoát khỏi hiện trạng này, hai người quyết định về Hàn sinh sống. Nhưng khi mẹ và em trai U Kang U vừa mới đi, anh trai U Jung U bò ra khỏi giếng sâu ngột ngạt. Cậu ta nằm bất lực dưới đất, ý hận thù bắt đầu lan rộng trong lòng. Không lâu sau, U Jung U được vào viện phúc lợi của địa phương. Lúc này có một đôi vợ chồng vừa mới mất đứa con trai yêu quý, do cậu ta cùng tuổi với người mất. Vợ chồng Keiko nhận nuôi U Jung U, đổi tên thành Masayuki. Lúc hộ lý qua cha đang phân loại đồ đạc của cậu ta, phát hiện một chiếc hộp nhỏ có hình ngôi sao, cô ta mở ra xem. Bên trong là một chiếc tai người teo tóp. Bên này Kang Eun-ju và Do Kang-u thông qua hộ lý mà biết được mọi tin tức. Thì ra sau khi Naomi bị giết, cảnh sát phát hiện tên mập Chang-so tại hiện trường không có tên trong danh sách tình nguyện viên. Trong lúc điều tra anh ta, đội trưởng tổ trọng án Hong-so không may qua đời. Toàn bộ đồn cảnh sát rơi vào cảnh bi thương, Do Kang-u phải trải qua rất nhiều vất vả. Cuối cùng đã bắt được hung thủ. Khi bị tre tấn, Chang-so đã khai Masayuki có vẻ hiền hòa tao nhã mới là ông trùm đứng sau thật sự. Đồng thời Chang-so cũng nói ra cho đến nay chỉ còn một người biết được thân thế của anh ta, đó là hộ lý trẻ qua cha của viện phúc lợi năm xưa. Sau khi biết được chân tướng, Do Kang-u lập tức báo ngay thân phận của hung thủ cho Makio, nhưng ông già này rất cứng không tin con rể đã giết con gái mình. Makio đưa vệ sĩ tới văn phòng của Masayuki, ban đầu anh ta còn nho nhã lễ phép nhưng sau đó lại lộ bản tính. Masayuki dùng cách tương tự để giết vệ sĩ, xử luôn cả bố vợ. Tổ trọng án mở cuộc họp khẩn cấp, tuy đã xác định được hung thủ, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào. Masayuki vẫn hoạt động trên các phương tiện truyền thông lớn, không ngừng khiêu khích cảnh sát Hàn. Do Kang-u không nhịn được nữa, anh xông tới hội trường chương trình của anh ta, nhìn mặt người anh trai này mà đấm cho vài phát. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã tới hiện trường, nhưng chỉ có Do Kang-u bị còng đưa đi. Ra đến bên ngoài, đồng đội vội mở còng cho anh. Thì ra mấy người này cố tình dàn cảnh ồn ào, mục đích là lén trộm điện thoại của Masayuki thông qua giải mã. Cảnh sát nhẹ nhàng tìm được văn phòng ẩn náu của anh ta. Masayuki tại chương trình hoàn toàn không hề phát giác. Mãi đến buổi trưa, anh ta đói bụng muốn gọi cơm hộp mới phát hiện điện thoại đã mất. Anh ta nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra. Masayuki mỉm cười. Cảnh sát thông qua công nghệ thành công phá giải nội dung bên trong. Chẳng mấy chốc họ căn cứ theo thông tin tìm đến căn cứ địa bí mật của Masayuki. Mọi người phát hiện bố vợ Makio đang thoi thóp trong phòng tranh. Cho dù bị dây thép ấy vào cổ, ông ta vẫn cố lấy hơi lần cuối cùng báo cảnh sát biết trụ sở của con rể. Cả đội lao thẳng tới điểm đến. Do Kang-u một mình đi sâu vào lòng đất. Trong văn phòng, Masayuki đang cầm súng chờ em trai tới trả thù mình trong lúc ngắm những tấm ảnh trên tường. Do Kang-u vô cùng kinh hoàng, không ngờ người thân yêu xung quanh mình đều do Masayuki hại chết. Anh chĩa mũi súng ước gì bắn chết thủ phạm trong 5 phút. Nhưng Masayuki không cho Do Kang-u cơ hội, anh ta nhấn nút treo thẳng em trai mình lên. Mắt thấy đội trưởng đang gặp nguy hiểm, đội cảnh sát còn ở bên ngoài bình tĩnh đi vào do không đủ nhân lực. Họ chuẩn bị chia nhau hành động, điều này làm suy yếu đáng kể hiệu quả chiến đấu của cảnh sát. Quả nhiên khi vừa đến địa điểm, nhân vật phụ bị bắn hạ bởi hai phát đạn, đối mặt Kang Eun-ju. Masayuki ngược lại nổi lòng từ bi, anh ta lấy tính mạng của thám tử hoang ra đe dọa, ép cô buông vũ khí xuống. Cô lập tức hoảng sợ, ngoan ngoãn chọn bó tay chịu trói. Kang Eun-ju bị Masayuki trói trên ghế, hung thủ lấy dao ra nói rằng muốn xét tai cô xuống. Sở dĩ anh ta làm vậy, chính vì muốn đánh thức gen ác ma của em trai mình, để anh cũng biến thái giống như mình. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Chẳng mấy chốc Do Kang-u suy sụp tinh thần, đôi mắt anh bắt đầu trở nên sắc bén và tàn độc. Do Kang-u xông lên, trực tiếp ấy cổ của Kang Eun-ju. Một giây trước khi cô tắt thở, bỗng dưng Do Kang-u thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh trai bên cạnh, hai người đấu nhau một trận. Cuối cùng, vẫn là Masayuki chiếm ưu thế. Masayuki dốc hết sức lực. U Kang-u không còn phản kháng nữa, nhưng dường như anh ta đã quên em trai mình tên là Do Kang-u từng luyện mình đồng da thép. Khi anh ta giơ dao lên đâm về phía Kang Eun-ju, Do Kang-u cầm sợi dây thép siết cổ anh trai mình, nhìn gương mặt hung ác này.
Trong mắt anh tràn ngập căm thù, bố mẹ, những đồng đội bên cạnh, những người vô tội, tất cả đều mất mạng vì anh ta. Masayuki là ngọn nguồn tội ác, là cảnh sát anh buộc phải giết chết anh trai mình để trừ hại cho dân. Lúc này, một đống cảnh sát chạy tới, họ vừa vào cửa đã trông thấy Do Kang-u định giết người. Vì thế nhắm toàn bộ điểm đỏ lên người Do Kang-u, đội trưởng cảnh sát trước mặt chú ý. Nếu anh còn không buông tay ra thì chúng tôi sẽ nổ súng. Rõ ràng Do Kang-u không hề dao động để cứu tên tội phạm giết người hàng loạt. Cảnh sát dứt khoát nổ súng, đội trưởng Do cứ thế mất mạng bởi người mình, kết thúc câu chuyện. Sở trưởng mở một cuộc họp báo tin tức, nói rõ tình tiết vụ án với mọi người. Tuy thám tử Hoang trúng 5 phát đạn nhưng không bắn trúng mặt nên không có gì đáng ngại. Do Kang-u sợ mình trở thành tên cuồng giết người thứ hai, có lẽ cái chết cũng là một sự lựa chọn tốt. Sung Ho sẽ thay thế vị trí của đội trưởng đội Golden, một đám giết người hàng loạt sắp xuất hiện. Chỉ vì không cho nghịch điện thoại mà đứa cháu lại bôi đầy phân lên mặt ông nội, bà nội luôn miệng xin lỗi. Nhưng cháu trai lại oán trách các bạn trong lớp đã lên vương giả rồi, còn mình vẫn là đồng xanh. Nói rồi, cậu ta ấy mặt bà nội vào trong đĩa đựng đầy phân rồi lấy di động quay lại, gửi cho một người bạn trên mạng có tên Skirt. Giây tiếp theo, đèn trong phòng bỗng tắt ngúm, Skirt thần bí bất ngờ xuất hiện, tên hề cầm đầu chẳng nói chẳng rằng vung đao lên chém chết thằng cháu, hai ông bà cụ đau đớn muốn chết. Người phụ nữ nói rằng mình đến trừ hại cho dân, thằng cháu bất hiếu như vậy lớn lên cũng chỉ tổ gây họa, cô ta không nói thêm gì nữa. Căn phòng trống không chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của hai người họ, nhóm Skirt tổng cộng có 3 người, cứ 3 tháng một lần vào ngày 23. Họ sẽ ra ngoài giết người phóng hỏa, càng điên cuồng hơn là mỗi lần trước khi gây án. Mấy người họ đều sẽ thông báo giết người cho cảnh sát trước. Ban đầu Kang Eun-ju không để ý lắm, cô tưởng đây chỉ là trò đùa dai của Giang Cư Mận. Mãi đến hôm đó, cô lại nhận được tin nhắn báo trước của Skirt, tin nhắn lần này là ghi âm. Bên trong chỉ có một đoạn tạp âm hỗn loạn, Kang Eun-ju nhắm mắt lại lắng nghe kỹ càng. Trong tạp âm hỗn loạn lại ẩn giấu một lượng lớn thông tin, hung thủ nói rằng mình cũng có thính lực siêu phàm giống cô, khác ở chỗ là một người dùng thính lực để giết người. Một người dùng nó để cứu người, địa điểm giết người ngày mai là ở số 206 khu thiên sứ, mong chờ sự xuất hiện của cô. Kang Eun-ju nghe xong, lập tức gọi điện cho đội tìm kiếm, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đội tìm kiếm chẳng hề tin, huy động cảnh sát vũ trang cần phải có người báo án. Dĩ nhiên không phải Kang Eun-ju gọi một cuộc là có thể điều động được. Lúc này tại số 206 khu thiên sứ, người chồng và cô vợ đang cãi vã không ngớt vì việc di rời. Con trai trốn trong phòng mặt mày buồn bã. Giây tiếp theo, Skirt gửi tin tức tới, nếu không chặt đứt ngón tay của bố mẹ mình thì video ăn hamburger chế tạo theo công thức bí mật của cậu ta sẽ bị tung lên mạng. Cứ thế, con trai lấy đèn nhấp nháy chói bố mẹ lại, cầm dìu liên tục đe dọa, chỉ cần để con chụp một bức ảnh thì mọi chuyện đều kết thúc. Sau đó, cậu ta đè tay mẹ mình lên đất, giơ cao chiếc dìu trong tay lên, lúc mấu chốt. Cuối cùng cậu con trai cũng tỉnh táo lại, quỳ trên đất không ngừng ăn năn, hối lỗi. Nhưng cùng với đó là một tiếng sấm kinh hồn, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm. Ba người sợ hãi nhìn ra phía cửa, Skirt thần bí vẫn đến đây, chú hề vung dìu trong tay lên 2-3 nhát đã giết chết người mẹ. Cậu con trai luôn miệng xin tha cũng bị chém chết. Khi chú hề định xử lý ông bố, tiếng hét thảm thiết đã thu hút một cô gái. Cô ấy tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cô ấy che miệng, vội vã lùi ra khỏi phòng từng chút một đi ra ngoài, bởi vì quá căng thẳng nên cô ấy sơ ý đụng phải chậu hoa ở hành lang. Người phụ nữ trong phòng đã nghe thấy tiếng động khẽ khẽ. Thấy không ổn, cô ấy dứt khoát đi vào căn hộ cách vách, bởi vì nơi này là ngôi nhà bị tháo dỡ và di rời. Gần đó vốn không có dân cư sinh sống, cô ấy chỉ đành trốn vào trong tủ quần áo. Lấy di động ra gọi cho cảnh sát cầu cứu, điện thoại được kết nối, nhưng cô lại không thốt ra lời. Bởi vì cô gái đáng thương này là một người câm, Sung A tận mắt chứng kiến một vụ án giết người, cô ấy lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát. Bỗng nhớ ra mình là một người câm vốn không thể nói chuyện, nhân viên đường dây cứ tưởng là trò đùa dai nên dứt khoát cúp máy. Lúc này hung thủ đã lần theo tiếng động và mò tới gần chỗ cô gái. Cô ấy chỉ đành gửi tin cho anh trai cô là tên là Sung Ho, là nhân viên điều tra liên bang Mỹ. Lúc này anh đang chấp hành nhiệm vụ truy bắt tội phạm, vì thế bỏ lỡ tin nhắn cầu cứu của em gái. Hung thủ tới gần tủ quần áo từng bước một, cô ta kéo tủ quần áo ra nhưng bên trong không có thứ gì hết, hóa ra Sung A đang trốn trong tủ giày gần đó. Thấy hung thủ rời đi, cô ấy do dự mấy lần, cuối cùng vẫn bỏ ra ngoài. Nhưng khi cô ấy muốn nhặt con búp bê bị rơi trên đất, cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đóng lại. Kẹp đứt tay phải của Sung A, hung thủ đảm bảo rằng chỉ cần cô ấy mở miệng xin tha thì sẽ tha mạng cho cô, nhưng cô gái câm rất cố chấp, kiên quyết không phát ra âm thanh nào. Mãi một lúc sau, cảnh sát mới bất ngờ phát hiện số di động người vừa báo cảnh sát ban nãy là một người câm. Đội tìm kiếm nhận được tin hành động, Sung Ho cũng nhận ra hoàn cảnh của em gái. Mấy người vội chạy tới hiện trường vụ án, trên đất là thi thể của một nhà ba người, căn phòng bên cạnh cũng chỉ còn lại một vũng máu. Bởi vì họ đến quá chậm nên manh mối của vụ án đều bị đứt đoạn. Lúc này viên cảnh sát bỗng nhớ tới ban ngày Kang Eun-ju từng đoán rằng nơi này sẽ xảy ra vụ giết người. Tổ trưởng Park Hoon vội gọi điện cho cô, Kang Eun-ju rất chắc chắn hung thủ là nữ cao 1m2 đến 2m4, tuổi từ 20 đến 75. Nhận được tin tức mấy người họ chia nhau ra hành động, quả nhiên Sung Ho phát hiện một người phụ nữ mặc áo mưa, tuy rằng cô ta đeo giày cao gót, nhưng tốc độ còn hơn cả đang đói mà shipper bận, trong lúc chạy trốn, thậm chí cô ta còn quay đầu lại. Chờ Sung Ho tới, anh rút súng muốn bắn chết đối phương.
nhưng một đống học sinh ùn ùn kéo xuống từ xe trường học, xung hô sải bước tiếp tục chạy thục mạng đuổi theo thì lại bị một chiếc Santana đụng bay. Lúc này, cô ả kia đã biến mất dạng. Kang Won Ju nhắm mắt lại, một tràng tiếng còi cảnh sát khe khẽ vang lên từ đằng xa. Cô hỏi Sung A bị mất tích có mang theo thiết bị cảnh báo đúng không? Sung Ho thừa nhận, bởi vì em gái mắc bệnh câm nên cô ấy thật sự có mang theo một cái. Kang Won Ju nói tiếng còi cảnh báo ở phía bên phải của ngã tư. Lúc này, Sung A vẫn còn sống. Sung Ho nửa tin nửa ngờ, anh đến một xưởng xe khách theo hướng dẫn. Dưới sự chỉ dẫn của Kang Won Ju, quả nhiên anh phát hiện một chiếc xe khả nghi. Nhưng bên trong ngoài thiết bị cảnh báo và quần áo của em gái ra, đã không còn thứ gì khác. Sung Ho cứ tưởng em gái bị nhốt ở cốp sau. Khi anh định cậy khóa sau, Kang Won Ju nghe rõ tiếng khí ga bị rò rỉ, cô hét lên nhắc nhở mau tìm chỗ nấp. Sung Ho quay người bỏ chạy, sóng xung kích của vụ nổ thổi anh va vào con xe khách bên cạnh. Lúc này trong một đống rác ở cách đó mấy trăm mét, đội tìm kiếm đã phát hiện ra thi thể của Sung A. Anh trai chạy vội tới hiện trường nhìn em gái cả người đầy máu. Nỗi đau đớn dâng trào mãnh liệt trong lòng, Kang Won Ju phân tích kỹ càng quá trình của vụ án. Sơ Cớt đang lợi dụng thính giác siêu mạnh của cô để cô đưa ra phán đoán sai lầm, cuối cùng khiến Sung A chết thảm. Đặc vụ Sung Ho cũng suýt mất mạng ngay tại chỗ. Sơ Cớt chậm rãi cởi mũ xuống, vẻ ngoài của cô ta lại giống hệt với Kang Won Ju. Lúc này cảnh sát cũng nhận được cử báo, người phụ nữ mặc áo mưa đã lên một chiếc taxi, đích đến của chiếc xe là sân bay Seoul. Cùng lúc đó, đội kỹ thuật đã phá giải được địa chỉ IP mà hung thủ gửi tin báo trước. Nơi gửi là núi Hallasan của đảo Jeju. Qua điều tra, một tiếng sau vừa khéo có một chuyến bay tới đảo Jeju. Đội tìm kiếm lập tức chạy tới sân bay ngăn hành khách lên máy bay, bởi vì không có lệnh tra xét, tiếp viên hàng tỏ ra khó chịu với cảnh sát. Cảnh sát hết cách, chỉ đành trơ mắt nhìn hành khách lên máy bay. Do gia đình ba người bị giết có thù oán sâu nặng với nhà đầu tư khai thác, hàng xóm thi nhau đoán rằng hung thủ là nhân viên thi công. Tin tức của đám quân dung hóng hớt làm sai lệch phương hướng điều tra. May là đặc vụ liên bang đã phát hiện một chiếc áo mưa màu đen trong thùng rác, sau lưng áo mưa còn dán nitroglycerin. Sung Ho khẳng định rằng tên hung thủ này đã sơ ý tưới lên khi chế tạo bom. Lúc này người phụ nữ giết chết em gái chắc chắn đã đến đảo Jeju để phá án. Kang Won Ju chủ động điều đến trung tâm chỉ huy của đảo Jeju, đặc vụ liên bang Sung Ho cũng đến nơi này. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Mỹ và Hàn, đặc vụ có quyền tham dự điều tra và theo dõi vụ án. Đối mặt với Kang Won Ju, Sung Ho vẫn luôn canh cánh chuyện phán đoán sai lầm của cô. Tin tức tình báo sau đó càng khiến mấy nhân viên điều tra rút súng nhắm vào Kang Won Ju. Hóa ra sau khi gây án, cô ta đã lên máy bay đến Hallasan. Sung Ho đối chiếu ảnh của tất cả hành khách, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối của hung thủ. Chẳng mấy chốc, đồn cảnh sát đã mô phỏng được diện mạo của hung thủ nhờ vào camera giám sát. Sung Ho phát hiện không ngờ hung thủ giết Sung A lại ở ngay bên cạnh mình. Đặc vụ liên bang rút súng lục ra, ngắm vào đội trưởng đội cứu hộ. Cảnh sát Hàn cũng lập tức vây quanh, trong lúc hai bên gươm súng sẵn sàng. Trụ sở chính gọi điện tới, trên mặt của hung thủ có vết sẹo rõ rệt, chắc là do hiệu ứng ngụy trang. Vào đêm xảy ra vụ án, Kang Won Ju đã nói chuyện điện thoại với anh nên khả năng gây án rất mong manh. Các đặc vụ buông súng xuống, nhưng bầu không khí tại đây vẫn căng thẳng. Kang Won Ju cũng rất buồn vì cái chết của Sung A. Bây giờ xem ra, hung thủ rõ ràng đang nhắm vào cô. Kang Won Ju giải thích với đối phương về siêu năng lực của mình. Cô có thể nghe được âm thanh mà người bình thường không nghe thấy. Điều tồi tệ là hình như hung thủ cũng có được năng lực tương tự. Muốn bắt được hung thủ thật sự, hai người cần phải hợp tác với nhau. Sung Ho không nói gì. Thay vào đó, anh xắn tay áo đối phương lên. Trước khi Sung A gặp nạn từng nhắn một tin cho anh. Trên cổ tay của hung thủ có hình xăm ma quỷ giống hệt với hình xăm xuất hiện trên cổ tay mẹ lúc bị giết. Bây giờ đã loại bỏ được nghi ngờ. Sung Ho đồng ý với yêu cầu của Kang Won Ju. Hai người quyết định hợp sức tìm bằng được hung thủ, tìm ra chân tướng cái chết của mẹ và em gái. Mọi người vừa mới lên đảo, chuyện ưu tiên là tìm một đồng đội quen thuộc môi trường và đáng tin cậy. Kang Won Ju tới bờ biển, gặp một người quen. Người này là Da Sik đã bán đứng Jin Hook ở mùa 1. Năm đó anh ta gặp phải tên sát nhân liên hoàn bị đánh thành người thực vật. Sau khi hồi phục sức khỏe, anh ta nghỉ việc và trở thành huấn luyện viên thợ lặn. Kang Won Ju mời Da Sik trở về đội cứu hộ, nhưng nhớ lại hành vi đáng xấu hổ năm xưa của mình, anh ta từ chối. Trong lúc mọi người đang lên kế hoạch làm sao để phá án, vụ án kinh dị mới đã xảy ra. Trùm trường hất nước vào một cậu bé, sau đó đánh cậu bé một trận tơi bời. Trước khi đi, những tên này còn đe dọa cậu không được mách lẻo, nếu không lần sau sẽ cho cậu ăn phân. Cậu bé không chịu nổi nữa nên ấy từ trên tầng thượng xuống. Lúc mẹ dê sốc đến nơi thì con trai mình đã tắt thở. Bà ấy kiện đám bắt nạt con mình lên tòa, họ lại từ chối không nhận vụ này. Dê sốc nghe nói Hallasan có một đàn tế kết nối âm dương buổi tối. Bà ấy hẹn đi cắm trại với một người, đợi người bạn ngủ, một mình dê sốc đi sâu vào trong núi. Vừa đi vài bước, đột nhiên có giọng nói kỳ quái vang lên sau lưng bà ấy. Những con sói hoang xông qua cắn dê sốc mình đầy thương tích, sau đó bỗng dưng đàn sói dừng hành động. Dê sốc phát giác vua sói đã tới, quả nhiên một giây sau, một bóng đen vụt qua, hung hăng cắn mạnh vào cơ tam đầu trên cánh tay, dê sốc cởi áo mưa tháo chạy trối chết. Trong mơ hồ, bà ấy phát hiện đây vốn không phải vua sói, mà là tên lang thang mặt mày hung tợn. Trong lúc hoảng loạn chạy bừa, bà ấy men theo ánh đèn tới một nông trại, chủ nông trại không hề lên tiếng. Gã đưa dê sốc vào một gian phòng, bà ấy tưởng mình đã được cứu.
Nhưng lúc này, cửa lớn của căn phòng đã bị khóa trái, Dê Sóc kéo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện đám động vật kia vốn không phải sói, mà là chó săn do Ấp Chin huấn luyện. Mục đích của Ấp Chin chính là bắt Dê Sóc để sinh con nối dõi cho mình. Chẳng mấy chốc, trung tâm chỉ huy đã nhận được cuộc gọi báo cảnh sát. Cảnh sát tới đàn tế trong truyền thuyết dựa theo thông tin, Sung Ho phát hiện loa và camera gắn trên cây. Sau khi so sánh, đây là nơi những người nổi tiếng trên mạng Dung Boom thực hiện live stream, thì ra anh ta kiếm sống bằng cách lừa gạt mọi người. Dung Boom đã thu rất nhiều tiền của Dê Sóc, lừa bà ấy, nói rằng có thể giao tiếp với con trai đã khuất của mình. Trên thực tế, anh ta lắp đặt thiết bị tạo âm thanh tại đàn tế để giả thần giả quỷ. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã tìm đến căn cứ của Dung Boom. Thông qua ghi chép hiện trường, Kang Won Ju nghe ra Dê Sóc đã bị 3 con chó đực, 8 con chó cái cộng thêm một người đàn ông 42 tuổi tập kích. Dung Boom nói lúc trước mình cũng từng gặp đám súc sinh này, người huấn luyện chúng họ Gu. Mọi người gọi gã là Ấp Chin. Lúc này, Dê Sóc tỉnh dậy trong chuồng chó. Bà ấy móc điện thoại ra thông báo cho cảnh sát và kể tình hình của mình. Một giây sau, Ấp Chin đi vào. Dê Sóc vội giả bộ hôn mê, gã nhai răng, hy vọng bà ấy có thể làm vợ chó của mình để sinh ra một ổ chó con. Kang Won Ju phân tích, Ấp Chin đã hóa thú hoàn toàn. Lúc cho ăn, chỉ vì một đồng đội không nghe theo điều khiển, ông ta giơ đinh ba lên đâm chết con chó. Tranh thủ lúc Ấp Chin đang xử lý cái xác, Dê Sóc phát hiện chìa khóa lồng chó được treo trên tường cách đó không xa. Bà ấy nhặt một ống sắt để móc chìa khóa, sau đó bà ấy nhanh chóng cởi khóa rồi tháo chạy. Lúc đi qua rào chắn, Ấp Chin trong sân đã phát giác, gã ra lệnh. Bỗng chốc có mấy con chó hung ác bao vây Dê Sóc, Ấp Chin rất tức giận. Gã bóp cằm của bà ấy, đập nát điện thoại, do vậy tín hiệu báo cảnh sát bị đứt đoạn. Kang Won Ju sử dụng siêu năng lực như thể đang đứng ở hiện trường, cô nghe thấy có tiếng thác nước ở nơi xảy ra vụ án, đây là hy vọng sống sót duy nhất của người phụ nữ. Con trai bị bố nhốt vào lồng chó, nuôi mãi đến năm 30 tuổi. Dần ra gã nghe hiểu tiếng chó và tin chắc rằng mình là một con chó. Sau khi trưởng thành, gã bị bán cho thợ săn làm chó săn. Trong một lần đi săn, chủ nhân tình cờ bắn trúng một cô gái. Lần đầu tiên gã thấy một cô gái như hoa như ngọc. Thoáng chốc không biết phải làm sao, cô gái bị dọa sợ, không ngừng la hét. Điều này khiến gã nhớ tới cảnh tượng khi bố ngược đái mình. Gã túm cổ áo của đối phương lên, cô gái bất cẩn đứng không vững ngã xuống đất, máu tươi chảy dọc theo cần cổ. Hóa ra cổ cô bị cạnh nhọn của hòn đá đâm rách, mất mạng tại chỗ. Chuyện này không hề để lại bóng ma tâm lý cho gã, trái lại còn khiến gã tràn đầy hứng thú với phụ nữ. Cảnh sát nghe thấy tiếng nước chảy vang lên ở hiện trường qua điện thoại. Kang Won Ju đoán rằng chắc gần địa điểm xảy ra vụ án có một thác nước cao 2 mét. Cô lập tức báo với đội cứu hộ, cảnh sát địa phương xác nhận quả thật phía bắc có một thác nước, mấy người họ đang chuẩn bị xuất phát. Đi Ốc Hoa đột nhiên nói mình biết một con đường nhỏ, mấy người càng đi càng lệch, Sung Ho cảm thấy phương hướng mà họ đang đi vốn không phải hướng bắc. Dung Ki chỉ ra hiệu bằng ánh mắt, Hoang Su lập tức dẫn đội thay đổi phương hướng, quả nhiên. Không lâu sau, Hoang Su phát hiện một căn nhà gỗ bí mật nằm sâu trong rừng, đi vào trong phòng, bên trong là đủ loại da của kỳ chân dị thú. Trong kho lạnh chứa đầy xác động vật có nguy cơ tuyệt chủng, cảnh sát không tìm thấy người bị hại và Ấp Chin ở nơi này. Kang Won Ju đoán nhất định là có nội gián tiết lộ hành tung của cảnh sát. Kang Won Ju mở chế độ trò chuyện bí mật, đồng đội lập tức hiểu ra. Mấy người đưa mắt nhìn về phía Đi Ốc Hoan, vì chột dạ anh ta lập tức chạy trốn, có điều. Chẳng mấy chốc anh ta đã bị cảnh sát bắt lại, hóa ra người này vừa làm kiểm lâm vừa trộm cắp trong lúc canh gác, Ấp Chin là người hỗ trợ mà anh ta mua về. Giờ chủ mưu đã bị bắt, nhưng vẫn không có tin tức gì của Ấp Chin. Lúc này gã đang vác Dê Sốc đi từng bước vào sâu trong rừng, nửa đường Dê Sốc đột nhiên túm lấy tay gã, luôn miệng xin lỗi. Bà ấy quỳ trên mặt đất với vẻ mặt thành khẩn, nói rằng bản thân đã nghĩ thông suốt rồi, bà ấy muốn làm vợ gã. Đối mặt với nụ cười của Dê Sốc, Ấp Chin lập tức trở nên bối rối. Ông ta quay mặt nhìn sang Dê Sóc, bà ấy rút đèn pin ra đập mạnh vào đầu Ấp Chin, nhân lúc gã đang gào thét đau đớn. Dê Sóc vội vàng chạy trốn, Dê Sóc sơ ý rơi từ con suối trên núi xuống, ngã lên một đống đá ngổn ngang. Thấy cảnh sát đuổi tới, Ấp Chin vội vã chạy trốn. Cuối cùng cảnh sát phát hiện ra Dê Sóc, đưa bà ấy lên xe cứu hộ. Một bên khác, Ấp Chin trốn vào trong một nghĩa trang bỏ hoang, lúc này gã đã dàn trận chó điên, quyết sống mái với cảnh sát. Chó hoang vô cùng hung dữ, Dung Ki vội vàng né tránh nhưng vẫn bị cắn bầm tím hết mặt mũi. Sung Ho học đả cầu bổng pháp từ tiểu long nữ, chẳng mấy chốc đã giải quyết được bầy chó hoang hung dữ. Đối mặt với Ấp Chin, Sung Ho hứa sẽ cho gã một cơ hội làm người lần nữa, giúp gã được như người bình thường, được đối xử thân thiện và tôn trọng. Ấp Chin lập tức bị cảm hóa, gã từ bỏ kháng cự, khóc không thành tiếng. Vụ án đau lòng vừa kết thúc, mấy người còn chưa kịp nghỉ ngơi, Sơ Cớt đã dẫn đồng đội xuất hiện ở gần bệnh viện. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của cô ta quả thật giống y hệt Kang Won Ju. Cô gái đi bơi mất tích một cách ly kỳ, bà nội lặn xuống nước tìm kiếm thì phát hiện dưới đáy biển có một chiếc nồi rất to. Chiếc nồi này bị khóa chặt bằng dây xích, miệng nồi còn có một làn tóc đen nhánh ló ra, bà nội tháo chiếc buộc tóc ra. Thông qua xác nhận đây chính là buộc tóc của cháu gái, bà ấy dùng hết sức muốn đưa cháu gái ra khỏi mặt nước, nhưng chiếc nồi lớn nặng trịch lại chẳng hề động đậy. Chẳng mấy chốc, cảnh sát biển đã dùng thủ pháp chuyên nghiệp để cạy chiếc nồi sắt ra. Qua khe hở, quả nhiên bên trong có thi thể của một cô gái trẻ, bà Sun Ji ôm lấy thi thể khóc 3 tiếng đồng hồ.
Nhưng nhìn kỹ đây vốn không phải cháu gái của bà ấy. Ga ơn cao 1,5 m nhưng thi thể này chắc cũng phải 1,8 m. Cảnh sát nói có thể do bị trưng vì ngâm lâu trong nước. Trên tay cô gái có một hình xăm cá heo. Điều này càng khiến bà Sun Ji tin thi thể chắc chắn không phải của cháu gái. Lúc này có một người đứng xem xông vào. Qua hình xăm, anh ta vừa nhìn đã nhận ra đây là đồng nghiệp của mình. Giáo viên dạy lặn Sojun, ở phần eo của cô gái có vết thương ba cạnh. Đây là vết tích bị dao ba cạnh đâm gây ra. Hơn nữa trên tay thi thể có rất nhiều lỗ kim. Có lẽ đây là kết quả của việc dùng mai thúy trong thời gian dài. Sojin, ông chủ của trung tâm dạy lặn nói tối qua lúc tan làm về nhà anh ta thấy Sojun và cô gái mất tích đã xảy ra tranh chấp vì một chiếc túi sách. Sojun từng có tiền án về mua bán mai thúy, như thế xem ra rất có thể hai cô gái đã bị diệt khẩu vì ăn trộm đồ. Kang Eun-ju nhắm mắt lại. Qua bộ đàm, cô nghe thấy có người ở hiện trường đang báo cáo. Đám người lập tức xông tới, chẳng mấy chốc một người đã bị bắt. Người này nói Sojun bị ông chủ của anh ta giết. Cô gái còn lại cũng đang nằm trong tay ông ta. Bà Sun Ji biết tin, quỳ xuống đất cầu xin cảnh sát cứu cháu gái bình yên trở về. Bên này đại ca xã hội đen lôi Ga Eun từ trong cốp xe ra, chính vào tối hôm qua. Hai cô gái nhặt được một túi mai thúy, Sojun muốn bán đi đổi lấy tiền, Ga Eun lại muốn giao nó cho cảnh sát. Chẳng mấy chốc hai người đã bị đám xã hội đen bắt nhốt, Sojun bị oánh tới nửa sống nửa chết nên đã nói thật, nhưng đám xã hội đen vẫn chẳng thể tìm ra. Vì thế đại ca xã hội đen đã dùng dao đâm chết Sojun. Ga Eun trở thành hy vọng duy nhất để tìm lại được chiếc túi. Mấy người đi tới một hang động, Ga Eun nói chiếc túi ở bên trong, nhưng lúc đi vào chỗ sâu, cô ấy lại nhặt đá lên oánh vào đầu tên áp giải. Anh ta đâm một nhát vào đùi Ga Eun, đám người còn lại vội vàng vây tới. Lúc này Ga Eun đã biến mất một cách ly kỳ, hóa ra nơi này là lối vào của một cái hang nối với bên ngoài. Cứ đi thẳng theo hang này là sẽ ra biển, vì là người con của biển, khả năng nín thở của Ga Eun rất đáng kinh ngạc. Nhưng lúc cô ấy nổi lên mặt nước, đám xã hội đen cũng chạy tới, Ga Eun tiếp tục đấu đám xã hội đen với cái chân bị thương. Nhưng nếu cứ thế, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ kiệt sức trong biển. Ga Eun lên chiếc thuyền cá, trốn vào trong khoang nước trên thuyền. Tuy cô ấy tạm thời được an toàn nhưng chân cô ấy ngày càng chảy nhiều máu. Ga Eun có chiều cao khiêm tốn nên chẳng thể chạm được vào phần đáy. Khoang nước đã bị đóng nắp và khóa chặt, hoàn toàn không thể đẩy lên được. Cô ấy biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Mấy ngày trước Sojun tặng cho Ga Eun một chiếc đồng hồ lặn. Để đáp lại, Ga Eun tặng chiếc buộc tóc của mình cho đối phương. Cô ấy nhìn kỹ không ngờ chiếc đồng hồ này lại có chức năng báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã nhận được tín hiệu cầu cứu, tuy họ đã chạy đến địa điểm định vị, nhưng tìm kiếm thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lúc này Ga Eun đã chìm xuống đáy nước, không còn chút sức lực nào. Lúc mấu chốt, Kang Eun-ju bảo Sung Ho giơ cao bộ đàm lên, cô tìm vị trí bằng cách nghe âm thanh. Cuối cùng Sung Ho cũng phát hiện ra vị trí của Ga Eun, mọi người hợp sức mở nắp khoang nước ra, Ga Eun coi như được cứu. Cô ấy nói rõ ràng nơi mà Sojun khai với đám xã hội đen là địa điểm chính xác, nhưng chúng vẫn không tìm thấy cái túi. Sung Ho nhớ tối qua mưa to gió lớn, Sojin lại nhìn rõ hai cô gái tranh cãi, chắc chắn trong đó có vấn đề. Sung Ho lập tức liên hệ với trung tâm chỉ huy, quả nhiên lúc này Sojin đã tắt máy, nửa tiếng trước còn có ghi chép anh ta đã ra biển. Dasik đoán chắc chắn Sojin đã chạy tới hang Gunsa, bốn người lên thuyền tới đảo. Chẳng mấy chốc họ đã gặp được Sojin ở trên đó, anh ta kề mũi tên lên cổ Dasik, hóa ra Sojin đã theo đuôi hai cô gái và lấy trộm chiếc túi. Cũng chính anh ta đã đặt thi thể của Sojun vào trong chiếc nồi rồi dìm xuống đáy biển. Lúc đó Sojun vẫn chưa chết, nhưng để độc chiếm hết túi mai thúy, Sojin đã biến thành một tên điên táng tận lương tâm, thấy chân tướng đã bị vạch trần. Dasik xoay người chế ngự được Sojin, hung thủ thực sự đã đứng trước vành móng ngựa, dưới sự cổ vũ của mọi người. Dasik lại quay về làm cảnh sát, người chồng đánh người vợ ngã xuống đất, sau đó lấy hết số tiền còn lại trong nhà. Manho đi học về vội vàng tới đỡ mẹ dậy nhưng lại bị bố đánh đập tàn nhẫn, sốc chun vinh váo rời đi. Không bao giờ quay về cái nhà này nữa, chớp mắt 30 năm đã trôi qua, người bố năm xưa nay đã mắc bệnh Alzheimer. Manho nói đưa ông ta đi gặp mẹ mình, tới núi, anh ta đào một chiếc hố sâu và bảo Sốc Chun ngồi ở mép hố. Chỉ cần ông ta đếm ngược từ 5 tới 1 là có thể gặp được vợ mình, Sốc Chun lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Manho lại giơ cao chiếc sẻng ấy xuống đầu bố mình. Thời gian quay lại 2 năm trước, Sốc Chun đái dầm nhưng vẫn dẫm đi dẫm lại trên đất. Điều này khiến cô con dâu thấy rất phiền. Ngày hôm sau Manho đưa bố mình tới một cánh đồng hoa, trong lúc nói chuyện. Anh ta bảo muốn đi vệ sinh, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp đó hai người đàn ông cao to bắt Sốc Chun lên một chiếc xe màu đen. Lúc này Manho đang đằng xa chứng kiến tất cả, hóa ra Hàn Quốc cũng có nơi chuyên thu mua các cụ già nhốt lại bắt làm việc cực khổ. Manho bán bố mình với giá 2.500 won, trong lòng rất vui mừng. 2 năm sau Sốc Chun một mình chạy ra ngoài. Chuyện đầu tiên mà ông ta làm là nhặt đá lên đập chết một người đàn ông tên là Ốc Man. Hóa ra Ốc Man là chủ nợ của Manho. Từng đâm anh ta một nhát, chẳng mấy chốc cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Ốc Man. Sốc Chun cũng bị đưa về đồn cảnh sát. Lúc này có hai hộ sĩ chạy tới, họ nói ông ta vô danh tính, ở trong viện phúc lợi đã 2 năm. Nhìn thấy hộ sĩ, Sốc Chun lập tức trốn xuống dưới gầm bàn. Lúc Cung Pin định giải thích với cảnh sát, Sốc Chun lại biến mất một cách ly kỳ, mấy người đi tìm cả quãng đường nhưng vẫn không thấy đâu. Lúc này Sốc Chun đã được con trai đưa đi, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Manho giơ cao chiếc sẻng trong tay.
cuối cùng cũng không thể xuống tay. Lúc anh ta đang cảm khái mình không đủ nhẫn tâm, có một người đàn ông xuất hiện lấy gạch đập ngất hai người. Hai bố con tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe đông lạnh. Sốc Chun đưa điện thoại di động cho con trai, gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tìm thấy chiếc xe, bên trong đã chẳng còn ai. Mấy người tới một ruộng muối gần đó thì phát hiện ra có rất nhiều người già đang xử lý đại tràng của lợn, hàng kém chất lượng. Cảnh sát xông vào trong phòng, xử lý luôn xưởng phi pháp này, bà cụ nói. Chúng tôi đều bị con cái bán vào đây, hễ bị thương hay đau ốm, mất đi năng lực lao động thì sẽ bị chôn luôn sau núi. Lúc này ở sau núi, Cung Pin đang cầm súng định giết người bịt miệng hai bố con họ. Lúc mấu chốt cảnh sát chạy tới kịp thời tóm gọn lũ xấu xa, chuyện đã đến nước này, Man Ho không cam lòng. Đẩy viên cảnh sát ra rồi bắt bố mình làm con tin, nhưng câu nói tiếp theo của Sung Ho khiến anh ta chua xót. Thật ra bố anh không hề mắc bệnh Alzheimer. Giường chiếu của ông ta rất gọn gàng, ngăn nắp. Ngày nào ông ta cũng vẽ lên tường, dù năm đó anh muốn bán ông ấy đến xưởng hay anh lừa ông ta đi gặp mẹ, trong lòng ông cụ đều rõ hết. Để dọn sạch chướng ngại vật cho anh, thậm chí ông ta còn mạo hiểm diệt trừ ốc man, nhìn ông bố đáng thương. Man Ho vẫn không biết hối cải, anh ta nhặt dao lên xông về phía cảnh sát. Nhưng Sốc Chun lại dùng cơ thể đỡ một dao này của con trai. Trước khi chết, ông cụ vẫn cực kỳ hối hận. Cầu xin cảnh sát có thể giảm nhẹ hình phạt cho con. Man Ho quỳ trên đất suy sụp òa khóc. Nếu là bạn, bạn sẽ tha thứ cho một người bố như vậy không? Chỉ vì bạn trai nói một câu với cô gái khác mà cô gái đã cạy miệng anh ta ra rồi nhổ sạch 8 chiếc răng hàm. Méo tươi chảy ra giàn giụa cùng với nước bọt. Nhưng Hae-jin vẫn chưa hả giận nhắm mục tiêu vào lưỡi của bạn trai. Hai người họ quen biết nhau trong phòng khám nha khoa. Hôm đó Ho-jun đi chữa tủy răng, vừa về đến nhà thì phát hiện bác sĩ Hae-jin mặc áo ngủ ngồi trên sofa của mình. Sự theo đuổi trắng trợn này khiến Ho-jun cực sốc. Ho-jun là thầy giáo trong trường, một hôm học sinh của anh ta bị gia đình củ hành, vì quan tâm nên anh ta đã gọi điện cho cảnh sát. Nhưng Hae-jin lại nghi ngờ cả hai mập mờ với nhau, cãi cọ một trận với anh ta, hôm sau xét biêu mãi mà không đến lớp. Gọi điện thoại, không ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời lại. Giây tiếp theo thầy giáo đột nhiên nhận được bức ảnh xét biêu bị bắt cóc. Xét biêu nói lúc này cô bé đang ở một khách sạn vì nợ tiền nên bị chủ nợ bắt cóp. Xin thầy giáo đừng gọi điện cho cảnh sát, mau mang chút tiền tới đây cứu nét. Ho-jun chạy chậm cả đường, nhanh chóng tìm thấy căn phòng tương ứng. Anh ta xông vào trong phòng định cởi trói cho xét biêu, lúc này cửa phòng đột nhiên đóng lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên, tên bắt cóp nói mình đang live stream bảo Ho-jun cầm gậy bóng chày đánh xét biêu. Nếu không gã sẽ tung những bức ảnh rõ nét của cô bé lên mạng để giữ danh tiếng cho cô bé. Ho-jun chỉ đành đồng ý với yêu cầu của đối phương. Nhưng tên bắt cóp đã che mất cuộc đối thoại giữa họ. Giang Cư Mận chỉ thấy anh ta cầm gậy bóng chày lên đi về phía xét biêu từng chút một. Trong phòng phát sóng toàn là tiếng chửi rủa, thi nhau trách cứ hành vi vô sỉ của thầy giáo. Khi Ho-jun giơ cao gậy bóng chày lên, tên bắt cóp đột nhiên tắt live stream đi. Hóa ra lúc này cảnh sát đã đến hiện trường xảy ra vụ án, mấy người xông vào trong phòng. Bên trong chỉ còn lại mình cô gái, bởi vì cả quá trình bị bịt mắt, xét biêu cũng không biết thầy giáo đã đi đâu. Sung Ho nhặt được một chiếc khăn tay ở bãi đậu xe, anh ngửi kỹ thấy có mùi thuốc mê. Đa Xích Túng được Sờ Chim Mơ đang chạy trốn ở ngoài phòng, nhưng người này lại nói rằng mình không phải kẻ bắt cóc, gã chỉ nhận tiền làm việc. Sung Ho ngửi tay gã, quả thật không có mùi thuốc thuốc tê, Chim Mơ chỉ biết người thuê là một người phụ nữ. Cô ta nói thầy giáo kia là tên cầm thú, làm như vậy chỉ vì muốn dạy dỗ đối phương một chút. Khi Ho-jun mất tích, Seth Bill có nghe thấy tiếng kéo cửa, nữ cảnh sát ở hiện trường cho rằng có lẽ Ho-jun vẫn còn ở trong phòng. Hai điều tra sơ đồ của khách sạn, cô phát hiện quả nhiên trong gian phòng còn có một tầng lửng, Eun Soo đẩy cánh cửa ngầm ra. Bên trong còn có hầm ngầm khác, cô men theo cầu thang đi xuống. Lúc này tên bắt cóp đã ấy sạch 32 chiếc răng của đối phương. Khi cô ta đang định xét lưỡi thì một chàng tiếng bước chân vang lên từ đằng xa. Eun Soo vừa mở cửa ra, cô ả đã xông lên, hai người đánh qua đánh lại. Khi cả đội chạy tới, cô ả đã chạy trốn từ lâu. Miệng thầy giáo toàn là méo tươi, nói ra thân phận của tên bắt cóc. Cảnh sát điều tra tài liệu phát hiện khách sạn này là tài sản để lại của bố nữ bác sĩ. Khi truy đuổi kẻ chạy trốn, Sung Ho đã bị kim đâm vào cổ. Cô ta cười ha hả, trong đó là một loại thuốc kinh điển, chỉ cần đi hai bước là sẽ hoại tử thần kinh ngoại biên nhẹ, sau đó là rơi vào trạng thái thực vật. Kang Won Ju lập tức bảo Da Xích lấy một chai nước, nhưng khi đến hiện trường, người phụ nữ kia đã chĩa móc sắt vào mắt Sung Ho. Đúng lúc quan trọng, Sung Ho đã cố dốc sức thoát khỏi cô ta. Da Xích đẩy cô ta xuống đất, đồng đội nhanh chóng rót nước cho Sung Ho, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Kết thúc câu chuyện, thầy giáo đã được giải cứu thành công, Seth Biêu cũng được mọi người động viên, khởi kiện bố mẹ nuôi đối xử tệ với mình. Khi Soji đăng video lên mạng xã hội, vô tình ghi lại hình ảnh một người qua đường, sau đó bị người này bắt cóp, nhốt dưới tầng hầm. Cô cố tháo dây ra, nhưng lúc này hung thủ đã tới trước cửa nhà, đi đến phòng khách. Định mở cửa, âm thanh mở khóa phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Kẻ giết người bước vào nhà mà không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng khi gã tới tầng hầm thì cánh cửa đang mở. Ghế trống không, Soji cố nín thở và di chuyển dần về phía cửa, cô hít một hơi sâu. Đi thẳng tới cửa, nhưng khóa cửa dùng mật khẩu nên không thể mở được. Kẻ giết người cầm dìu quay lại phòng khách rồi hát một bài hát ru, không ngừng tìm kiếm mọi ngóc ngách. Soji che miệng lại, không dám phát ra âm thanh gì, chẳng mấy chốc trong phòng đã không còn động tĩnh gì nữa. Soji lặng lẽ thò đầu ra.
Cô vừa định bỏ chạy thì lại phát hiện kẻ sát nhân đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Soji sợ hãi, xin đối phương thả mình ra, nhưng Sơ Cớt lại nói ra những lời độc ác, bất cứ ai nhìn thấy gã đều phải chết. Gã chợt trợn trắng mắt, cả người bắt đầu thay đổi, ánh mắt thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, gã giơ rìu lên chém vào cổ Soji. Cô sợ quá ngất lịm đi, may mắn thoát khỏi một đòn chí mạng. Sơ Cớt định tấn công lần nữa thì chuông cửa chợt vang lên. Lúc này tinh thần gã bắt đầu rối loạn, tự nói với chính mình, sau đó kéo Soji trở lại tầng hầm, còn mình thì trốn trong góc co giật và lấy lại bình tĩnh. Điều kỳ lạ là gã không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Sơ Cớt mở cửa nói chuyện với quản gia, sau đó còn diễn múa rối cho trẻ em trong làng. Hóa ra trong cơ thể Sơ Cớt có nhiều nhân cách cùng tồn tại, có một cô ả ma nữ có thính giác phi thường, một thằng hề cực kỳ khỏe, một người lớn tuổi hết sức điềm tĩnh và một tính cách gốc rất lương thiện. Mỗi ngày bốn nhân cách không ngừng chiếm giữ cơ thể này. Gã thích nhất là dùng mặt nạ da người và ăn mặc như Kang Eun-ju. Mong muốn cả đời của gã là tự tay xử cô. Khi trở lại tầng hầm, Sơ Cớt giơ cao chiếc rìu trong tay oánh chết cô gái tội nghiệp rồi nhét xét vào vali. Lúc này bố Soji đang rất lo lắng, ông không có manh mối gì, chỉ đành nhờ bà đồng tìm tung tích của con gái mình. Ba ngày sau, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy thi thể cô gái trong thùng rác. Người bố đau đớn tuyệt vọng ôm con gái, còn Sơ Cớt vì là người có nhiều nhân cách nên đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ông nội của gã là một trưởng làng có tiếng ở gần đó và cũng là thầy cúng có ảnh hưởng rất lớn trên đảo. Ông ta đã dẫn theo hàng trăm người đến đối đầu với cảnh sát, ra lệnh cho các tín đồ cầm hung khí giết người để gánh tội cho cháu trai mình. Một tín đồ ở đồn cảnh sát đã chết sau khi nuốt thuốc độc. Cảnh sát không có bằng chứng gì, chỉ có thể tự mình tiễn hung thủ thật sự vênh váo rời đi. Ngày nào cậu bé này cũng bị bạn cùng lớp bắt nạt. Côn đồ ở trường đi trộm xe đạp lại bắt cậu canh chừng, nhưng khi cảnh sát đến, chúng lại chạy nhanh hơn cả. Còn Bung Thê thì thành cừu thế mạng. Đến ngày đó cậu chợt gặp một người bạn trong game. Người này hứa sẽ ra mặt thay cậu. Lúc đầu Bung Thê không để ý lắm, nhưng hôm sau khi cậu đến trường, đám côn đồ trong trường đã bị buộc phải nghỉ học. Sau đó cậu nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có hai chữ: quà tặng. Bung Thê vô cùng sung sướng, không ngờ ngay khi vừa về tới nhà, người bạn trên mạng lại gửi tin nhắn tới, bắt cậu phải làm một việc để báo đáp mình, mà việc đó là giết ông bà đã nuôi nấng cậu. Bung Thê rất tức giận, cậu chửi mắng kẻ kia thậm tệ, gã lại bắt cậu chụp ảnh làm bằng chứng, nếu không sẽ bị đuổi khỏi trường. Đêm đó Bung Thê trói ông bà nội lại, làm theo ý kẻ trên mạng, chét phân lên mặt họ, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Vốn tưởng gửi cho gã rồi thì sẽ không bị làm phiền nữa, không ngờ sau đó tên biến thái lại tìm đến nhà cậu, nói mình rất không hài lòng với hành vi của Bung Thê. Nếu cậu không hành động thì đừng trách tôi không khách sáo. Người phụ nữ chợt co giật, sau đó vặn người và cầm dao giết chết Bung Thê. Ông bà ở bên cạnh vô cùng đau đớn. Kẻ giết người quay đầu nhìn lại rồi ra tay xoát hẹo cả hai người. Kẻ sát nhân trông thì như phụ nữ, nhưng thực ra lại là một người đàn ông lực lưỡng. Mỗi lần trước khi phạm tội, gã sẽ tập một bài rút xương, nén cơ thể thành một người phụ nữ, sau đó mặc một bộ đồ định hình xương, đắp mặt nạ ra người đóng giả làm Kang Eun-ju, đi khắp nơi phạm tội, giết người trong vô hình. Bởi vì tình trạng ngày càng tồi tệ nên khi về nhà, gã cũng không tha cho hai người làm của mình. Làm xong, Sơ Cớt lại để mắt đến cô nữ sinh trung học ở bên đường, muốn tiếp tục tận hưởng niềm vui giết chóc. Không ngờ cảnh sát vẫn luôn theo dõi gã nên không thể ra tay. Trong quá trình bắt giữ, gã và Sung Ho đã xô sát với nhau. Sơ Cớt sắp mắc cổ Sung Ho tới chết thì đội cứu hộ Golden đã đến và bắt được gã. Sung Ho cầm súng định trả thù cho em gái, nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc, quyết định để kẻ sát nhân dành phần đời còn lại trong tù. Cảnh sát đưa gã vào bệnh viện tâm thần, nhưng Sơ Cớt lại trốn thoát chỉ sau 3 phút. Da xích theo phía sau nhưng bị Sơ Cớt đam nhiều nhát, bị thương rất nặng. Kết thúc câu chuyện, Sơ Cớt đã giải phóng toàn bộ nhân cách trong cơ thể. Kang Eun-ju phát hiện ra kẻ ác độc nhất thực ra chính là con người gốc của Sơ Cớt. Lần này Sung Ho không nương tay nữa mà bắn gãy tứ chi của đối phương. Âm thanh tội phạm phần 4 cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Cuối phần 4, biên kịch lại đào thêm một cái hố lớn. Nhân vật phản diện thứ hai đã trở lại giang hồ. Kang Eun-ju là đối tượng thí nghiệm thính lực, chỉ phát triển được 90% khả năng. Có một đối tượng khác đã đạt được khả năng nghe là 100% và xếp trước cô để tìm hiểu sâu hơn những bí mật về thính lực của mình. Kang Eun-ju đã lên xe của một người đàn ông bí ẩn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.